sợ rằng mặc dù là này chân chính tiên thiên cường giả, khi lấy được tin tức này sau, cũng sẽ thất kinh, khó có thể tin đi. Dù sao lấy hắn ở cổ vũ vòng tròn nhiều năm như vậy nhãn giới, biết hiểu, sở biết tiên thiên cường giả, nhất trẻ tuổi nhất chỉ sợ cũng chỉ ít hơn 40 tuổi, nhưng bây giờ, Trần Phi lại đủ đều so với loại người như vậy còn trẻ gấp đôi, quả thực không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu là ba người các ngươi không thể quay về, các ngươi Thánh Hỏa Tông sẽ như thế nào? Trần Phi thấy thế bĩu môi khinh thường, lại mở miệng hỏi. Nếu chúng ta ba người không thể quay về, chúng ta đây Thánh Hỏa Tông nhất định sẽ nguyên khí đại thương, cũng nhất định sẽ lòng người bàng hoàng, đến lúc đó, ta Tông Quân Đoạn Sơn Quân lão tổ mặc dù nếu không nguyện tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải do hắn. Trừ phi hắn không thèm để ý Thánh Hỏa Tông cứ như vậy suy sụp rơi. Trung Sán vẻ mặt lờ mờ nói. Trần Phi hỏi lên như vậy, hắn chỉ biết Thánh Hỏa Tông hơn phân nửa xong. Dù sao bọn họ Thánh Hỏa Tông chọc phải người không nên chọc, nhưng lại còn bị chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết chân tướng sự thật, cũng không rõ ràng lắm địch nhân thực lực chân thật. Nếu bọn họ sớm biết rằng Trần Phi thực lực, dĩ nhiên là một vị tiên thiên cường giả, hữu khởi dám như thế không biết sống chết đi mạo phạm. Đến lúc đó, đừng nói là chính là một cái quân nguyên nghĩa. Coi như là hắn Trung Sán thậm chí bọn họ Thánh Hỏa trưởng thượng tổ quân Đoạn Sơn, bị chém cánh tay, cũng chỉ có thể không chút do dự nắm lỗ mũi nhận cắm. Bởi vì, này chính là tiên thiên cấp bậc cường giả uy nghiêm, không cho mạo phạm. Nhưng bây giờ, bọn họ Thánh Hỏa Tông mọi người lại đều bị chẳng hay biết gì, căn bản không biết địch nhân của bọn họ, lại là một vị kinh khủng tiên thiên cấp bậc cường giả. Cái này liền trực tiếp dẫn đến, tới mới từ cuối cùng bọn họ Thánh Hỏa Tông đều cho là mình vô địch. Tràn đầy cường đại tự tin, nhận là địch nhân vẻn vẹn chỉ là một mắt không mở con kiến hôi. Thế mà hiện thực ni, hiện thực lại là bọn hắn Thánh Hỏa Tông tài là chỉ kia con kiến hôi, mà Trần Phi, tắc là có tư cách tiện tay bị diệt bọn họ Thánh Hỏa Tông khủng bố quái thú. Chiếu ngươi ý tứ này, chính là quân Đoạn Sơn bất tử, ta bên này cũng mơ tưởng có an tĩnh ngày quá. Trần Phi nghe vậy mâu quang lóe lên, trên thực tế, hắn cũng không có Trung Sán phỏng đoán cân nhắc nhiều như vậy. Vẻn vẹn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng hỏi loại phiền toái này chuyện. Tuy nói nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, có thể sợ là sợ đối phương ở trong tối hắn ở ngoài sáng, như vậy sẽ rất phiền phức, cũng rất có thể sự tình sẽ phát triển đến hắn không cách nào dự liệu. Vì vậy nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được trong lòng nổi lên một ít sát khí, mâu quang lóe ra nói các ngươi Thánh Hỏa Tông ở địa phương nào. Ngay lĩnh nam núi lớn, Xích Huyết núi. Trung Sán nghe vậy cả người một cái giật mình, theo thực lấy đáp. Ta chỉ biết, Trần Phi không có gì bất ngờ xảy ra nói thầm nói. Theo hắn biết, phàm là lĩnh nam ba tỉnh trong phạm vi cổ vũ tông môn, tối thiểu có 6%, 70 đều ở đây lĩnh nam núi lớn, bởi vì bên kia người ở thưa thớt, ầm ĩ một chút cũng không có, cũng rời xa thế tục đô thị, thay đổi tính hạ tâm lai tập võ. Khi biết tự mình nghĩ biết đến tin tức sau, Trần Phi cũng lười sẽ cùng đối phương dây dưa, chợt không nhịn được phất tay một cái, nói được rồi, ngươi có thể đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Trung Sán như được đại xá, không chút do dự khom lưng khom người sau, xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi bĩu môi, minh bạch đối phương sợ rằng lại vô tâm tư tới tìm hắn báo thù. Bởi vì rất hiển nhiên, đối phương tâm trí đã tán. Lại không người tập võ cần có cái loại này dũng mãnh tinh tiến, chỉ còn lại có khiêm tốn cùng nhu nhược, vì vậy chưa đủ gây cho sợ hãi. Trần Phi, La Lão muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên bỗng nhiên đi vào nói. La Lão, La Thủ trưởng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt hiểu được chắc là trước Mã Đông chuyện tình, giờ này khắc này hẳn là bị đối phương biết, vì vậy khẽ gật đầu nói đi, không thành vấn đề. Bất quá hai cổ thi thể bị tê phiền Lôi huấn luyện viên ngươi xử lý một chút. Hắn chỉ tự nhiên là mắt mù lão giả cùng với hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm thi thể. Cái này giản đơn, ta đợi gọi người đến xử lý được rồi. Chút chuyện nhỏ này không cần ngươi quan tâm. Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy nhất thời gật đầu nói. Một lát sau, sáng ngời chạy băng băng GL400 từ Cần Giao huyện lái ra, hướng về Bắc Sơn thị thành nội phương hướng phản hồi đi. Ước 2-3 giờ sau, tỉnh Giang Nam Phi báo phân căn cứ, một tòa thoạt nhìn rất tầm thường tĩnh thất trong. Cần tĩnh thất mặc dù ở vào như vậy một cái đặc biệt căn cứ quân sự trong, nhưng cư nhiên đi là cổ phong lộ tuyến, bên trong bố trí cổ hương cổ sắc,
Phạm Vi nhìn không có vào trong đó, đập vào mắt đó là một bức cứng cáp hữu lực thư pháp đại tự hình như tùng, ngồi như chuông. Cần thư pháp không biết là ai viết, nhưng thoạt nhìn chữ viết hoành hàng cực kỳ cứng cáp hữu lực, thoăn thoắt, thiết họa ngân câu, làm cho có dũng khí thời khắc tỉnh ngủ cảm giác của mình, ta Nhật Ba tỉnh ta thân. Bởi vậy không dám xem, cần thư pháp tác giả tất nhiên là một vị lòng ôm chí lớn người. Ngươi là nói tu vi của hắn đã hoàn toàn áp đảo ngươi trên, hơn nữa rất có thể, đã đạt đến cái kia bao trùm cổ vũ tiên thiên cảnh giới. Bên trong tĩnh thất, mặc rộng thùng thình y phục thường La lão ngồi ở một trương đằng trên ghế gỗ, ngón tay chậm rãi có tiết tấu đánh mặt bàn, kỳ khàn khàn đôi mắt cũng có chút thất thần ngơ ngác nhìn phía trước, tự lẩm bẩm. Nghe ngữ khí của hắn, thật giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, cực kỳ kinh ngạc. Ta không biết, ta cũng vô pháp rất xác định. Nhưng ta rất rõ ràng coi như là sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn, cũng tuyệt không khả năng đem ta ép đến loại trình độ đó. Bằng chừng ấy tuổi, nếu hắn thật đã đạt đến cái cảnh giới kia, đây tuyệt đối đủ để làm cả cổ vũ vòng đều cảm thấy kinh hãi. Ở bên cạnh hắn, đã gãy mất một tay Mã Đông sắc mặt tái nhợt nói. Kỳ mâu quang trong còn lưu lại nhàn nhạt sợ hãi, cùng kính nể. Trên thực tế, hắn như vậy khẳng định Trần Phi đã tới loại cảnh giới đó. Nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm giác được trước Trần Phi cùng hắn tranh đấu lúc, căn bản là chưa xuất toàn lực. Phải biết rằng hắn Mã Đông dầu gì cũng là một vị đường đường chính chính, thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả. Công pháp cảnh giới đạt tới thần hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Lại cư nhiên không đáng đối phương chính là một người trẻ tuổi vận dụng toàn lực, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt qua hắn, nói là bao trùm đều hoàn toàn không quá đáng. Đặt ở đỉnh đầu hắn trên. Mà hắn Mã Đông bây giờ là nửa bước tiên thiên cường giả, tu vi bực nào cảnh giới có thể bao trùm hắn. Tiên thiên. Rất hiển nhiên cũng chỉ có tiên thiên mới có tư cách làm được loại trình độ đó. Bao trùm, hoàn toàn bao trùm. Xem ra chúng ta Giang Nam thực sự là ra một vị kỳ tài, một vị bảo bối a. Như vậy tốt mầm, nếu có thể thêm vào chúng ta phi báo thì tốt rồi. La lão nghe vậy cảm thán một tiếng. Híp mắt có chút thất thần nói. Hắn La lão là mẫu người rất hiển nhiên không phải là người thường, tự nhiên minh bạch loại cảnh giới đó, cổ vũ giả tiên thiên ý vị như thế nào. Ý nghĩa loại này cấp bậc cường giả liên bọn họ phi báo cũng không có, cho nên đối phương nếu có thể thêm vào lời của bọn họ, thậm chí đều có thể đủ giúp bọn hắn phi báo, vãn hồi từng ấy năm tới nay xu hướng suy tàn. Đây là hắn những năm gần đây vẫn nỗ lực muốn phải hoàn thành chuyện tình. Thế mà đến bây giờ đều vẫn là không có thành công. La lão, thứ cho ta nói thẳng, lấy vị tiền bối kia tu vi thực lực, chính là một cái phi báo, hắn sợ rằng chướng mắt, cũng chứ không nổi tôn đại Phật. Thế mà Mã Đông nghe vậy lại thản nhiên nói, gọn gàng dứt khoát. Hắn thấy Trần Phi cái loại này niên kỷ, cư nhiên có thể trở thành một gã tiên thiên cấp bậc cường giả, bản thân tự xưng là một hồi kỳ tích. Vì vậy bọn họ phi báo quá tiểu, sợ rằng chứ không nổi tôn đại Phật. Chứa không nổi. La lão nghe vậy tức cười, nhịn không được trêu ghẹo nói Mã Đông, lấy tuổi của ngươi xưng hô như vậy một tên mao đầu tiểu tử vi tiền bối, không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái, làm sao sẽ kỳ quái? Ta rất may mắn bây giờ còn có thể đứng ở nơi này, trong miệng xưng hô như vậy một người trẻ tuổi vi tiền bối, bằng không, ta sợ rằng sớm đã chết, liên thi thể đều không thể còn lại. Cụt một tay Mã Đông nghe vậy mâu quang kính úy lắc đầu nói. Kỳ quái. Có thể loại thời điểm này, cũng chỉ có La lão loại này ngoài vòng tròn nhân tài sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bất kỳ một cái nào cổ vũ giả người của bên trong vòng, ở học thành xuống núi, đi vào giang hồ lúc, đều biết trong đầu khắc rõ một cái không gì sánh được trọng yếu luật sắt. Đó chính là người thành đạt vi tôn. Rất hiển nhiên quả đấm lớn mới là chân lý, cái khác đều là hư. Được rồi, coi là ta nói sai. Các người cổ vũ giả này quy luật, có đôi khi cũng quả thực quá hiện thực, tàn nhẫn. La thủ trưởng nghe vậy khoát tay áo, có chút cảm thán vậy lắc đầu nói. Hắn là hoàn toàn quân nhân xuất thân, năm đó đã tham gia các loại phản kích, bảo vệ chiến, lập được chiến công hiển hách, vì vậy kỳ khái niệm trong dễ hiểu hơn là quân đội, là súng máy đại pháo, là đạn đạo địa lôi. Bất quá đến bây giờ hắn cũng quả thực minh bạch, có vài người. Có một số sự vật cũng không thể theo lẽ thường đến phán đoán suy luận. Tự tỷ như cái này tiên thiên cường giả, năm đó ta kinh động thế giới theo danh bảo vệ phản kích chiến trong, hắn thế nhưng chính mắt thấy được một vị như vậy tồn tại lấy một địch ngàn,
trong một đêm đổ diệt một bộ phận. Phải biết rằng đây chính là đủ hơn 1.000 danh địch quân tinh anh quân nhân A. Lại bị một người bị diệt, khó có thể tưởng tượng. Vì vậy càng về sau hắn mới phi thường muốn biết cái vòng kia, thậm chí không hối hận tháo xuống lĩnh Nam quân khu trước tư lệnh viên vị trí, chủ động xin đi giết giặc tiếp được ta quân sự nhiệm vụ. Cái này mới có về sau phi báo. La lão, Trần Tiên Sinh tới. Nhưng vào lúc này, có phi báo thành viên từ bên ngoài gõ cửa tiến đến hồi báo. Khiến hai người bọn họ nghe vậy động dung. Ta đi nghênh đón, Mã Đông không chút do dự mở miệng, chuẩn bị ra đi nghênh đón. Nói đùa, hôm nay ở trong mắt hắn, Trần Phi hãy cùng nhất tôn sát tinh vậy không khác nhau. Không đúng mà tùy thời mất hứng là có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, như vậy, hắn há có thể không sợ. La lão nghe vậy không khỏi lần thứ hai động dung, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể làm Mã Đông kính nể đến trình độ như vậy. Khó có thể tin. Trần Tiên Sinh mời đi theo ta. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng chợt truyền đến phi báo thành viên khách khí thanh âm. Nơi này vốn chính là tỉnh Giang Nam phi báo phân căn cứ, tự nhiên cần tổ chức thành viên sẽ không thiếu. Lôi Long Lôi huấn luyện viên ở dẫn Trần Phi về tới đây sau, liền tùy tiện gọi người đem Trần Phi lãnh được bên này, chính hắn tắc còn có những chuyện khác mà muốn làm. Rất hiển nhiên, đây là quân nhân cùng cổ giữa các võ giả rõ ràng khác biệt. Người trước bởi vì trong lòng có nhiệt huyết, trực lai trực khứ, vì vậy rất dễ tùy tiện, không hội khảo, cố kỵ nhiều như vậy. Thế nhưng cổ vũ giả lại không giống với, bởi vì bọn họ là hiểu rõ nhất bản thân cái vòng kia người, vì vậy rõ ràng hơn vòng tròn nội quy củ, thái độ. Người thành đạt phi tôn. Siêu. Mà đang nghe phi báo thành viên nói, Mã Đông trong nháy mắt biến sắc, cũng không kịp cái gì La lão vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Thấy thế. La thủ trưởng không khỏi khẽ lắc đầu một cái, phạm vi nhìn ánh mắt nhất thời hướng về cửa nhìn lại. Sau đó chỉ thấy đến một vị nhiều lắm 26-27 tuổi tuổi nhỏ người đi đến, hiển nhiên người này không là người khác, chính là Trần Phi. Tiền bối người khỏe, ở nhìn thấy Trần Phi sau, Mã Đông không chút do dự khom lưng khom người đến cùng, vẻ mặt một mực cung kính mở miệng nói. Thấy tình cảnh này phi báo thành viên lại càng hoảng sợ. Xòe ra đồ chơi. Trước, tiền bối. Thế mà hắn đều còn chưa kịp giật mình chấn động, lại có một màn thiếu chút nữa đưa hắn sợ ngốc chuyện tình xảy ra, tự sau đó một khắc, hắn cư nhiên nhìn thấy Trần Phi cái kia nhiều lắm hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, cư nhiên cười híp mắt lấy tay vỗ vỗ Mã Đông, Mã phó huấn luyện viên vai, dùng một loại trưởng bối gặp vãn bối lười nhác miệng thản nhiên nói ngươi đã ở a. Mà ở nhìn thấy một màn này, mang Trần bay vào được phi báo thành viên thiếu chút nữa không sợ đến chân mềm. Ngay sau đó trên mặt cấp tốc hiện ra lau một cái sai lầm. Quả thực khó có thể tin. Muốn, phải biết rằng đây chính là bọn họ phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong, nhưng bây giờ lại cư nhiên ở Trần Phi trước mặt ngoan cùng tôn tử tựa như, tất cung tất kính gây sự chú ý lôi kéo đầu, đây quả thực làm hắn không cách nào tưởng tượng một màn này lại là thực sự, thật giống như đang nằm mơ. Người đi ra ngoài trước đi, thấy tình cảnh này, La lão khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Vâng, vâng, nghe vậy phi báo thành viên cả người một cái giật mình, theo xoay người ly khai. La lão, người tìm ta, thấy thế Trần Phi cũng chỉ là nhạt cười cười, sau đó ánh mắt rơi xuống La thủ trưởng trên người nói. Tiền bối, nếu không ta cũng cáo từ trước, ngài và La lão đơn độc trò chuyện, thấy tình cảnh này, Mã Đông cũng cho là mình không nên tiếp tục lưu lại, chợt nhỏ giọng xin chỉ thị Trần Phi nói. Đi, Trần Phi nghe vậy đơn giản gật đầu. Người sau nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự khom người trở ra, bộ dáng kia nhìn La lão là một cái không nói gì. Làm Mã Đông lui ra ngoài đóng cửa lại sau, La lão nhìn không được bất đắc dĩ nói ta thế nào cảm giác hắn không phải chúng ta phi báo phó huấn luyện viên, mà là tiểu tử ngươi thủ hạ chính là tân binh đản tử. Hắn hiện tại đúng là muốn như vậy. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, La thủ trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng cười nói. Ngồi trước đi, La thủ trưởng tiện tay một ngón tay nói. Chỉ thấy Kỳ hơi dừng lại một chút, sau đó lại mở miệng nói uống không uống trà. Không, không cần, La thủ trưởng ngươi có chuyện gì mà còn là nói thẳng đi, ngươi như thế ta có một ít không lớn thích ứng. Trần Phi nghe vậy có chút cả người khó chịu nói. Quả thật, lấy hắn tu vi bây giờ, luyện khí trung kỳ tứ trọng, có thể so với cổ vũ giả tầng thứ tiên thiên sơ kỳ, đã hoàn toàn có tư cách cùng đối phương bình khởi bình tọa. Thậm chí có sở vượt qua.
Nhưng vấn đề là, thân là một gã trưởng thành ở Hồng Kỳ Hạ Ba tốt đội thiếu niên tiền phong viên, đang đối mặt có tư cách đam làm nổi thủ trưởng loại này tượng trưng cho vinh quang, tượng trưng cho nhân dân anh hùng xưng hô lúc, hắn vẫn sẽ vô ý thức không lo lắng, ải nửa cái đầu. Dù sao nếu không năm đó bọn họ vào lúc đó vứt đầu, sái nhiệt huyết, để một cái thời đại dơ lên cùng với dân tộc mà chiến, bọn họ những này thời đại mới thiểu niên, nào có bây giờ ngày lành quá. Vì vậy ở trong mắt hắn đối phương là anh hùng, đáng giá tôn kính. Xem ra tiểu tử ngươi cũng rất câu thúc, bất quá cuối cùng cũng có điểm người tuổi trẻ bộ dáng, không sai, không sai, ha ha ha. Thấy thế, La lão nhịn không được vi mỉm cười. Trên thực tế, tự vào giờ khắc này trước, hắn kỳ thực trong lòng đã ở bồn chồn, không biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt với đối phương. Bất quá bây giờ lại không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy, tựa hồ chỉ cần bình thường thái độ là được. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ta ngày hôm nay tìm ngươi đến quả thật có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. La thủ trưởng mời nói. Trần Phi nghe vậy mâu quang hơi lóe lên, nói. Tốt lắm. Ta đây có thể đã nói. La thủ trưởng sắc bén đôi mắt nhìn Trần Phi hai mắt, chậm rãi nói ta nghĩ mời, thêm vào chúng ta phi báo. Ta nghĩ mời, thêm vào chúng ta phi báo. Trần Phi nghe vậy nhìn không được ngẩn người, hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương ngày hôm nay tìm hắn đến lại là để loại sự tình này mà. Thêm vào phi báo, một là hắn cũng không có ý nghĩ này, hai là lấy tính cách của hắn hình như cũng quả thực không quá hợp. Phải biết rằng hắn thế nhưng cái loại này không một lời hợp, sẽ đánh đập tàn nhẫn loại hình, cái gì tổ chức, mệnh lệnh rất khó có thể ước thúc được hắn. Như vậy, nếu để cho hắn thêm vào phi báo, đó không phải là tự tìm không thoải mái sao? Không được, tuyệt đối không được. Hắn nhịn không được ở bên trong tâm tính độ kiên quyết lắc đầu, trên miệng cũng bắt đầu tìm từ đặt câu, mở miệng nói La lão, người nhượng ta đây loại bạo tính tình thêm vào phi báo, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Hắn giờ này khắc này mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng hắn lời này sở cho thấy ý tứ cũng đã rất hiển nhiên. Thêm vào phi báo, hay là thôi đi, thật không thích hợp. Ngươi trước không vội cự tuyệt ta, chúng ta tùy tiện tâm sự, ngươi hỏi một chút ngươi muốn biết chuyện tình, ta cũng hỏi một chút ta muốn biết một việc, như vậy như thế này ngươi cho. Nữa ta đáp án, thế nào? La thủ trưởng nghe vậy cũng không nổi giận, trái lại vừa cười vừa nói. Như thế này sẽ cho ngươi đáp án, nhưng vấn đề là đợi ta cũng là đáp án này a. Trần Phi không khỏi trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, chợt lắc đầu, nói vậy được rồi, ta quả thực muốn hỏi một ít sự tình. Nga, ngươi nói, La thủ trưởng nghe vậy mâu quang lóe lên, nói rằng. Chính là Bắc Sơn thị sự kiện kia, La lão ngươi ứng với biết chưa, có người đem vị kia đã bị nhân thể thí nghiệm hãm hại bệnh nhân cho sát hại, hung khí là một thanh ngân sắc phi đao. Nếu ta không đoán sai, chắc là hổ báo đường những tên kia ra tay. Trần Phi nghe vậy gọn gàng dứt khoát đưa ra vấn đề của hắn, hỏi. Không sai, đúng là bọn họ ra tay. La thủ trưởng nghe vậy trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói hơn nữa ta cũng biết người muốn hỏi cái gì, không sai, mệnh lệnh cũng là ta dưới, nhưng sở hữu tương quan người quên mất chuyện này. Vì sao, tại sao muốn làm như vậy? Trần Phi nghe vậy thật sâu nhíu mày. Không rõ đối phương vì sao biết dưới loại này mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? Bởi vì căn cứ chúng ta điều tra ra kết quả, hung thủ chắc là cần bên trong tổ chức bộ một vị nửa bước tiên thiên cường giả. Mà người này, là nên bên trong tổ chức bộ một vị khôi thủ người hầu, cũng kỳ người phát ngôn. Vì vậy vô luận là từ thực lực của người kia cảnh giới cân nhắc. La lão điệp nhíu chậm rãi nói. Nửa bước tiên thiên mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm. Trần Phi bỗng nhiên đem lời của hắn cắt đứt, nói. Nửa bước tiên thiên mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm. Nghe được nói như vậy, La thủ trưởng La lão trong mắt không khỏi hiện ra lau một cái rung động, hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật như vậy nắm chắc khí, dám nói ra nói như vậy, không đem bất luận cái gì nửa bước tiên thiên cường giả không coi vào đâu. Phải biết rằng có thể đánh bại chiến thắng nửa bước tiên thiên. Cùng không đem bất luận cái gì nửa bước tiên thiên cường giả không coi vào đâu, cái này hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng khái niệm. Lẽ nào, tiểu tử này thực sự là tiên thiên? Nhưng dù vậy, trong lòng hắn chứa nhiều cây ết yêu ta sợ, cũng vẫn là không cách nào che giấu kỳ nội tâm lo lắng. Hắn chậm rãi nói nửa bước tiên thiên ngươi không sợ, có thể phía sau hắn vị kia hổ báo đường khôi thủ ni.
Có người nói người nọ ở gần bên trong tổ chức bộ thập đại ngồi vào kể trên thứ sáu, càng trọng yếu là, sư phụ của hắn, là La Tôn. La Tôn. Lại một lần nữa nghe được tên này, Trần Phi nhịn không được nhíu. Bởi vì hắn thế nhưng rất nhớ rõ đương sơ, Triệu Hâm ở trước mặt hắn là như thế nào giới thiệu cái kia lão gia này. Phát rồ, giết người như ngoé, là một chân chính chính người điên. Mọi việc như thế kinh khủng từ ngữ đều cư nhiên phụ ra ở tại cả người trên, không phải do hắn Trần Phi không khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới cư nhiên liên lụy đến hắn. Chỉ là không biết cái này La Tôn, đến tột cùng là tu vi bực nào cảnh giới ni, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, hay hoặc là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, thậm chí, càng mạnh. Không sai, đúng là hắn, La Tôn. Ta cũng lời nói thật đúng ngươi nói đi, đương sơ phi báo sở dĩ sẽ thành lập, chính là vì bị diệt tên kia một tay khai sáng hổ báo đường. Nhưng hôm nay, phi báo càng ngày càng yếu, tên kia khai sáng hổ báo đường lại càng ngày càng mạnh, làm cho thật có một ít lực bất tòng tâm. La thủ trưởng nhìn không được cảm thán một tiếng, lắc đầu nói. Còn nhớ rõ tuổi nhỏ lúc, vừa tòng quân, đối phương La Tôn chính là hỗn loạn thời đại nổi danh tà giáo đầu lĩnh, ở lúc đó phạm vào rất nhiều diệt sạch nhân tính tội. Nhưng bởi vì thực lực khủng bố, thủ đoạn thần kỳ, một lần lại một lần trốn khỏi thế lực khắp nơi bao vây tiễu trừ, tính cách, thủ đoạn đều càng phát ra tàn nhẫn vô tình lên. Và lại người này luyện công phương thức cực không ai tính, lại là nào đó tương tự với người sống huyết tế tàn nhẫn phương thức. Ở năm đó, hắn có không ít chiến hữu đều là như thế này chết ở trên tay đối phương, bị rõ ràng huyết tế, liên thi thể đều không còn lại, điều này làm cho trong lòng hắn phẫn hận không gì sánh được. Cũng là hắn sau lại từ đi lĩnh Nam Tư lệnh quân khu chức, từ sáng chuyển vào tối, sáng tạo phi báo muốn bị diệt đối phương đầu nguồn chỗ. Nhưng vấn đề là hiện tại, đối phương tà giáo đầu lĩnh La Tôn một tay khai sáng hổ báo đường càng ngày càng mạnh, trong tay hắn có thể dùng để chế ước đối phương ngành đặc biệt phi báo, lại càng ngày càng yếu. Cái này chân thực làm cho có chút tâm lực lao lực quá độ, lực bất tòng tâm. Càng ngày càng yếu, vì sao? Trần Phi nghe vậy nghi ngờ nói. Phi báo rõ ràng là quốc gia bộ môn, vì sao biết càng ngày càng yếu? Vì sao? La thủ trưởng nghe vậy cười khổ một tiếng, nói trên thực tế, đương sơ hổ báo đường cùng phi báo, chắc là không sai biệt lắm thời gian cùng nhau khai sáng, một trước một sau. Lúc đó vô luận là hổ báo đường, hay là chúng ta phi báo, đều chính mình một vị tiên thiên cường giả tọa chấn, người trước là La Tôn bản thân, người sau là quốc gia bộ môn ta cổ vũ giả tiền bối. Dù thế nào giữa hai người thực lực hẳn là rất bình quân, thế nhưng... Nhưng mà cái gì, Trần Phi thần sắc có chút dị dạng nói. Thế nhưng tọa trấn chúng ta phi báo vị kia cổ vũ giả tiền bối, nhưng ở mấy năm trước đột nhiên chết, tìm không được nguyên nhân, chính là đột nhiên chúng độc liền chết. La thủ trưởng có chút bất đắc dĩ khổ sở nói. Chúng độc. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Căn cứ trước hắn hiểu rõ đến tin tức. Nếu là chúng độc, đây chẳng phải là rất có thể. Không sai, chính là chúng độc. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng chúng ta đều biết vị kia lão tiền bối chắc là bị La Tôn hại chết, bởi vì hắn am hiểu nhất dụng độc. La thủ trưởng nghe vậy gật đầu, rất khẳng định nói. Nếu biết, mặt trên mặc kệ, vì sao không trực tiếp phái ra cao thủ nhân cơ hội đem diệt trừ? Trần Phi nghe vậy càng nghi hoặc, nếu biết, vì sao không động thủ? Bởi vì không có chứng cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy, người, là hắn La Tôn hại chết. La thủ trưởng nghe vậy khóe miệng đắng chát, lắc đầu thở dài nói ngươi nên biết đương sơ mặt trên cùng toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn, ký kết một tờ giấy ước. Nếu là không có chứng cứ, mặt trên cũng không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ, bằng không nếu là gây nên toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn bắn ngược, bất mãn. Tình huống sẽ trở nên càng thêm phức tạp, hậu quả cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói hơn nữa hắn hiện tại đều có thể thần không biết quỷ không hay, đem một vị tiên thiên cường giả cho độc chết, chớ nói chi là hổ báo đường hôm nay trừ hắn ra, những năm gần đây, còn lục tục gia nhập cái khác hai vị tiên thiên cường giả. Nếu là muốn loại này cấp bậc thực lực bị diệt, thật quá khó khăn. Mặc dù là quốc gia, cũng cần cân nhắc luôn mãi, kế hoạch chu toàn. Hắn sau cùng nói, rất hiển nhiên. Đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy lo lắng. Mặt trên không ai nguyện ý mạo hiểm to lớn như vậy phiêu lưu hạ lệnh, vì vậy thì tương đương với hôm nay phi báo, hắn hôm nay, căn bản là ở ta binh chiến đấu hăng hái,
không chiếm được quốc gia chân chính đỉnh lực lượng chống đỡ, chân thực hữu tâm vô lực a. Ba cổ vũ giả tiên thiên, quả thật có chút phiền phức. Trần Phi nghe vậy không nhịn được thầm nói, mâu quang lóe ra. Phải biết rằng mặc dù là Hương Cảng Chợ Đêm cái loại này, danh chấn Đông Nam Á thế giới dưới đất quái vật lớn, cũng bất quá cũng chỉ có ba vị phó hội trưởng, ba vị cổ vũ giả tiên thiên hay hoặc là S cấp bậc dị năng giả, cùng hổ báo đường tương đương. Như vậy, muốn động loại này cấp thế lực khác, quả thực cần cố kỵ rất nhiều, bởi vì dính dáng quá nhiều, rút dây động rừng. Tốt rồi. Đột nhiên, La Lão nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói hiện tại những người biết chuyện cơ mật như vậy, người tự có lý do phải thêm vào chúng ta phi báo. Phải biết rằng, có một số việc mà quan hệ đến quốc an toàn bộ, không có thể như vậy tùy tiện là có thể đã biết. Biết đến càng nhiều, cần đảm đương trách nhiệm thì càng nhiều. La Lão, ta thế nào cảm giác ngươi đang cho ta hạ sáo? Trần Phi nghe vậy trợn tròn mắt, không nghĩ tới đối phương lại cho hắn tới đây sao vừa ra. Nói bậy vật gì vậy, cái gì gọi là hạ sáo? Cũng không phải ta chủ động nói cho ngươi biết, là chính ngươi hỏi rất hay không tốt. La thủ trưởng nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Thế nhưng ta tính tình này thật không thích hợp a. Ta ghét nhất bị cái gì tổ chức kỷ luật, cái gì ra lệnh. Trần Phi nắm tóc, có chút bất đắc dĩ nói. Rõ ràng hắn có thể cự tuyệt rất triệt để, rất kiên quyết, nhưng không biết vì sao, cái loại này nói hắn chờ thoáng cái cũng không nói ra được. Bởi vì lúc này, hắn tổng cảm giác trong lòng có chút kỳ kỳ. Có lẽ là đang cảm thán, kính phục đi. Cư nhiên thật có người nguyện ý bỏ qua đại tư lệnh quân khu cái loại này địa vị cao, liền vì thay đã từng chiến hữu báo thù. Loại sự tình này mà lại nói tiếp giản đơn, có thể làm, lại tương đương khó khăn a. Được chưa, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ thực lực như vậy, ở chúng ta phi báo, có ai dám đối với ngươi hạ mệnh lệnh, đó không phải là chán sống sao? Ngươi không nhìn thấy Mã Đông đối với ngươi sợ kính nhi. La Lão bĩu môi, có chút cảm thán nói. Liên Mã Đông cái loại này lão thế đầu, đều ở đây tiểu tử ngươi trước mặt ngoan được cùng tôn tử tựa như, cái khác ai còn dám ở trước mặt ngươi làm càn. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thế nhưng, Trần Phi nghe vậy còn có chút quấn quýt, hắn là thật nghĩ phiền phức, không tình nguyện a. Được rồi, đừng nhưng là, ta bên này nhường một bước, cho ngươi trên danh nghĩa thêm vào chúng ta phi báo, đeo cái hư chức, ngươi về sau vẫn là tự do thân. Cũng không có cái gì mệnh lệnh có thể ép buộc đến trên đầu ngươi, hiện tại tổng được chưa? La Lão trực tiếp đem ngôn ngữ thanh cắt đứt, dùng không cho cự tuyệt giọng nói. Hắn cũng làm cho bộ nhiều như vậy, tổng cần hài lòng chưa? Phải biết rằng treo hư chức thêm vào bọn họ phi báo, vẫn có thể hưởng thụ được đặc quyền, tỉ như sát nhân giấy phép, tránh thính cấp thân phận chức cấp trở vân vân chờ đã đây tuyệt đối là không chung rơi hãm bính chuyện thật tốt, cự tuyệt nữa có thể cũng có chút không giảng đạo lý. Thực sự, chỉ là treo hư chức, Trần Phi nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể cho hắn đãi ngộ như thế. Dù sao nếu thật sự là như thế nói, phi báo có thể cho hắn một cái hư chức, nhưng hắn trên danh nghĩa thêm vào, vậy hắn tùy thời đều có thể phủi mông nói mặc kệ sẽ không khô, mặc cho nhưng mà là người tự do thân phận, và lại vẫn có thể hưởng thụ này đỉnh cấp đặc quyền, điều này làm cho hắn há có thể không tâm động. Trên thực tế, hắn hôm nay tuy rằng tu vi thực lực có thể nói khủng bố, nhưng ngại vì thế tục xã hội các phương diện chế ước, phiền phức, cũng quả thực rất cần loại thân phận này, đến võ trang mình một chút. Đương nhiên là thực sự, ta bên này có thể cho ngươi bảo chứng, ở bảo đảm ngươi tự do thân tình huống dưới, tận lực cho ngươi tranh thủ đến tương đối cao chức cấp, tối thiểu là chính sảnh, quan viên địa phương gặp mặt thấp nửa cái đầu. La thủ trưởng vỗ ngực một cái bảo đảm nói, một bộ ăn chắc thành bay hình dạng. Tránh thính cấp, đó không phải là theo chúng ta Bắc Sơn thị nhân vật số 1 số 2 chức cấp tương đương. Trần Phi nghe vậy thần sắc có chút cổ quái nói thầm nói. Không nghĩ tới cư nhiên cao như vậy. Phải biết rằng Hoàng Đào trước như vậy cực kỳ mệt mỏi, thật vất vả mới ngồi trên thị trưởng vị, chức cấp cũng còn không từ phó thính cấp thăng tới tránh thính cấp, thế mà hắn Trần Phi hiện tại cũng đã dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là cái loại địa phương đó quan gặp mặt thấp nửa đầu đặc thù tránh thính cấp. Quả thực nghiêu bức a, không nghĩ tới hắn Trần Phi còn có ngày hôm nay. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, quốc gia đối với cổ vũ giả loại này đặc thù nhân quần cỡ nào coi trọng. Dù sao trên tay bọn họ thế nhưng có siêu phàm vũ lực, nếu không ra dĩ khống chế, tất nhiên sẽ uy hiếp ta được xã hội an định,
thậm chí ngắm nghiêm trọng phương hướng giờ ngủ, đều có thể quan hệ đến quốc gia an nguy. Vì vậy quốc gia phải bảo đảm loại người này không mất đi khống chế, tự nhiên phải ra dĩ mượn hơi, dụ dỗ, kiên cường các loại thủ đoạn quan tâm đủ dưới. Dĩ nhiên, quốc gia loại này mượn hơi thủ đoạn thành phẩm, cũng là lấy người kia trình độ nguy hiểm đến tính toán. Tỷ như tiên thiên cấp bậc cường giả, nói là có thể nghiêm trọng dung chuyển xã hội đều không quá đáng, vì vậy tự nhiên cần rất cấp bậc cao, tỷ như chính cấp tỉnh, mới có thể có vẻ có thành ý. Dù sao toàn quốc trên dưới chính cấp tỉnh cán bộ chí ít sắp tới 4 vị tính, thế mà tiên thiên cấp bậc cường giả, coi như là phóng nhãn toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn, bao quát hải ngoại, cũng tuyệt đối bất quá trăm. Như vậy đối chiếu xuống tới liền rất rõ ràng. Nếu là ngươi, nguyện ý thật tình thực lực vì quốc gia làm việc, sau đó trải qua trong khi 3 đến 5 năm khảo sát kỳ. Đừng nói tránh thính cấp, chính cấp tỉnh đều dư giả. Có nghĩ là thử xem, La Lão híp mắt tiếp tục cổ động, muốn Trần Phi triệt để cột lên quốc gia thuyền. Phải biết rằng hắn nói thế nhưng lời nói thật, phàm là hắn biết tiên thiên cổ vũ giả, chỉ cần nguyện ý thêm vào tổ chức, vì quốc gia vì nhân dân làm việc, đi ngang qua 3 tới 5 năm khảo sát kỳ sau, bọn họ tất cả mọi người là chính cấp tỉnh, không có bất kỳ ngoại lệ. Mà cái này cũng đúng là thật lớn mê hoặc. T. Chính cấp tỉnh. Dù là Trần Phi nghe vậy cũng không nhịn được hơi cũng hút lương khí, vẻ mặt rung động cùng kinh ngạc. Chính cấp tỉnh, tựa hồ nghiễm nhiên đã quyền to cấp bậc. Không nghĩ tới tiên thiên như thế đáng giá a. La Lão, ngươi cũng đừng lại mê hoặc ta. Ta không thích bị người ước thúc cảm giác, sẽ nghẹn mắc lỗi, bất quá bây giờ trên danh nghĩa thêm vào tổ chức, ta còn là có thể tiếp thu. Ai kêu ta là thời đại mới hồng kỳ thiếu niên ni. Chỉ bất quá Trần Phi còn là chặn lại cái loại này mê hoặc, vừa cười vừa nói. Nếu hắn ở không có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trước, nếu có thể có loại đãi ngộ này, khẳng định không chút do dự, cũng không mang trần chờ đáp ứng lập tức. Nhưng vấn đề là hiện thực không có nếu như, cũng không có nếu là. Hắn hôm nay tâm tư căn bản là không có ở phía trên này, đương nhiên chỉ có thể cự tuyệt. La Lão nghe vậy mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là minh bạch, nhưng đã là điều kiện tốt nhất kết quả. Chợt chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra mỉm cười, hỏi, vậy ngươi bây giờ chính là đáp ứng rồi. Hắn muốn cuối cùng lại xác nhận một lần. Ừ, ta đáp ứng thêm vào phi báo. Trần Phi nghe vậy gật đầu nói. Ha ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong ta nhất kiện tâm sự. Trần Phi, đa tạ ngươi có thể cho ta lão gia hỏa này mặt mũi, đáp ứng thêm vào phi báo. Nói thật, nếu chúng ta phi báo lại tìm không được ngươi loại này chỗ dựa vững chắc, tự thật sự có một ít tràn ngập nguy cơ. La thủ trưởng đầu tiên là hưng phấn cười to, sau đó đột nhiên hướng Trần Phi khom người nói. Đừng, La thủ trưởng ngươi làm cái gì vậy a? Mau đứng lên, mau đứng lên. Trần Phi nhất thời sắc mặt một khổ, ngay sau đó vung tay lên, một cổ lực lượng thần bí đem La Lão ngạnh sinh sinh no lên. Nói đùa, những loại này lão nhân cho hắn khom lưng khom người. Hắn có thể không nghĩ như thế giảm thọ a. Quả nhiên là cổ vũ tiên thiên cường giả, thủ đoạn thực sự là thần kỳ a. Hơn nữa ở cảm thụ có một cổ lực lượng thần bí đưa hắn kéo lên, La Lão không khỏi có chút cảm thán nói. Phải biết rằng hắn là mẫu người cũng không phải một người bình thường, mà là chính mình phổ thông binh vương cấp bậc thực lực, tương đương với nhất lưu cổ vũ giả. Nhưng bây giờ hắn cái này một thân lực lượng, ở Trần Phi trước mặt thậm chí ngay cả thi triển ra chỗ trống cũng không có, đã bị ngạnh sinh sinh kéo lên. Như vậy hắn rốt cục có chút minh bạch, vì sao Mã Đông lão thế đầu sẽ như vậy e ngại Trần Phi. Bởi vì, này tiên thiên cường giả quả thực đáng giá bọn họ sợ a. Bất quá La thủ trưởng, hiện tại phi báo tình huống có người nói phiền phức như vậy sao? Liên tràn ngập nguy cơ tất cả đi ra, lúc này Trần Phi nhịn không được hỏi. Hắn đang nghe La Lão trước nói lần nói, thật cảm giác có chút bất khả tư nghị. Tốt xấu người phi báo coi như là cái cấp tỉnh ngành đặc biệt đi. Tình huống thật có hỏng bét như vậy, liên tràn ngập nguy cơ loại này từ ngữ tất cả đi ra, nào có khoa trương như vậy, đùa giỡn đi. Ai, không phải là ta nói ngoa, mà là xác xác thật thật như vậy. Người đã hiện tại cũng là chúng ta phi báo một thành viên, có một số việc cũng nên cho ngươi hiểu rõ ràng. La Lão thở dài một hơi. Chậm rãi nói chúng ta phi báo trên danh nghĩa thiết ba đại phân bộ, tổng cộng bộ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có cái này tỉnh Giang Nam phân căn cứ, cùng với Tần Châu tỉnh lĩnh Nam núi lớn tổng bộ mà thôi. Tần Châu tỉnh có tiến nhập lĩnh Nam núi lớn duy nhất đường ngay,
các ngươi đem phi báo tổng bộ thiết ở bên kia, cũng quả thật không tệ. Không phải là thiếu hai nơi căn cứ mà thôi, cái này có quan hệ gì? Trần Phi gật đầu, lại hỏi. Bởi vì ít hai nơi căn cứ, là những năm gần đây từ từ bắt đầu ít. Cũng chính là bị mặt trên thu đi trở về. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói trừ lần đó ra, ngươi nên biết chúng ta phi báo thiết có tổng huấn luyện viên chức, cùng với năm tài công chính huấn luyện viên. Thế mà tổng huấn luyện viên chức cũng tiền bối kia, có thể từ hắn mấy năm trước ngộ hại, cái vị trí kia vẫn không, mặt trên cũng vẫn không đem tin tức kia phóng xuất, lén gạt đi. Là như thế này, Trần Phi nghe vậy nhíu, hắn hình như cảm giác được vấn đề. Đến mức còn dư lại năm tài công chính huấn luyện viên, Lôi Long chiếm một cái, thế nhưng thực lực của hắn lại sớm đã thành mất đi. Sau đó còn lại bốn người, ba cổ vũ giả một dị năng giả, thực lực đều không sai biệt lắm, vì vậy không người có thể chủ trì đại cục A. La Lão chặt nói tiếp. Làm thành lập sơ lập chí bị diệt hổ báo đường ngành đặc biệt, hiện tại lại cũng chỉ có ba nửa bước tiên thiên, một cái nửa bước S cấp miễn cưỡng no giữ thể diện, cái này quả thật có chút quá học trò nghèo. Không làm, thất vọng tràn ngập nguy cơ bốn chữ này. Người cái này, Trần Phi nghe vậy cũng có chút á khẩu không trả lời được, không nói có thể nói. Không nghĩ tới đường đường một cái cấp tỉnh quốc gia ngành đặc biệt, cư nhiên lẫn vào thảm như vậy, dùng để giữ thể diện tiên thiên cường giả cũng không có. Quả thật có chút không xong a. Người bây giờ biết vì sao ta muốn lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ hổ báo đường. Không phải là ta không muốn lộ ra chính nghĩa, diệt trừ tà ác, mà là chúng ta phi báo hiện tại quả thực đã không thực lực đó. Tựa như trước ngươi nói cái kia hung thủ, nửa bước tiên thiên cường giả, ngươi nghĩ chúng ta phi báo có ai có thể bắt hắn. La Lão cũng tốt giống như ở biểu đạt trong lòng mình hờn dỗi, vẻ mặt giận dữ thanh âm khẽ nhếch nói. Có ai có thể bắt hắn sao? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười, bỗng nhiên đưa ngón tay ra hướng mình, nhếch môi cười nói cái này còn không đơn giản, ta đi không thì xong rồi. Ngươi, thế nhưng, La Lão bị Trần Phi lần này đột nhiên đánh bối rối, lắp bắp nói. La thủ trưởng, lúc này ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Phải biết rằng tên kia có thể di động ta Trần Phi bệnh nhân, đây đối với một gã bác sĩ mà nói, là sỉ nhục, cũng là nghịch lân. Chớ nói chi là Bắc Sơn hiện tại coi như là ta Trần Phi địa bàn đi. Ở địa bàn của ta nháo sự, đó chính là coi thường ta lạc. Trần Phi híp mắt cười nói, ngôn ngữ dây thanh theo một chút sát ý. Phải biết rằng hắn lời này không có thể như vậy hồ nói lung tung, mà là hắn trong lòng thật đúng những tên kia tên đáng chết cực độ khó chịu. Đương sơ, những tên kia tìm sát thủ ở Hương Cảng tập kích hắn còn chưa tính, không nghĩ tới hôm nay còn dám lớn lối như vậy. Làm cho hắn Trần Phi mặt mà động bệnh của hắn người, vẫn còn địa bàn của hắn Bắc Sơn nháo sự. Tục ngữ nói, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Dù thế nào hắn là thật nhịn không được. Có thể hung thủ kia thân phận lại không bình thường, thậm chí không phải chuyện đùa, là La Tôn hai đại đệ tử một trong, hổ báo đường đệ tam khôi thủ cái bóng, người hầu. Thế mà La Lão lại vẫn còn có chút cố kỵ rất nhiều, cho rằng đối phương địa vị quá nhiều. Sợ gặp phải đối phương tôn không giảng đạo lý người điên, vậy thì phiền toái. Không sợ, nếu là hắn dám đến, ta cũng muốn biết một chút về, trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh La Tôn, đến tột cùng là cái hạng người gì. Thế mà Trần Phi lại nóng lòng muốn thử. Không nói chính hắn tự chính mình luyện khí tứ trọng, đủ để có thể so với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực, và lại con bài chưa lật rất nhiều, dựa 10 phần, liền nói mặc dù là đối phương thực sự rất khủng bố. Thực lực vượt qua hắn rất nhiều, hắn cũng không còn có một cái sư phụ có thể mang đi ra không. Căn cứ hắn hồi tưởng phán đoán, thực lực của sư phụ hắn cảnh giới ít nhất là trước đây thiên trung kỳ đỉnh, thậm chí tiên thiên hậu kỳ. Đủ để cho hắn rất nhiều dũng khí. Vậy được rồi, đây là ngươi tương quan giấy chứng nhận, ở ngươi trước khi tới ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, đến mức hung thủ kia. Hắn rất kiêu ngạo, hoàn toàn không có ẩn giấu tung tích ý tứ. Vì vậy chúng ta biết hắn ở đâu. La Lão nghe vậy trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Lấy ra một quyển giấy chứng nhận. Hoàn toàn không có ẩn giấu tung tích ý tứ. Quả thực rất kiêu ngạo a, bất quá ta cũng rất thưởng thức người như thế, không cần tốn nhiều công phu. Trần Phi nghe vậy một thật, híp mắt cười nói. Sau đó gặp kỳ tiện tay tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn một chút, mặt trên không ảnh chụp, chỉ có tên cùng với đánh số. In đỏ tươi an ninh quốc gia cục dấu chạm nổi.
trừ lần đó ra, chỉ có dưới góc phải góc viết ngoáy in một đầu con báo. Bắc Sơn Thị, vùng đồng nội ngoại ô ngoại ta tùng bách xanh tươi gò núi trên, một tòa không muốn người biết kiến trúc nội địa xuống lầu tầng trong đêm đen dường như cắn người khác mãnh thú vậy, lẳng lặng xúc đứng ở trong đó, truyền đến băng lãnh khí tức nguy hiểm. Trong tầm nhìn, đây là một tòa không muốn người biết âm u ẩm ướt lạnh như băng nói, hai bên đường vây quanh theo cực kỳ kiên cố thép tấm, cũng có một ngọn đèn trắng đèn hơi lấp lánh, kéo dài tới đầu cùng. Mà khi Phạm Vi nhìn ánh mắt dần dần chuyển hướng địa đạo ở chỗ sâu trong, bất ngờ có một tòa rộng rãi sáng sủa tầng hầm ngầm tồn tại. Bên trong bộ để các loại hoa cả mắt công nghệ cao dụng cụ, nhưng tràn đầy nhàn nhạt mùi máu tươi, còn có loại làm cho cả người không thoải mái mùi ở tràn ngập, mang theo tanh hôi, thập phần khó nghe. Mà máu tanh, tanh hôi mùi đến từ tầng hầm ngầm trung ương, tính tọa dài rộng đều ở đây ba thước trở lên huyết trì nổi. Không sai, lại là từng tòa huyết trì. Ở ngoài sáng ngọn đèn chiếu rọi xuống chiết xạ ra chói mắt màu đỏ, làm cho nhìn thấy một màn này liền có một ít phía sau lưng phát lạnh, cực sợ. Mà ở huyết trì biên giới, bất ngờ có đoàn người đứng ở biên giới lặng lẽ không nói gì. Kỳ người cầm đầu rõ ràng là vị khí tức sẳng giọng lão nhân, tóc hoa râm, tóc tai bù xù, một con mắt còn đã mù rớt. Kỳ khô tóc bạc hỗn loạn che đậy khuôn mặt của hắn, bên hông còn phiết theo cầm ghế màu ngân bạch phi đao. Kỳ nhận núi chỗ lóe ra băng lãnh và lại làm cho lãnh mang. Rất hiển nhiên, người này không là người khác, chính là ban đầu ở Bắc Sơn ngoại ô thành phố huyện bằng vào một thanh màu ngân bạch phi đao, tự bị thương Trần Phi nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả. Hổ báo đường đệ tam khôi thủ lão bộc. Giờ này khắc này, chỉ thấy Kỳ trên cao nhìn xuống nhìn huyết trì nội sụi lơ thân ảnh, độc nhãn khàn khàn mâu quang có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Lại chết. Chỉ thấy hắn nhìn huyết trì nội không hề sinh cơ nhân ảnh dù gì nói, thanh âm rất lạnh. Làm hổ báo đường đệ tam khôi thủ trung thành nhất lão bộc, hắn lần này đi tới Bắc Sơn, là có một nhiệm vụ rất trọng yếu, đó chính là phối hợp tiềm tàng ở bên này gen nghiên cứu khoa học ra hoàn thành một loại thực nghiệm. Những sống bên trong cơ thể đồng thời chính mình lưỡng chủng động vật năng lực, tỉ như con cọp cùng hùng, lại tỉ như diều hâu cùng độc xà chờ vân vân chờ đã. Có thể cho tới bây giờ. Hắn tới nơi này biên tròn đều đã 3 ngày, bên này thí nghiệm lại vẫn là không có dù cho một chút xíu tiến triển, vật thí nghiệm một đám chết đi, hóa thành thi thể lạnh như băng, điều này làm cho hắn có chút không nhịn được. Phải biết rằng chủ nhân của hắn hổ báo đường đệ tam khôi thủ không có thể như vậy thích kéo dài, dòng dài một người. Thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại. Không cần rằng co. Vì vậy đến bây giờ... Xem hắn nhìn thấy 3 ngày qua này chỉ ít thứ 50 danh thực nghiệm người, đều thất bại sau, cũng lười lại ở bên cạnh lề mề xuống phía dưới, có rời đi tâm tư. Hiển nhiên bọn họ lần này thí nghiệm phương hướng có chuyện, hoàn toàn không thể thực hiện được, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Bạch tiên sinh, này khoa học gia nói lần này nghiên cứu ý nghĩ vẫn có vấn đề, có thể cần đại nhân bên kia đang cho bọn hắn một ít thời gian. Đúng lúc này, một vị mặc Âu phục, vóc người thoạt nhìn rất gầy. Da thịt ám trầm, đôi mắt lại băng lãnh, bén nhọn như là mắt sói con người vậy trung niên nhân từ tầng hầm ngầm ngoại đi tới, hướng phía tóc tai bù xù lão giả tất cung tất kính. Còn cần một ít thời gian, các ngươi lần này đình lại thật có chút dài quá, tuy nói đại nhân bên kia, còn giống như có chút kiên trì, nhưng nếu một khi đã không có, hậu quả ngươi nên biết. Người sau đầu tiên là bình bình đạm đạm nói rằng, sau đó bỗng nhiên ngữ điệu dương lên, lạnh như băng nói. Trắng. Bạch tiên sinh ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tối đa lại muốn 1-2 tháng, ta tuyệt đối sẽ làm cho này khoa học gia giao ra khiến đại nhân hài lòng thành quả, ta bảo chứng. Âu phục trung niên nhân cả người run lên, cái trán hơi đổ mồ hôi nói. Bảo chứng, ta không cần bảo chứng, ta chỉ cần các ngươi xuất ra hành động thực tế đến, đại nhân đợi thời gian đã đủ lâu. Tuy rằng hắn còn có chút kiên trì, nhưng ta lại đã hoàn toàn đã không có. Tóc tai bù xù lão giả thanh âm lạnh như băng dưới đất thất quanh quẩn, bỗng nhiên tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt, con ngươi co rút lại nói hắc lang, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu đại nhân cái này thí nghiệm có thể thành công, đây tuyệt đối là đủ để cải biến thế giới cách cục kinh người thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ là cái này hành động vĩ đại người được lợi. Thử nghĩ một chút, nếu là bên trong cơ thể của ta có thể đồng thời dung nạp lưỡng chủng động vật gen. Sợ rằng đối thủ là tiên thiên cường giả đều có thể đủ đánh một trận đi. Hắn có chút điên cuồng huyễn tưởng nói. Phải biết rằng, hắn hiện nay đích thực chính cảnh giới tu vi bất quá mới nửa bước tiên thiên,
nhưng bởi vì trong cơ thể thành công trồng vào diều hâu gen, mà trở nên so với trước cường đại hơn, hầu như vô địch ở nửa bước tiên thiên cảnh giới này. Vì vậy nếu trong cơ thể hắn có thể đồng thời lại trồng vào loại thứ hai động vật gen nói, mặc dù đối thủ là tiên thiên cường giả, hắn cũng có thể đánh một trận. Như vậy hắn há có thể không khát vọng, há có thể không kích động. Ta minh bạch, bạch tiên sinh ta minh bạch, tối đa một tháng, ta tuyệt đối sẽ làm cho này khoa học gia giao ra khiến đại nhân, làm cho bọn ta hài lòng thành quả, ta bảo chứng. Ta Hắc Lang bảo chứng, Tây Trang trung niên nhân nói, cả người trở nên sục sôi dâng trào lên, như là lâm vào cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, thân là đại nhân trung thành nhất thuộc hạ, hắn tự nhiên cũng là động vật gen nhổ trồng đến bên trong cơ thể thực nghiệm người được lợi. Hắn nguyên bản cũng chỉ có phổ thông binh vương thực lực, nhưng bởi vì trong cơ thể thành công trồng vào Hắc Lang gen, mà thực lực thoáng cái chiếm được tăng cường, đạt tới đỉnh binh vương trình độ. Khó tránh khỏi sẽ vì bởi vậy cuồng nhiệt, rơi vào huyễn tưởng. Mà ở nhìn thấy tóc tai bù xù lão giả cùng với Tây Trang trung niên nhân như vậy sục sôi mênh mông hình dạng, huyết chỉ chung quanh những người khác cũng đồng dạng tâm huyết dâng trào, kích động vạn phần. Bởi vì bọn họ đều là vị đại nhân kia tâm phúc, tuy rằng cấp bậc tương đối thấp, nhưng nếu là cái này có khả năng cải biến thế giới cách cục hành động vĩ đại thực nghiệm có thể thành công, bọn họ cũng giống vậy sẽ bởi vậy được lợi. Có thể trở thành là thực lực cường đại hơn tồn tại, bọn họ há có thể không kích động. Một tháng, ta giác được các ngươi không chờ được một tháng. Ngay tại lúc này, cả tòa tầng hầm ngầm đều rơi vào cuồng nhiệt trong, một đạo tràn đầy hàn ý thanh âm chợt từ địa đạo truyền miệng tiến đến. Ai? Hắc Lang bỗng nhiên mở mắt, bén nhọn, dữ tợn con ngươi điên cuồng quét về phía tầng hầm ngầm nhập khẩu phương hướng, làm cho mâu quang trong cấp tốc hiện ra nồng nặc sát ý. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ hổ báo đường căn cứ thí nghiệm, không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới xông cái này long đàm hổ huyệt. Thực sự là muốn chết. Ngươi là ai? Trong phòng dưới đất còn lại những người đó tất cả đều kinh sợ nhìn người, thần sắc trên mặt không hẹn mà cùng tràn đầy sát khí. Nơi này tầng hầm ngầm, là bọn hắn thực nghiệm trọng địa, trừ phi có đại nhân cho phép, bằng không tuyệt không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến nhập. Người vi phạm giết không tha. Là ngươi. Chỉ có tóc tai bù xù lão giả nhíu nhìn chậm rãi bộ nhập tầng hầm ngầm Trần Phi, khàn khàn đôi mắt mâu quang kịch liệt lóe ra. Hắn đương nhiên nhớ kỹ lúc đầu, Trần Phi hôm nay tuổi còn trẻ, đính thiên cũng chỉ có hơn 20 tuổi, lại cư nhiên có thể tránh thoát hắn bạch mỗ người phi đao, điều này làm cho hắn đối kỳ ấn tượng rất sâu khắc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đang cái này gặp được. Hơn nữa nhìn giá thế này, còn giống như là tới tìm hắn các phiền toái. Có chút ý tứ, ha ha. Nguyên lai người còn nhớ rõ ta, bất quá rất xin lỗi, ta hiện tại cũng không muốn bị ngươi loại này phát rồ xúc sinh nhớ. Trần Phi mâu quang lạnh như băng quét một vòng tầng hầm ngầm góc, trông chất thành núi thi thể, nhịn không được cả người run lên, giọng nói không gì sánh được điềm nhiên nói. Hắn từ không nghĩ tới bản thân cư nhiên có thể tự mình nhìn thấy một màn này, chỉ ít hơn 10 người bị bọn họ cầm đến làm thí nghiệm. Đây quả thực phát rồ, táng tận thiên lương. Hắn nhịn không được cả người đều run rẩy, một luồng sợi u ám ngoan lệ khí hơi thở thản nhiên tản ra. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân giết tính rất nặng, có thể giờ này khắc này xem hắn tự mình nhìn thấy một màn này, cầm người sống huyết tế, làm thí nghiệm, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng sát khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Những, này hắn ma người, quả thực tự xúc sinh, thực sự đáng chết, muốn chết, thế mà hắn đều còn chưa kịp xuất thủ. Sau một khắc cư nhiên cũng đã đều biết người đứng dậy, khóe miệng vi câu, lộ ra lành lạnh hàm răng. Thương, một tiếng, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm dưới đất trong phòng chợt vang lên. Theo sát mà chỉ thấy những người đó cầm trong tay vũ khí, lành lạnh nhận núi ở ngọn đèn chiết xạ dưới hiện ra hàn mang, từ bên trái từ bên phải, từ trước từ sau bốn phương tám hướng vây hướng Trần Phi, vù vù hướng về phía cổ của hắn, trái tim, đầu. Các loại chỗ hiểm chém tới. Lại dám tới chỗ như thế làm càn, thực sự là muốn chết. Tây Trang trung niên nhân thấy thế khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn cười nhạt, thật giống như một đầu cắn người khác Hắc Lang vậy, dáng tươi cười làm người ta cực sợ. Phải biết rằng có tư cách thủ vệ ở dưới đất này thất, không có chỗ nào mà không phải là vị đại nhân kia tâm phúc thủ hạ, hổ báo đường tinh anh. Tối thiểu thực lực đều là nhị lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ, vây giết chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Hoàn toàn dư giả, thậm chí có một ít đại tài tiểu dụng. Thế mà hắn nghĩ như vậy,
vị kia tóc tai bù xù lão giả cũng không nghĩ như vậy, bởi vì người sau thế nhưng rất rõ ràng thực lực đối phương. Tối thiểu cũng là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ, không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Ha ha! Quả nhiên, tựu sau đó một khắc, một đạo làm người ta cực sợ tiếng cười lạnh chợt vang lên. Trước mắt mọi người bạch quang lóe lên. Phốc suy, phốc suy, liên tục không ngừng thổ huyết tiếng như sấm rền vậy vang lên, thậm chí tất cả mọi người không thấy rõ Trần Phi đến tột cùng là động tác như thế, sau đó đã nhìn thấy một cái hai cái ba hổ báo đường tinh anh thành viên như là bị vô hình cự lực bắn chúng vậy, hung hăng bay rớt ra ngoài, chảy như điên tiên huyết, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. T. Điều này sao có thể? Thấy tình cảnh này, Hắc Lang nhịn không được bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh, cứng ngắc trên mặt mũi hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin được bản thân lúc này nhìn thấy một màn này, lại là thực sự, không phải là đang nằm mơ. Phải biết rằng bọn họ cũng đều là hổ báo đường tinh anh thành viên, có chí ít nhị lưu cổ vũ giả đỉnh thực lực. Mà ở nhiều người như vậy vây công dưới, mặc dù là hắn Hắc Lang, có đỉnh binh vương thực lực, đều được cẩn cẩn rực rực, xuất ra hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn gặp được cái gì? Hắn cư nhiên gặp được Đính Thiên cũng liền hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, đứng tại chỗ động đều không động, liền trực tiếp đưa bọn họ hổ báo đường tinh anh thành viên giết chết 5-6. Cái này hắn ma là kỳ lạ phải không? Đùa gì thế, không có khả năng. Tục ngữ hữu vân, không phải là mãnh long bất quá giang. Vì vậy giờ này khắc này Tây Trang trung niên nhân Hắc Lang là thật cảm giác thân thể đang run, nghĩ cái kia chính đang cười lạnh tuổi nhỏ người là điều mạnh long, bằng không làm sao có thể lợi hại như vậy. Cũng liền trong chớp mắt, đứng tại chỗ động đều không động, liền trực tiếp đưa bọn họ hổ báo đường tinh anh thành viên giết chết 5-6. Thế mà theo sát mà hắn rồi lại khóe miệng lộ ra một tia dã lang vậy tàn nhẫn mỉm cười, cười đến rất lành lạnh. Tuy rằng hắn không phải không thừa nhận, đối phương người trẻ tuổi kia có thể thực sự rất mạnh, nhưng phải biết rằng bọn họ bên này nhưng còn có vị quái thú cấp bậc khủng bố Bạch Tiên Sinh ở. Vị kia thế nhưng đại nhân bên người cực mạnh vũ lực đáng giá đại biểu, nửa bước tiên thiên cảnh giới vô địch. Gần với tiên thiên, cho nên đối phương chính là một người trẻ tuổi, Đính Thiên cũng liền hơn 20 tuổi, mặc dù lại yêu nghiệt, cũng tuyệt không khả năng là Bạch Tiên Sinh đối thủ. Tuyệt không khả năng. Không nghĩ tới người có thể tìm tới cái này đến. Bất quá. Có thể nói cho ta biết ngươi ý đồ đến sao? Gặp Trần Phi không ngoài bản thân dự liệu đại triển thần uy, tóc tai bù xù Bạch Tiên Sinh mặt không biểu tình, khí chất lành lạnh, mâu thời gian lãnh, nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Hắn đương nhiên chưa bản thân ít ngày trước thuận lợi làm sự kiện kia mà, lại vừa mới cùng đối phương tựa hồ có chút quan hệ. Vì vậy lẽ nào? Ý đồ đến, không phải là rất rõ ràng sao? Lẽ nào ngươi không biết Bắc Sơn Thị là địa bàn của ta? Ở địa bàn của ta trên sát nhân, và lại còn là giết ta Trần Phi bệnh nhân, ngươi nghĩ, ta sẽ bỏ qua ngươi. Trần Phi con ngươi đen nhánh càng phát ra lạnh lùng, sát khí cũng càng ngày càng nặng. Lúc đầu, hắn hôm nay tới, cũng chỉ là muốn giết cái kia trừng phạt đúng tội người, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đánh vỡ một màn này. Người sống bí mật căn cứ thí nghiệm, cái này mẹ quả thực diệt sạch nhân tính, cũng để cho hắn hạ quyết định nào đó quyết tâm. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ chạy mất, cũng phải vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Địa bàn của ngươi, khẩu khí thật là lớn, đừng nói cái này Bắc Sơn không phải là ngươi loại này mao đầu tiểu tử địa bàn, coi như là, Bạch Tiên Sinh ở ngươi trên địa bàn sát nhân thì thế nào? Mặc dù trước mặt ngươi mà sát nhân, có thể thế nào? Gặp Trần Phi loại này dám can đảm xông vào bọn họ hổ báo đường bí mật thí nghiệm căn cứ cuồng vọng đồ, lại còn dám ở cái này không biết lượng sức, nói ẩu nói tả. Làm cho Bạch Tiên Sinh mặt mà không tôn kính, Hắc Lang nhất thời thần sắc trầm xuống, bước lên trước quát lạnh ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng tuổi còn trẻ, võ học thiên phú không tệ, là có thể tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, tự nhận là thiên hạ vô địch. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, điềm nhiên nói đừng nói hôm nay Bạch Tiên Sinh tự mình ở đây, giết ngươi như giết lợn cẩu. Mặc dù lão nhân gia ông ta hôm nay không ở, ngươi có tin ta hay không Hắc Lang cũng sẽ cho ngươi táng thân nơi này. Đêm nay đừng muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Hiển nhiên bọn họ tiến hành thực nghiệm nội dung rất mẫn cảm, là tuyệt đối bí mật, cũng không có thể bị bất luận cái gì ngoại người biết được, vì vậy phải giết không tha. Về phần hắn biết rõ Trần Phi thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn, nhưng còn dám như thế khẩu khí quá nhiều, kiêu ngạo đến cực điểm, rất hiển nhiên là bởi vì có Bạch Tiên Sinh ở,
nhượng hắn có đầy đủ lo lắng dám nói ra những lời này. Được rồi, câm miệng. Thế mà tóc tai bù xù Bạch tiên sinh thấy tình cảnh này lại nhìn không được nhíu, lạnh lùng khiển trách. Hiển nhiên hắn cũng nghe ra Hắc Lang là ở tự biên tự diễn, nhưng mà lại hắn lại cũng không thích như vậy, người thủ hạ cầm thực lực của hắn uy nghiêm trang bức, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Cũng rất không thoải mái như vậy. Vâng, Bạch tiên sinh, mà Hắc Lang nghe vậy nhất thời cả người run lên, nghe được đối phương trong lời nói bất mãn, đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên, làm hổ báo đường mặc cho tỉnh Giang Nam phân bộ năm đại long đầu một trong, trông coi Bắc Sơn thị chu vi tính tòa thành thị khu vực, khổng lồ diện tích thế giới dưới đất, điều này làm cho hắn bình thường cuồng vọng đã quen, cho nên mới ở vừa rồi nhất thời không ngưng lại xe. Nhưng ta táng thân nơi này, nói thật, ta còn thật không tin, ha ha. Đã có thể sau đó một khắc, kèm theo Trần Phi chẳng đáng vậy tiếng cười lạnh vang lên, từ bên trong thân thể của hắn hiện ra lau một cái người bình thường mắt thường không thấy được màu trắng sữa quang, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đủ trương, lấy tay liền hướng cổ đối phương chộp tới. Muốn chết, thương, mà ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như vậy không kiêng nể gì cả, làm cho Bạch tiên sinh mặt mà đối với hắn Hắc Lang xuất thủ, nhất thời làm thần sắc hắn giận dữ, bén nhọn. Dữ tợn con ngươi chợt hàn quang lóe lên, thương thương thương. Mấy tiếng, hắn mười ngón cư nhiên bắn ra khoe khoang tài giỏi móng, như băng lãnh, lấp lánh hàn mang lợi chảo vậy, cách không hướng về phía Trần Phi hung hăng xé rách. Giết, giết, giết. Ngay sau đó trong phòng dưới đất còn vang lên mấy đạo tiếng kêu, đằng đằng sát khí, không gì sánh được dữ tợn. Kèm theo các loại tiếng chuông binh khí ra khỏi vỏ tiếng vang triệt lạnh như băng tầng hầm. Cũng còn lại này hổ báo đường tinh anh thành viên cũng đột nhiên tại đây cũng trong lúc đó xuất thủ, băng lãnh vũ khí hướng về Trần Phi chỗ hiểm chém giết đi. Không chỉ có như vậy, còn có người hầu như cũng trong lúc đó, không cần phải nghĩ ngợi móc ra các loại súng ống, sau đó đen như mực lỗ châu mai nhắm ngay Trần Phi chính là liên tục phanh. Phanh, xạ kích. Rất hiển nhiên bọn họ những người này không phải là cổ vũ giả, nhưng là nghịch súng, đồng dạng rất ưu tú, thực lực cũng rất không giống bình thường. Trải qua bọn họ tay sửa giả vờ súng ống, hết thảy uy lực lớn kinh người, tầm thường nhất lưu cổ vũ giả cường giả nếu là bị bắn trúng, đều rất khó ngăn trở, khó có thể xoay người. Thấy tình cảnh này, không nghĩ tới người thủ hạ cư nhiên phản ứng nhanh như vậy, ở trong nháy mắt là có thể phối hợp bản thân, đuổi kịp động tác. Hắc Lang bén nhọn con ngươi hiện ra lau một cái dã tính cùng lành lạnh, kiệt kiệt nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cũng tiếp tục cuồng vọng a, ta cũng muốn nhìn một chút. Cái này ngươi còn có thể làm sao phản kích? Ha ha ha, có lẽ là cho rằng Trần Phi đã chết chắc rồi, hắn tư thái ngẩng cao cười như điên. Cùng lúc đó, hắn lợi chảo xé rách không khí, đồng thời giết hướng Trần Phi động tác cũng hoàn toàn không có đình chỉ. Mọi người trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến đen kịt móng vuốt, cùng với lợi chảo gian lấp lánh băng lãnh hàn mang, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng kỳ quỹ tích, lại trong chớp mắt, liền trong nháy mắt xuất hiện đến Trần Phi trước mắt. Giống như một giây kế tiếp là có thể xé rách khuôn mặt của hắn, xuyên thủng sọ đầu của hắn vậy. Cần tràng cảnh thập phần đáng sợ. Có chút ý tứ, thấy tình cảnh này, dù là tóc tai bù xù lão giả Bạch tiên sinh đều khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn mỉm cười, giống như là rất hài lòng hình dạng. Bởi vì bằng thực lực của hắn cùng với ưng mâu khủng bố sức quan sát, đoán được. Hắc Lang một kích này tuyệt đối là cực kỳ tài nghệ phát huy. Vô luận khí thế hay là uy lực phương diện đều nghiễm nhiên đạt tới cực hạn, liền hắn đều cảm nhận được uy hát yêu ta không nhỏ, vì vậy, có thể mới có thể nhượng tiểu tử kia nỗ lực một ít đại giới đi. Đã có thể sau đó một khắc, thần sắc hắn lại bỗng nhiên biến đổi. Trở nên rất sợ hãi. T. Không, điều này sao có thể? Hầu như ở đây mọi người, ở gặp được tiếp một màn này, cũng cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa bị sợ đi ra. Trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cả người lông tơ dựng đứng, môi bầm đen run rẩy. Bởi vì bọn họ gặp được cái gì? Bọn họ cư nhiên gặp được làm này đạn từ đen như mực nòng súng bắn ra, gào thét cắt không khí bắn về phía Trần Phi sau. Người sau cư nhiên chỉ là cười lạnh cười, sau đó vươn tay mạnh về phía trước lau một cái, để hầu như sở hữu lực sát thương có thể nói biến thái đặc chế đạn, tất cả đều đến rồi lòng bàn tay của hắn trong. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người miệng mở lớn, nguyên bản mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt mắt thường có thể thấy được tái nhợt, mâu quang run, môi run rẩy, hai cổ run rẩy không khỏi về phía sau rút lui. Thật giống như phía trước có một vị ác ma.
giảng đạo lý có được hay không, tay không nhận đạn đây là người việc làm. Loại này tại bọn hắn tư duy trong chỉ khả năng xuất hiện ở trong phim ảnh tràng cảnh, cư nhiên giờ này khắc này, chân chân thật thật ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Vãi, tiểu tử kia chẳng lẽ là quái vật sao? Ngươi, ta. Hắc lang trong nháy mắt sợ đến thu lại thế tiến công, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được, vì sao đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại dám như vậy không biết lượng sức, chạy tới tự tiện xông vào bọn họ hổ báo đường bí mật thí nghiệm căn cứ, tự tiện xông vào bọn họ cái này long đàm hổ huyệt. Nguyên lai làm nửa ngày, không biết lượng sức không là đối phương, mà là bọn hắn hổ báo đường bản thân. Cư nhiên có thể tay không làm được loại trình độ này, phải biết rằng đây chính là đặc chế súng ống, đặc chế siêu cường đạn, lực sát thương kinh người. Chỉ sợ cũng xem như là Bạch tiên sinh cũng làm không được loại trình độ này đi. Hanh! Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo như sấm rền vậy quát lạnh thanh chợt vang lên, ở đây tất cả mọi người nhìn không được thân thể cứng đờ, thần sắc chợt biến. Theo sát mà, Trần Phi tay cầm này đặc chế đạn hung hăng vải ra, người sau liền như đen kịt loại nhỏ đạn pháo vậy, hiện lên màu trắng sữa quang, dắt cuốn khủng bố cương mãnh xu thế, như vạn mũi tên tể phát vậy nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Một màn này nghe rợn cả người, quả thực chính là một tràng tai nạn. Hanh, 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 a, a, a. Bỗng nhiên thống khổ tiếng kêu rên cùng với tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sở hữu trong phòng dưới đất hổ báo đường tinh anh, bao quát chính mình đỉnh binh vương thực lực Hắc Lang, giờ này khắc này, hắn cũng cảm giác mình ở kinh lịch mạt nhật vậy. Vẻ mặt sai lầm. Đối phương người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lai lịch gì, hạng tồn tại. Thật chẳng lẽ là quái vật sao? Không chỉ có thể tại chỗ đỡ đạn, vẫn có thể hành động hình người súng ống phóng ra cơ, mạnh mẽ đem này đặc chế, lực sát thương kinh khủng đạn mạnh mẽ đưa đến, đây là người sao? Quả thực cái này hắn ma là đang nói đùa. Như vậy một lát sau, toàn bộ tầng hầm ngầm căn cứ thí nghiệm nội một mảnh hỗn độn. Không thể không nói, Trần Phi chiêu thức ấy quả thực quá khủng bố, quá biến thái, thực lực hơi yếu hoặc là vận khí không tốt. Tất cả đều bị một kích chí mạng, chạy đều không có cơ hội chạy. Đến mức này vận khí tốt, hay là thực lực mạnh, tỉ như Hắc Lang loại này cũng còn là thoạt nhìn rất thảm, cả người máu rầm rề, thần sắc kinh khủng thở hổn hển. Xem ra, ta thật có một ít nhìn ngươi. Lúc này trong phòng dưới đất, duy nhất lông tóc không hao tổn chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tóc tai bù xù Bạch tiên sinh. Bởi vì hắn có thực lực chính là nửa bước tiên thiên đỉnh, hầu như cần cảnh giới đều vô địch. Đương nhiên cũng không đến mức dễ dàng như vậy tự chật vật mất mặt, vậy không hiện thực. Nhưng dù vậy, hắn giờ này khắc này sắc mặt cũng tương đương ngưng trọng, khàn khàn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi khàn giọng nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngày hôm nay ta nói các ngươi ai cũng không đi được, nhất là ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp lạnh lùng cắt đứt đối phương cái loại này tư thái, phóng đãng tuyên ngôn nói. Hắn ngày hôm nay vốn chính là tới giết người, chỉ là không nghĩ tới, muốn giết hơi nhiều. Làm càn, tiểu bối, ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, thật nghĩ đến ngươi về điểm này bé nhỏ thực lực ở trước mặt ta cũng có thể thể hiện. Nói cho ngươi biết, ta nghĩ giết ngươi, tự chỉ cần một đao. Mà đang nghe Trần Phi như vậy càn rỡ nói, cái gì nhất là ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ các loại, khiến tóc tai bù xù lão giả Bạch tiên sinh không nhịn được. Phải biết rằng hắn hạng thân phận, hạng địa vị, hạng thực lực. Quý vi hổ báo đường đệ tam khôi thủ người phát ngôn, nói là dưới một người trên vạn người, có thể hô phong hoán vũ đều không quá đáng, chưa chịu được loại này nhục nhã. Thậm chí hổn hển dưới, ngôn ngữ của hắn cũng có chút cuồng vọng lên, vẻ mặt âm trầm. Một đao, tốt lắm, nếu không ngươi tự thử xem. Thế mà Trần Phi đang nghe đối phó lời như vậy, khóe miệng nhất thời hơi cong lại, lộ ra vẻ khinh thường. Theo sát mà chỉ thấy hắn trong mắt đen nhánh hiện ra lau một cái lặng lẽ, theo hướng về phía cổ đối phương hung hăng bắt đi, dắt cuốn cương mãnh khí tức, bài sơn đảo hải, nếu hoàng hà vỡ đê, khiến mọi người tại đây nhất là Hắc Lang sắc mặt chợt biến, tâm càng nhắc tới tiếng nói mắt. Nếu là ở trước hôm nay, hắn khẳng định không cách nào tưởng tượng chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, hết hoàn toàn còn là một mao đầu tiểu tử, lại dám chủ động đối phương Bạch tiên sinh cái loại này nhân vật kinh khủng hạ thủ. Đây quả thực là không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Vậy mà lúc này, hắn không chỉ có chính mắt thấy một màn này, còn trong lòng không hiểu lo lắng Bạch tiên sinh thất bại.
Bởi vì Trần Phi trước một ngón kia, quả thực quá kinh khủng, làm hắn có chút đánh mất lo lắng ha. Nhưng coi như trong lòng nghĩ như vậy lo âu, hắn vẫn 100% tin tưởng vững chắc Bạch Tiên Sinh tuyệt đối sẽ thắng. Chỉ cần một đao, là có thể chấm dứt đối phương cuồng vọng tiểu bối mệnh. Dù sao vị kia thế nhưng đại nhân bên người cực mạnh vũ lực đáng giá đại biểu, nửa bước tiên thiên đỉnh. Muốn chết, oanh, mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên thật dám cản rỡ như vậy, dám cách không hướng về cổ của hắn bắt giữ, tóc tai bù xù Bạch Tiên Sinh lão mặt trầm xuống, lạnh như băng con ngươi đi ngang qua hàn mang, ngón tay cong lại, bên hông nhất thời một thanh màu ngân bạch phi đao liền đến trong tay của hắn, cách không hướng về Trần Phi thẳng tắp chỉ đi, băng lãnh lại lành lạnh. Tự sau đó một khắc, một âm lãnh vô cùng khí cơ từ bên trong thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi qua lấp lánh hàn mang màu ngân bạch phi đao nhận núi, tràn ngập lau một cái hàn khí thấu xương, thẳng lấy Trần Phi hai mắt, nhanh như thiểm điện. Nhất thời, hàn khí giống như âm lãnh như lôi đình bay nhanh, trải qua địa phương, nhiệt độ đều tốt giống như chợt thấp xuống vậy, làm người ta trái tim đều có chút nhảy bất động. T, lẽ nào đây mới là Bạch Tiên Sinh thực lực chân chính? Không hổ là nửa bước tiên thiên đỉnh, chân thực quá kinh khủng. Thấy tình cảnh này, Hắc Lang nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, hai cổ run rẩy mâu quang trong hiện ra lau một cái kinh hãi, rung động, khó đè nén chế tâm tình của mình. Phải biết rằng, đây chính là Bạch Tiên Sinh tiện tay một kích, chân chính bị kỳ làm vũ khí màu ngân bạch phi đao cũng còn vị thoát tay, cũng đã kinh khủng như vậy. Khí thế thao thao. Vì vậy khó có thể tưởng tượng kỳ nếu thật toàn lực xuất thủ. Thực lực có thể có cường đại dường nào, hắn thực sự tưởng tượng đều muốn giống không được a. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, lau một cái nhàn nhạt cười nhạt đột nhiên nhớ tới, khắp nơi chàng tất cả mọi người nhìn không được trong lòng lột bột một chút. Bọn họ có chút không dám tin nhìn phía Trần Phi phó tuổi còn trẻ mặt, trong lòng thật đúng sai lầm. Lẽ nào, loại trình độ này, đều còn chưa đủ để lấy làm hắn cảm thấy sợ. Đùa giỡn đi, làm sao có thể. Thấy tình cảnh này, ngay cả tóc tai bù xù lão giả Bạch Tiên Sinh đều có chút khẽ nhíu mày, không rõ ràng lắm Trần Phi rốt cuộc là làm ra vẻ, hay là thật không cảm giác sợ. Nhưng mặc kệ hắn giờ này khắc này trong lòng nghĩ như thế nào theo, trong tay động tác lại không có chút nào đình trệ, một màn kia hàn khí hướng về Trần Phi truy hồn đoạt mệnh. Đã có thể sau đó một khắc xem, hắn tràn đầy âm trầm, vẻ giận dữ nét mặt già nua chợt cứng lại rồi. Oanh! Bởi vì ở nơi này trong sát na, một cuồng dã khí tức như mãnh hổ xuống núi vậy chợt xuất hiện. Mọi người bỗng nhiên biến sắc. Đó là lau một cái màu trắng sữa, uy nghiêm linh quang, ở người bình thường mắt thường không thấy được Trần Phi phía sau giữa không trung khu vực bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, sau đó loáng thoáng hình thành một đạo ngạo khiếu thiên địa mãnh hổ hư ảnh, nhất thời làm thân thể khu cuồng chiến. Rất hiển nhiên, tóc tai bù xù lão giả Bạch Tiên Sinh công pháp tu luyện hàn khí cố nhiên đáng sợ. Có thể ở Trần Phi loại này mở ra treo tới thay đổi tai, quái vật vậy trước mặt người tuổi trẻ, nhất là tại nơi cao cao tại thượng linh khí mãnh hổ trước mặt, không đáng kể chút nào, nhỏ bé đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền bị nghiền diệt. Không, 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 làm sao có thể? Thấy tình cảnh này, Hắc Lang sắc mặt đều trắng bệch lên, cả người run. Hắn không nghĩ ra Trần Phi dựa vào cái gì yêu nghiệt như thế, dù sao cũng liền mới hơn 20 tuổi a. Đến mức đứng mũi chịu sào tóc tai bù xù lão giả Bạch Tiên Sinh lại càng không tiêu thuyết, nguyên bản vẻ mặt tự tin dung thái đã triệt để tiêu tán toàn bộ. Giờ này khắc này, hắn rốt cục ý thức được Trần Phi thực lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng, thậm chí ngay cả võ công của hắn hàn khí đều có thể đủ phá hư. Phốc suy. Ngay sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì võ học phản phệ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dẫn đến kỳ nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt có chút trắng bệch vô sắc lên. Hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Tốt, thực sự tốt. Không thể không nói ngươi đã thành công làm tức giận ta. Tiếp, ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Thổ quá máu sau, tóc tai bù xù lão giả Bạch Tiên Sinh khí chất đột nhiên có chút biến hóa, thật giống như cả người đột nhiên trở nên tàn nhẫn vô tình vậy. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí thế lại càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt che mất toàn bộ tầng hầm ngầm. Cảm giác kia làm cho có dũng khí không nói ra được kỳ quái, thật giống như hình như hắn người này đều đột nhiên thay đổi vậy, hơn mấy phần nguyên thủy dã tính. Đây là, thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện đối phương quả thực có chút không giống, tựu như cùng đương sơ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Băng lãnh như núi,
tàn nhẫn vô tình, không có tâm tình ba động, thật giống như xoay quanh cửu thiên đang chuẩn bị săn thực hùng ưng. Tựu sau đó một khắc, tựu tóc tai bù xù lão giả Bạch tiên sinh trong cơ thể dần dần hiện ra lau một cái hàn khí, giống như một vòng lạnh như băng ánh trăng mọc lên vậy, làm cho trong sát na hoảng hốt, ngay sau đó lau một cái hàn mang cắt không khí mà đến, khiến Trần Phi bỗng nhiên tóc gáy dựng đứng. Đáng chết, hắn nhịn không được sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bành gồ lên trong cơ thể sở hữu linh khí lực lượng, ngay sau đó hung hăng ngực một nổ. Phốc suy một tiếng, huyết hoa vang lên, ở đây mọi người hổ báo đường thành viên nhất là Hắc Lang, nhất thời khóe miệng hiện ra lau một cái thở phào nhẹ nhõm vậy, tàn nhẫn vô tình mỉm cười. Bởi vì phiền phức rốt cục giải quyết rồi, Bạch tiên sinh phi đao, xuyên thủng chết tiệt tiểu tử yếu đuối trái tim. Thật không hổ là vị kia a, thực sự thật mạnh. Đã có thể sau đó một khắc, mâu quang mắt sắc hổ báo đường tinh anh thành viên chợt thần sắc cứng đờ. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy Trần Phi trong tay, lại có theo một thanh nhuốm máu phi đao. Không, làm sao có thể, một đao này cư nhiên không đâm vào đi. Sau một khắc hắn nhịn không được thất thanh sợ hãi lên, không khỏi run hô lên thanh. Sắc mặt chợt trắng bệch. Thập, cái gì, không đâm vào đi, nghe vậy, ở đây mọi người, vô luận là Hắc Lang thậm chí vị kia Bạch tiên sinh, đều trong nháy mắt sắc mặt cứng lại rồi. Bọn họ nguyên bản kích động. Cuồng nhưng mà tiếu ý trong nháy mắt tiêu thất ở trên mặt, theo sát mà không hẹn mà cùng câu đều hiện lên ra lau một cái kinh hãi. Thậm chí sợ hãi. Cư nhiên không đâm vào đi. Mà hơn nữa còn là bị hắn tay không cho ngăn lại. Vãi vãi đúng là điên. Trong phòng dưới đất bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh. Từ Bạch tiên sinh thi triển ra khủng bố khí thế, ném mạnh cực mạnh một đao, đến Trần Phi trong ngực văng lên huyết hoa. Làm bọn hắn tất cả mọi người cho rằng phiền phức giải trừ, rồi đến cuối cùng cư nhiên phát hiện phi đao cư nhiên bị đối phương tay không ngăn lại. Huyết hoa, rõ ràng là từ đối phương bị thương vết thương phun ra. Đây quả thực, vãi vãi làm sao có thể a? Một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử đứng tại chỗ động cũng không động, lại cư nhiên có thể tay không chặn lại dưới Bạch tiên sinh thủ đoạn mạnh nhất, cực mạnh một đao. Tha là bọn hắn nghĩ hôm nay đã cũng đủ rung động. Bị kinh hách đến khó có thể tin. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng vẫn cảm thấy trước mắt một màn này sai lầm đến không cách nào tưởng tượng, cảm giác hình như là hoang đường mộng. Ngươi, điều này sao có thể? Dù là tóc tai bù xù lão giả Bạch tiên sinh lúc này đã tiến nhập đặc thù trạng thái, tâm tình rất khó có phập phồng, khí chất băng lãnh, lúc này cũng vẫn là không nhịn được há to mồm nói, không cách nào tưởng tượng một màn này là thật. Làm một đao kia chủ nhân. Hắn lòng biết rõ một đao này uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương lại cư nhiên tay không cản lại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua Hắc Lang đám người rất nhiều, cũng vượt lên trước hắn Bạch Mẫu người rất nhiều. Nhưng vấn đề là, thực lực của hắn bây giờ sớm đã thành đi đến nửa bước tiên thiên đỉnh, cho nên đối phương nếu là muốn so sánh với hắn cường, đây chẳng phải là... Không, tuyệt không khả năng. Hơn 20 tuổi tiên thiên cường giả. Đây không phải là đang nói đùa. Ta thừa nhận ta đích xác xem ngươi. Bất quá, ngươi đã đưa ta một đao, làm tạ lễ, ta cũng trả lại ngươi một đao đi. Có thể nhưng vào lúc này một đạo hơi thở hổn hển lãnh tiếng vang lên, làm hắn bỗng trong lúc đó cả người tóc gáy dựng đứng, khàn khàn lão con ngươi lỗ chợt co rụt lại. Không tương đương. Phốc suy. Chỉ nghe được một tiếng kéo rất dài quát chói tai vang vọng tầng hầm ngầm, cũng rất nhanh thì vừa thế mà dừng lại. Giống như bị người bóp ở cái cổ. Trên thực tế cũng mọi người trong tầm nhìn hàn mang lóe lên, vị kia tóc tai bù xù lão giả Bạch tiên sinh trong ngực tựu nổ tung lau một cái huyết hoa. Giờ này khắc này, đây là hạng tương tự chính là một màn A. Thế mà đối phương vị kia Bạch tiên sinh lại là thật cắm, bị bản thân thân thủ đoán tạo nên màu ngân bạch phi đao xuyên thủng trong ngực, sau đó rầm một tiếng không cam lòng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thấy tình cảnh này, Hắc Lang cùng với này hổ báo đường tinh anh thành viên tâm như cho nguội, cả người vô lực, minh bạch thực sự xong. Siêu. Đã có thể sau đó một khắc, Hắc Lang chợt cắn răng cuồng xông ra, kỳ tốc độ nhanh như chạy như điên dã lang vậy cấp tốc đánh lên một bức tường, sau đó lại trong chớp mắt biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này Trần Phi không có đi truy, mà là không chút do dự, thân thể nhanh như tia chớp hướng về địa đạo ngoại cuồng xông ra. Bởi vì ở nơi này trong sát na, hắn dự cảm đến nguy cơ. Ùm ùm, quả nhiên,
Ngay hắn mới nội vừa lao ra dưới đất thông đạo, hướng ra phía ngoài kiến trúc, theo sát mà tự có một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, nhấc lên cực kỳ kinh khủng khí lãng sóng xung kích, đem kiến trúc chung quanh sở hữu hết thảy đều nổ không còn một mảnh, biến thành phế tích. Thậm chí ngay cả chính hắn đều bị lan đến gần, như là bị cự chùy hung hăng đập trúng vậy, cả người đau dữ dội. Phi, vãi, thật vãi ngoan a, rốt cục chờ bạo tạc khí lãng sóng xung kích sau khi chấm dứt, Trần Phi từ trong đứng lên, phun ra một miệng bùn, không nói gì nói. Rất hiển nhiên, Trần Phi là thật không nghĩ tới đối phương lại còn có như thế một tay, lại cùng trong phim ảnh vậy nổ banh toàn bộ căn cứ, đem biến thành phế tích, mai táng sở hữu tất cả. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng kịp thời nói, hơn phân nửa cũng không xong. Phải biết rằng loại này đủ để nổ xuyên thấu một cái nhà đại lâu bạo tạc, kinh khủng như vậy lực sát thương, mặc dù lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, cũng rất khó chống lại. Vì vậy may là hắn vừa rồi phản ứng đúng lúc, chạy trốn nhanh. Bằng không rất có thể tự bi kịch. Xem ra bên trong tất cả mọi người chết, ngoại trừ tên kia. Trần Phi một bên không nói gì một bên nhíu nhìn trước mắt phế tích, minh bạch người ở bên trong sợ rằng đều trốn không thoát, ngoại trừ tên kia. Dù sao đây chính là đối phương chủ động dùng ra loại thủ đoạn này, nói rõ kỳ coi như không có khả năng toàn thân trở ra, nhưng khẳng định cũng sẽ không chết, sớm bất định từ lâu ở trong khoảng thời gian này bên trong đào chi yêu yêu, lưu lại nữa lục soát phỏng chừng cũng không dùng, hơn phân nửa là vô dụng công. Nhất niệm đến nước này, hắn thẳng thắn xuất ra mới tới tay vệ tinh điện thoại gọi thông ta cái dãy số, thấp giọng nói là thủ trưởng, tên kia chết. Bất quá bây giờ cần ngươi phái những người này quá tới thu thập tàn cục. Phải biết rằng cái này hổ báo đường tầng hầm ngầm căn cứ thí nghiệm cất giấu nặc đại lâu tuy rằng vị trí hẻo lánh, cảnh vật chung quanh cũng thập phần hoang vắng. Nhưng vừa rồi như vậy một chút, ít nói 10 thước cao kiến trúc ầm ầm sập, hoàn toàn bị nổ hủy không nói, hơn nữa còn có đinh tai nhức óc tiếng nổ, trước tất nhiên đã chuyển tới rất xa, giấu giếm không dưới đến. Như vậy đúng là cần phi báo đứng ra thu thập một chút tàn cục mới được, bằng không ngày mai sẽ được có đại tin tức. Chết, thực sự, tốt lắm, ta hiện tại ngay tức khắc phái người đi qua, cứ như vậy. Đô, đô, trong ống nghe truyền đến là thủ trưởng không dám tin thanh âm, sau đó cấp tốc cúp điện thoại, truyền đến đô đô thanh. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn lướt qua phế tích, thở dài một tiếng. Sau đó còn là mặt không biểu tình xoay người ly khai. Động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động địa phương đồn công an hoặc cục công an đến đây, hắn cũng không muốn bị người phát hiện, để tránh khỏi phiền phức. Cùng lúc đó, cự ly loại này bị nổ hủy đại lâu hơn 10 dặm ngoại ta thâm sơn động quật nội, con người bén nhọn hắc lang mặt tái nhợt từ nhất bộ dưới nền đất mọc lên bên trong thang máy đi ra. Giờ này khắc này, trên người hắn nguyên bản giá trị đắt giá tây trang từ lâu đống rác. Thậm chí ngay cả tả hữu hai cánh tay đều có theo các loại xúc mục kinh tâm vết thương, huyết nhục vỡ ra thấy được bên trong đầu khớp xương, một màn như thế, chỉ là làm cho thấy liền không nhịn được cũng hút lương khí, thân thể run lên. Có thể hắc lang trên mặt lại trừ ăn da đau ở ngoài, cái khác tràn đầy may mắn cùng sống sót sau tai nạn. Một là bởi vì hắn đương sơ tự chủ trương, tự cho là thông minh thiết xuống bố trí cuối cùng cũng đưa đến tác dụng, cứu hắn một mạng. Hai là bởi vì khi hắn động thủ nổ hủy căn cứ thí nghiệm trước, cũng đã đem sở hữu số liệu tư liệu sớm phim âm bản, cũng giờ này khắc này thành công mang đi. Đây là hắn may mắn nhất địa phương, bởi vì ý vị này bọn họ trước sở hữu tất cả nghiên cứu tư liệu cũng còn ở, cũng không có bị tiêu hủy. Như vậy hắn chỉ cần đem những tài liệu này mang về giao cho đại nhân. Vậy bọn họ loại này có tư cách được khen là tiên phong thực nghiệm, tự hoàn toàn có thể tiếp tục nữa. Nhiều lắm cần nhiều hơn một chút thời gian mà thôi. Ngoài ra còn có tiểu tử thúi kia, lại dám hướng chúng ta hổ báo đường hạ thủ, ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Chỉ cần ta có thể đem những tài liệu này thành công mang về, đồng thời nói cho đại nhân tất cả phát sinh chuyện này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không khả năng giống như nữa ngày hôm nay như vậy có ngoài ý muốn. Hắn lại nhìn không được như vậy răng cắn nghiến răng mở miệng. Nhúm máu trong con ngươi tràn đầy sát khí, cực kỳ băng lãnh. Hiển nhiên đến giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn nhận thức đến Trần Phi thực lực có kinh khủng bực nào, thậm chí ngay cả Bạch Tiên Sinh cái loại này nửa bước tiên thiên đỉnh đều không phải là kỳ đối thủ, vì vậy nếu là vẻn vẹn chỉ bằng hắn một người, khẳng định tuyệt không dù cho một phần vạn hy vọng báo thù. Có thể vị đại nhân kia lại bất đồng,
phải biết rằng hắn có thể là bọn hắn Hổ Báo Đường tôn chủ hai đại đệ tử một trong, vô luận là kỳ thực lực hay là nội tình, đều hoàn toàn thâm bất khả trắc, không cách nào đo lường được. Vì vậy Trần Phi thực lực như vậy tầng thứ khủng bố địch nhân, hoặc là đối với những người khác mà nói, sẽ rất khủng bố, sẽ cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí vô lực trả thù. Nhưng mà đối với nhà bọn họ đại nhân tới nói, cũng tuyệt đối không phải như vậy. Phải biết rằng đương sơ nhà bọn họ đại nhân tối kinh thế hãi tục chiến tích, rõ ràng là ám sát một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Mặc dù đối phương vậy cũng vẻn vẹn chỉ là mới vào cổ vũ giả tiên thiên, tuy rằng đương sơ nhà bọn họ đại nhân cũng là nội tình ra hết, thuộc hạ không biết chết bao nhiêu người. Nhưng vấn đề là vô luận nói như thế nào, loại này có thể nói rộng rãi chiến tích là không cách nào bị ma diệt. Cũng hắn hôm nay trong lòng duy nhất lo lắng, hy vọng. Người còn muốn trở về, có thể nhưng vào lúc này, một đạo do như u linh âm lãnh thanh âm bỗng nhiên khi hắn bên tai vang lên, nhất thời hắn làm hắn dữ tợn, mặt giận dữ gương mặt bỗng nhiên bị kiềm hãm, như là cứng lại rồi vậy, sau đó thân thể không cách nào ức chế phát sáng lên, thật giống như nhiệt độ rất băng lãnh. Ai, ai ở nơi này, lăn ra đây cho ta, hắn không khỏi sắc mặt tái nhợt gào thét, không nghĩ tới động này quật nội lại còn có người. Phải biết rằng, hắn đương sơ lưu lại cái này chuẩn bị ở sau, tuyệt đối là tuyệt mật trong siêu cấp tuyệt mật, không có khả năng có ngoại nhân biết. Bởi vì đương sơ tham dự chuyện này người đều chết hết, bị đích thân hắn, toàn bộ giết chết, mai táng ở tại cái này hoang sơn dã lĩnh. Có thể, nhưng vì cái gì? Động này quật nội lại còn có tiếng âm, còn có người. Người nhường ta lăn ra đây. Do như u linh âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa, từ trong bóng tối dần dần đi ra một đạo nhân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh kia cao chừng chừng một thước tám, vóc người cũng không bị kiền gầy, như là một đạo u linh vậy, lẳng lặng từ trong bóng tối đi tới, cùng bóng tối cảm giác không gì sánh được phù hợp. Hắn mặc một bộ hắc sắc cổ lật áo lông, thon dài quần tây dài đen, toàn thân đều là đen, thế nhưng hắn lỏa lồ tại ngoại này da thịt lại có vẻ không gì sánh được tái nhợt, thật giống như được không chút máu trứng vậy, thoạt nhìn thập phần hết sức sấm nhân. Vâng, là ngài, bảy tòa đại nhân. Hắc Lang trăm triệu không nghĩ tới đối phương lại là bọn họ bảy tòa, là bọn hắn Hổ Báo Đường đệ thất khôi thủ. Nhất thời hắn liền thần sắc kinh hoàng, đầu đầy mồ hôi. Phải biết rằng hắn mới vừa nói cái gì, hắn lại dám nhượng tôn kính bảy tòa đại nhân lăn ra đây, phải biết rằng vị kia thế nhưng cùng hắn Hắc Lang sau lưng đại nhân chạy song song với tồn tại, đều là bọn hắn Hổ Báo Đường tôn chủ đệ tử, cũng đồng dạng đều là làm người ta không gì sánh được kính nể cùng sợ tồn tại. Bởi vì nhà bọn họ đại nhân giết qua tiên thiên cường giả, thế mà đối phương bảy tòa đại nhân cũng hoàn toàn không chút nào tỏ ra yếu kém. Đối phương năm đó thành tích, thế nhưng một vị S cấp dị năng giả đầu A. Bảy tòa đại nhân, ngài thế nào tại đây? Nhất niệm đến nước này, Hắc Lang chỉ cảm giác mình có chút tư duy hỗn loạn lên, rung giọng nói. Ngươi hỏi ta đương nhiên là chuyên môn tại đây chờ ngươi. Bị trở thành bảy tòa đại nhân u linh nam tử thản nhiên nói. Chờ ta cái gì? Hắc Lang nghe vậy sửng sốt, bỗng nhiên trắng bệch vô sắc khuôn mặt chợt biến sắc lên. Bởi vì hắn sẽ nhưng mà hồi tưởng lại nhà bọn họ đại nhân thực nghiệp, đối phương bảy tòa đại nhân là tối phản đối một cái, mà bây giờ. Đồ vật lấy ra đi, thế mà mình kết. Sau một khắc u linh vậy thanh âm vang lên lần nữa, khiến Hắc Lang thần sắc hoàn toàn tuyệt vọng, tâm như cho nguội lên. Không nghĩ tới hắn đều có thể từ quái vật kia thanh niên nhân trong tay chạy trối chết, vẫn còn có như vậy làm người ta tuyệt vọng tử kiếp, đang chờ hắn. Vâng, bảy tòa đại nhân, hành, như là bị tháo nước tức giận bóng cao su vậy, Hắc Lang mặt mang tuyệt vọng lấy ra một khối số liệu thiết bị, sau đó hung hăng cắn răng, tự đoạn tâm mạch kêu lên một tiếng đau đớn té trên mặt đất. Làm Hổ Báo Đường nội bộ trong cao tầng thành viên, hắn đương nhiên biết đối phương mệnh lệnh không có khả năng vi phạm. Bằng không, hắn đem sống không bằng chết. Đó mới là đáng sợ nhất, hắn tình nguyện chết, cũng không muốn nếm thử. Thấy tình cảnh này, bị trở thành bảy tòa u linh vậy nam tử thần sắc cũng không có cái gì ngoài ý muốn, như trước cùng trước vậy trên mặt tràn đầy nhàn nhạt lãnh ý. Chính là thứ này sao? Răng rắc, hắn từ dưới đất đem Hắc Lang dậy dỗ số liệu thiết bị nhặt lên, đột nhiên lau một cái hàn khí cư nhiên đem túi kia khỏa. Không gì sánh được đột ngột từng tầng một bông tuyết lại đem kỳ đông lạnh ở. Sau đó chỉ thấy hắn u linh vậy nam tử tiện tay ném một cái, khối băng đánh vào động quật trên vách tường, thay đổi thành phấn vụn. Là nhân,
cũng sẽ không nghiên cứu loại vật này đi. Hắn mặt không thay đổi độc thoại một tiếng. Lại tiện tay phóng xuất ra hàn khí, đem hắc lang thi thể cũng đông lạnh ở, sau đó giơ chân lên đạp đi, trực tiếp đem hủy diệt. Làm xong đây hết thảy sau, hắn phảng phất là buông lỏng vậy nhàn nhạt phun ra một hơi thở, sau đó lẳng lặng xoay người đi ra động quật, nhìn viễn phương, hóa thành phế tích phương hướng mâu quang lóe lên, đột nhiên tự lẩm bẩm cười nói không nghĩ tới cái này Bắc Sơn cư nhiên như thế có ý tứ. Không chỉ có lão gia hỏa kia ở bên cạnh hình như có kiêng kỵ tồn tại, không cho chúng ta đơn giản tới gần, ngay cả hiện tại. Hơn 20 tuổi tiên thiên cổ vũ giả, ha ha, gọi là làm Trần Phi sao? Hưu, cười, hắn đột nhiên biến mất ở rừng sâu núi thẳm trong. Chỉ còn lại có đêm đen nhánh như trước. Ngày thứ hai, lĩnh nam núi lớn Xích Viêm Ong Thánh Hỏa Tông, ta tông môn chỗ sâu bế quan tu luyện ở ngoài. Cái gì, đều biến mất, là trong đối phương mai phục. Một vị tóc có chút hói đầu cổ trang nam tử nhận được một cú điện thoại sau, đột nhiên thần sắc lẫm nhiên nói. Người này không là người khác, chính là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa thân phụ, Thánh Hỏa Tông hiện nhâm trưởng môn người quân Khang Định. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên nhận được Mã Đông Mã Sư Thúc điện thoại, nói là hai ngày trước khởi hành đi trước Bắc Sơn, muốn chóc nã, đánh chết can đảm đó dám phế bỏ con của hắn cánh tay, dám can đảm khiêu khích bọn họ Thánh Hỏa Tông uy nghiêm thiếu niên trung lão đám người. Cư nhiên mất tích. Như là bị phục kích. Tin tức này nhất thời những người khác thiếu chút nữa ngốc rơi, óc ngơ ngác một đoàn tương hồ, không thể tin được hắn nghe được nói, lại là thực sự. Phải biết rằng đây chính là Tuyết Hồng Tâm trưởng lão, Chu áo đuôi ngắn Chu trưởng lão, hai vị này hết thảy đều là nhất lưu cổ vũ giả cường giả, ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cao cường. Chớ nói chi là để ngừa vạn nhất, bọn họ còn thỉnh động hình pháp trưởng lão trung lão xuất sơn. Đây chính là đường đường chính chính, chân chân chính chính nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả, có thể nói là bọn họ Thánh Hỏa Tông lưng cây trụ, là gần với phụ thân hắn cùng với Mã Sư Thúc đệ tam cao thủ, không chỉ có thực lực cường đại, còn quyền cao chức trọng. Nhưng bây giờ, bọn họ ba vị lại cư nhiên mất tích, nghi là bị địch nhân phục kích, chúng mai phục. Há có thể nhượng hắn không sợ hãi? Nếu ba vị thật đã xảy ra chuyện gì sao, vậy thật ra đại sự. Trên thực tế, làm quốc nội nhị lưu cổ vũ tông môn tiêu phối, vậy đều là ba tới năm vị nhất lưu cổ vũ hoặc là nhất lưu cổ vũ đỉnh, cộng thêm một gã nửa bước tiên thiên lão tổ. Mà làm vòng tròn nội 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn trong vùng Trung Du, Thánh Hỏa Tông nội tình, thực lực mặc dù nếu so với tiêu chuẩn này cường một ít, nhưng là cực kỳ hữu hạn. Vì vậy nếu ba vị, hình pháp trưởng lão trung lão, trưởng lão Tuyết Hồng Tâm, Chu áo đuôi ngắn nếu thật đã xảy ra chuyện. Tất nhiên đối với bọn hắn Thánh Hỏa Tông mà nói là siêu cấp lớn sự kiện. Thậm chí có khả năng xưng là thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Dù sao tuy rằng bọn họ Thánh Hỏa Tông cực mạnh vũ lực là phụ thân hắn Quân Đoạn Sơn. Thế mà vâng đạt nhất tôn tông môn uy nghiêm, danh vọng, lại không thể vẻn vẹn chỉ dựa vào một người tới duy trì. Nhất là phụ thân hắn cảnh giới còn chưa tới tiên thiên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thực thiếu đẳng cấp. Thiếu tư cách lấy lực một người khơi mào chính tông đại lương. Chỉ có cái kia bao trùm cổ vũ tiên thiên cảnh giới mới có tư cách, mới có đẳng cấp làm được, còn đây là toàn bộ cổ vũ vòng tròn nội công nhận. Vì vậy hắn Quân Khang Định lúc này quả thực rất hốt hoảng, một là sợ ba vị thật đã xảy ra chuyện, vậy bọn họ Thánh Hỏa Tông chắc chắn nguyên khí đại thương, thương gân động cốt. Thứ hai là sợ bọn họ Thánh Hỏa Tông trải qua chuyện này như thế một nháo, nếu thật tọa thật tổn thất, thương vong nói. Cái này chắc chắn ảnh hưởng đến bọn họ Thánh Hỏa Tông ở vòng tròn nội 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn bài danh. Mặc dù không đến mức thẳng tắp trượt, nhưng ít ra hai ba vị là tuyệt đối khẳng định. Vô cùng bị động, mất mặt. Ba, người đang nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tựa hồ là nghe được cha mình kinh dị thanh, băng vải bao vây lấy một cái cánh tay Quân Nguyên Nghĩa đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nói. Rất hiển nhiên, trải qua nhiều như vậy nhật tu dưỡng. Cùng với các loại kỳ chân thần dược tiếp tế tiếp viện dưới, hắn Quân Nguyên Nghĩa lỗ lão huyết khí miễn cưỡng chiếm được tu bổ, chỉ ít sắc mặt không như vậy tái nhợt, nhưng tay cụt ảnh hưởng như trước vẫn còn. Không chỉ là nguyên khí đại thương, mà hắn này tay cụt tức cũng đã đón về, nhưng từ đêm nay sau khẳng định cũng sẽ không giống đã từng như vậy dễ sai khiến, tuyệt đối sẽ so với dĩ vãng chênh lệch không biết một bậc, tự nhiên kỳ thực lực, thiên phú cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có tiếng mà không có miếng đã từng kỳ tài có tiếng uy. Vì vậy hắn bây giờ là từ đầu óc trong hận Trần Phi,
hận không thể đưa hắn đầu khớp xương một cây dịch đoạn, đốt máu, ăn hắn thịt. Là như vậy hận ý. Chuyện gì xảy ra, người còn có mặt mũi hỏi chuyện gì xảy ra, nếu không phải ngươi, Trung lão đám người làm sao sẽ thất tung. Thế mà phụ thân hắn Quân Khang Định nghe vậy lại bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, chắp tay sau đít nổi giận đùng đùng ở trong sân Đạc Lai Đạc Khứ. Hiển nhiên, hắn biết rõ, chuyện này nếu không phải là bởi vì hắn không có mắt nhi tử, tự tuyệt không sẽ phát triển đến như bây giờ. Phải biết rằng đây chính là bọn họ Thánh Hỏa bên trong tông nhất lưu cổ vũ giả cường giả A. Toàn bộ bên trong tông mới chỉ có bao nhiêu, nhưng bây giờ lại có ít nhất 1/3 xảy ra chuyện, thậm chí còn liên lụy đến hình pháp trưởng lão Trung lão, là bọn hắn Thánh Hỏa tông đệ tam cường giả. Thực lực đạt đến tới nhất lưu cổ vũ đỉnh, có khả năng trùng kích nửa bước tiên thiên. Giảng đạo lý, loại này đẳng cấp cường giả khi hắn cái này Thánh Hỏa tông trưởng môn nhân trong mắt, thậm chí so với con của hắn cũng có thể trọng yếu mấy phần, chớ nói chi là tổn thất. Vì vậy hắn lúc này há có thể không giận. Cái gì, Trung lão bọn họ mất tích, điều này sao có thể? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Trình Lượng đầu chọc trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Trung lão đám người xuất sơn, phải đi đang làm gì, phải đi để cho hắn Quân Nguyên Nghĩa báo thù. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên mất tích, lẽ nào? Sắc mặt của hắn bỗng nhiên trong lúc đó tái nhợt, không khỏi hơi tê một tiếng cũng hút lương khí. Đến bây giờ hắn đương nhiên chưa mình cùng Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão bởi vì sợ mất mặt, mà tỉ mỉ biên chế lời nói dối, nói đối phương tiểu tử kia là bởi vì đánh lén hắn, mới để cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, gãy một cánh tay. Có thể vấn đề sự thực tình huống cũng, đương sơ tiểu tử kia nhưng khi theo chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả Tuyết trưởng lão mặt mà, ngạnh sinh sinh chặt đứt hắn một tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương rất có thể kiêu ngạo ở Tuyết trưởng lão, thậm chí ở kỳ trên. Như vậy hơn nửa tuổi của hắn. Ta, cái này. Hắn bỗng nhiên mãn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng được lên, môi bầm đen run rẩy. Bởi vì lúc này hắn rốt cuộc ý thức được, bản thân hình như che giấu nhất kiện rất nghiêm trọng, rất chuyện trọng đại. Bằng chừng ấy tuổi thiên tài tuyệt thế, nhất lưu cổ thực lực võ giả, lại có thể là độc hành hiệp, phía sau không có chỗ dựa. Người chuyện gì xảy ra, người nghĩ nói thật. Vân vân chờ đã, người có phải là có chuyện gì hay không mà gạt ta, nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra. Biết con ai bằng cha, Quân Khang Định một gặp con trai mình bộ dáng như vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, cả tiếng chất vấn. Cái kia, ta, trước Tuyết trưởng lão nhượng ta đừng nói cho ngươi, tiểu tử kia hắn chí ít chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả, lúc đầu, hắn là làm cho Tuyết trưởng lão mặt mà, đem cánh tay của ta chém xuống. Quân Nguyên Nghĩa ta ngươi nửa ngày, rốt cục vẫn phải hung hăng cắn răng một cái nói xảy ra sự tình chân tướng. Hiển nhiên, hắn cũng không phải nhược trí, minh bạch loại sự tình này mà giấu giếm không được bao lâu, hơn nữa hiện tại hình như cũng không có thể lại tiếp tục giấu giếm đi xuống, bằng không, xảy ra đại sự. Cái gì? Ba, Quân Khang Định nghe vậy trực tiếp hỏa thiêu cái mông vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó không chút do dự một cái tát hung hăng phiến đi qua, sắc mặt dữ tợn giận dữ hét tiểu tử thối, cẩu vật ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đối phương giống như người đại tuổi nhỏ người. Cư nhiên dùng có nhất lưu cổ thực lực võ giả, ngươi là nhược trí sao? Thế nào không đồng nhất sớm nói cho ta biết? Hiển nhiên, hắn lúc này bóp chết đã biết nhược trí nhi tử tâm tư đều có. Cùng con của hắn niên kỷ không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người, lại cư nhiên chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả, cái này ý vị như thế nào? Căn bản không cần chưa nói nhảm nhiều đến nói. Như vậy xưng là tuyệt thế kỳ tài thiếu niên, lại có thể là độc hành hiệp, phía sau không có chỗ dựa. Mà có thể bồi dưỡng được như vậy kinh thế hãi tục, tuyệt thế kỳ tài thế lực sau lưng, mặc dù là dùng ngón chân muốn, cũng tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể còn tại bọn hắn Thánh Hỏa tông trên. Ta, hắn quả thực tức giận không được, cả người run, sắc mặt dữ tợn. Không nghĩ tới con trai mình cư nhiên như thế ngu xuẩn, cư nhiên sẽ giấu giếm dưới trọng yếu như vậy chí mạng tin tức, cái này tốt rồi, ra vấn đề lớn, sợ rằng Trung lão bọn họ ba vị, là không về được. Ta con mẹ nó quất chết ngươi. Nhất niệm đến nước này, Quân Khang Định nhịn không được lại một cái tát hung hăng vẫy ở con trai mình trên mặt. Đem kỳ tả hữu mặt toàn bộ đánh sưng, bầm đen sưng thật cao. Mà ở thấy tình cảnh này, Quân Nguyên Nghĩa đương nhiên không dám phản kháng,
thành thật ngạnh sinh sinh lại rắn chắc đã trúng một cái tát, hai bên gương mặt sưng lão cao, nói không lanh lẹ nói ba, ta là thật thật không ngờ. Không phải là Trung lão lão nhân gia ông ta đều tự mình xuất sơn, vì vậy ta mới. Trung lão, ngươi chỉ biết Trung lão, ngươi cho là Trung lão là ai? Mặc dù lão nhân gia ông ta là chính mình nhất lưu cổ vũ giả đỉnh thực lực, nhưng chiếu ngươi vừa mới nói như vậy, đối phương tiểu tử kia thế lực phía sau rất có thể kiêu ngạo ở chúng ta Thánh Hỏa Tông, hơn nữa bên kia còn rất có thể là bọn họ hang ổ. Ngươi cho là chỉ bằng Trung lão một người, là có thể vạn vô nhất thất. Gặp con trai mình còn không phân rõ sở tình thế, Quân Khang Định càng thêm buồn bực nói. À, vậy, ba, hiện tại chúng ta phải làm gì? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy cái này cũng trợn tròn mắt, nói. Làm sao bây giờ? Quân Khang Định không gì sánh được buồn bực chắp tay sau đít ở trong sân Đạc Lai Đạc Khứ, mâu quang không gì sánh được vẻ lo lắng nói hôm nay biện pháp duy nhất, chính là chờ ra ra ngươi thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới xuất quan. Đến lúc đó, tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng, có thể đối phương cũng đem nỗ lực nhất định đại giới. Thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới xuất quan. Hắn lời nói này rất có tự tin, khái là bởi vì hắn phụ thân, cũng chính là Thánh Hỏa trưởng thượng tổ quân Đoạn Sơn từng ở mấy tháng trước du lịch lĩnh Nam núi lớn ở chỗ sâu trong lúc, ngẫu nhiên phát hiện một quyển cổ vũ đỉnh cấp công pháp, có thể tu luyện tới tiên thiên. Rất hiển nhiên đây là không gì sánh được thiên đại cơ duyên. Cũng triệt để giải quyết rồi bọn họ Thánh Hỏa Tông chí mạng tử huyệt. Bởi vì công pháp không cùng xiềng xích, mà không cách nào tu luyện tới hiện tại. Mà phụ thân hắn quân Đoạn Sơn như vậy thiên phú kinh người, kinh tài tuyệt diễm, từ lâu tu luyện tới thần hỏa lệnh thần công 12 nặng đại viên mãn trình tự, cự ly tiên thiên, tự vẻn vẹn chỉ kém một cái chìa khóa, một cái cơ hội. Như vậy, cái chìa khóa, cái kia cơ hội rốt cuộc đã tới, từ trên trời giáng xuống. Vì vậy hắn căn bản không tin tưởng cha mình sẽ thất bại, thậm chí ngay cả muốn đều không quá, dù thế nào đến cuối cùng nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ. Không sai, chờ ra ra xuất quan, chờ lão nhân ra ông ta thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới xuất quan. Hắn nhất định có thể thành công. Kinh thành, trong nam trên bờ biển ta ngõ nội tứ hợp viện. Còn đây là quốc trong mắt người thần bí mang, nguyên lai là cho hoàng đế ở. Sau đó mới Trung Quốc thành lập sau lại thành đảng Trung ương làm công địa điểm, ngay cả quan lớn cũng đều không phải là mọi người có thể tùy tiện ra vào, duy nhất như vậy một nắm, mà bây giờ, trong lại cư nhiên cất giấu như thế một cái nhà tứ hợp viện. Nếu là truyền đi, khẳng định không biết sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Phải biết rằng nơi này dù cho lau một cái lớn đất, đều là giá trên trời. Trong sân, một vị ăn mặc dân quốc thời đại trang phục lão giả. Lẳng lặng đứng ở một vị ngồi xe đẩy phía sau lão nhân. Người trước tóc hoa râm, sắc mặt nếp uốn, có một cái tiểu cái hòm thuốc, người này không là người khác, chính là đương sơ đi Giang Nam cho Đổng lão gia tử xem qua bệnh kinh thành ngự y. Nếu nhớ không lầm, hắn họ Tuân, tên một chữ một cái Lôn tự. Trừ lần đó ra, trừ hắn ra còn có vị kia xe đẩy lão nhân, còn có một vị khác mặc áo choàng trắng trung niên nhân chính vẻ mặt lo lắng theo, nhìn xe đẩy lão nhân quan tâm. Khẩn trương nói ra ra, thế nào, còn đau không? Tuần lão, ra ra ta hắn hiện tại tình huống này. Phải làm gì mới tốt ra? Lúc này nếu là có nhận thức hắn người ở đây, tất nhiên sẽ thất kinh, không nghĩ tới như vậy ngạo khí hứa bác sĩ cư nhiên nói ra những lời này đến, hỏi những người khác loại bệnh này huống phải làm gì? Phải biết rằng vị này trung niên nhân họ Hứa, tên một chữ một cái tế tự, chính là kinh thành hài hòa y viện thần kinh nội khoa cao cấp nhất. Cũng là tối quyền uy chuyên gia, từng còn trẻ thành danh, lưu học hải ngoại cao cấp nhất chữa bệnh học phủ, không biết quét ngang bao nhiêu hàm kim lượng 10 phần y học giải thưởng lớn, cũng không biết trị bao nhiêu nghi nan tạp chứng bệnh nhân. Để cho bọn họ có thể một lần nữa đứng lên, có thể một lần nữa bước đi. Cho nên nói hắn là cần bệnh viện biển chữ vàng, đều hoàn toàn không quá đáng. Và lại bởi vì có thể người này quá có năng lực, khó tránh khỏi ngạo khí 10 phần. Ghét nhất bị có người quấy rầy hắn chữa bệnh ý nghĩ, hoặc là nhúng tay bệnh của hắn người. Nhưng bây giờ hắn cư nhiên ở hỏi thăm người khác cái nhìn, ý tứ sao? Cái này hẳn không phải là đang nằm mơ chứ? Ha ha, tiểu Tam Nhi, chính ngươi không phải là phương diện này chuyên gia sao? Có thể ở phương diện này ngươi so với lão Tuân đều lợi hại, đến, giúp ra ra nhìn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà nghe vậy dân quốc cổ trang lão giả cũng còn sao nói,
ngồi ở xe lăn lão giả chợt nở nụ cười, giọng nói hòa ái nói rằng. Chỉ là khóe miệng hắn khi thì hiện lên co quắp, lại chứng minh hắn bây giờ trạng thái hình như thật không tốt, như là đang bị nào đó thống khổ hành hạ, chỉ dựa vào nghị lực cường chống đỡ. Ra ra ta, cái này, ta có thể nào cùng tuần lão tương đối ni, lão nhân gia ông ta y thuật, ít nhất, cường gia ta gấp 1 vạn lần. Trung niên nhân quan sát được xe đẩy lão nhân khóe miệng co quắp, có chút đau lòng, nhưng theo nhưng vẫn là lời nói thật nói. Tuy nói, ở trong mắt thế nhân, hắn cái này dung hợp y viện thần kinh nội khoa cái gọi là cao cấp nhất, cũng là tối quyền uy chuyên gia, có thể đã rất nghiêu ép, rất y thuật cao minh, thậm chí bị thổi phồng tới có tư cách có 102 trong ngoài nước. Nhưng làm xe đẩy lão nhân tôn tử, hắn cũng không so với rõ ràng vị kia thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại dân quốc trang phục lão giả có kinh khủng bực nào, kỳ y thuật có cao minh cỡ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất là gần nhất 1 năm đến, đã có không chỉ một vị bị hắn hứa tế cho rằng không thuốc có thể trị, không cách nào có thể cứu được bệnh nan y bệnh hoạn, nhưng ở trong tay đối phương nếu như thần tích vậy kỳ tích bình phục, điều này làm hắn vui lòng phục tùng đồng thời, cũng khắc sâu ý thức được mình nhỏ bé. Tục ngữ hữu vân, ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại có thể nói đúng là loại này. Vì vậy hôm nay thân gia gia ở như tình huống như vậy nghiêm trọng dưới tình huống, hai chân đều đã không cách nào chạm đất, xúc đáy không cảm giác sụi lơ, hắn đầu tiên nghĩ đến đều không phải là của mình đến trị liệu, mà là tìm kiếm đối phương tuần lão ý kiến. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt hắn viên kia rất rõ ràng bản thân y thuật không bằng đối phương hạt giống, đã chôn thật sâu hạ, cắm rễ ở trong lòng. Nhất niệm đến nước này, hắn chân thực không nhẫn nại được trong nội tâm lo nghĩ, khẩn trương, hướng về tuần lão vội vàng hỏi, tuần lão, ta bệnh của gia gia đến tột cùng. Ngài cũng biết, lấy lão nhân gia ông ta thân phận, nếu là thật có vấn đề gì, chúng ta đây hứa gia, đã có thể được rối loạn. Làm vì bọn họ kinh thành hứa gia tối cao lớn nhất, tối không thể nghi ngờ kình thiên trụ, trong tộc bất kỳ người nào tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy lão nhân gia xảy ra vấn đề. Bằng không, liền rất có thể ra đại sự, sẽ nhấc lên ngất trời sóng lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thực sự phiền toái. Trừ bọn họ ra hứa ra địch nhân ở ngoài, không ai bằng lòng gặp đến một màn này phát sinh. Cũng không ai có thể phụ được khởi trách nhiệm này. Bị trở thành tuần lão dân quốc trang phục lão giả tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trầm mặc nửa ngày, rốt cục vẫn phải lắc đầu chậm rãi nói thủ trưởng, người bệnh này. Chỉ sợ không phải vậy tình hình. Nga. Không phải là vậy tình hình, đó là cái gì tình hình? Xe đẩy lão giả nghe vậy mâu quang lóe lên, giọng nói vi ngưng nói. Làm bạn gần một cái một giáp lão bằng hữu, trên dưới cấp, hắn tự nhiên biết rõ đến đối phương bản tính, minh bạch đối phương cũng không phải cái loại này lung tung bắn tên không đích người. Hắn biện hộ cho huống không bình thường, sợ rằng cái này trạng thái tựu thật sự có một ít không bình thường. Lẽ nào, là hắn lão đầu tử này đại nạn đến rồi? Nghĩ như vậy, lão nhân gia ông ta nhìn không được khàn khàn đôi mắt xẹt qua một chút ảm đạm. Không ai nguyện ý chết, hơn nữa lấy thân phận của hắn, nếu là thật đại nạn buông xuống tất nhiên đem sẽ dính dấp quá nhiều. Khác tạm thời bất luận, đứng mũi chịu sào thừa thụ ảnh hưởng chỉ sợ sẽ là bọn họ hứa ra, sẽ bởi vì hắn lão đầu tử này qua đời mà cấp tốc tiến nhập thung lũng, cơn sóng nhỏ kỳ. Và lại vào lúc này, nếu là bọn họ hứa ra hậu đại nhân chung không người có thể đứng ra. Khởi động đại lương nói, sợ rằng tình huống còn có thể trở nên bết bát hơn. Nhưng dù vậy, hiện thực chính là hiện thực, bởi vì hắn lão đầu tử này cũng không có khả năng vĩnh viễn bất tử. Ai, quên đi, con cháu tự có con cháu phúc. Trong lòng như vậy nghĩ như vậy, lão nhân gia hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói lão tuân, ngươi tự gọn gàng dứt khoát nói đi, vô luận kết quả gì, ta lão đầu tử này đều chịu đựng được. Ra ra. Nghe vậy áo phòng thí nghiệm trung niên nhân hứa tế thần sắc cả kinh nói. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên phản ứng kịp tuần lão trước câu nói kia ý vị như thế nào. Có thể bị lão nhân gia ông ta đều lấy như vậy giọng nói ra được tình hình, lại có thể giản đơn. Và lại còn rất có thể là bọn họ hứa ra không cách nào tiếp thu cái loại này. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn thần sắc không khỏi càng tái nhợt, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại tình huống này. Phải biết rằng lão nhân gia thế nhưng lúc khai quốc kỳ một vị không gì sánh được dũng mãnh thiện chiến tướng quân, kiến quốc người có công lớn, nhân dân anh hùng, năm sau mại quy ẩn, mọi việc không hỏi bảo dưỡng tuổi thọ, cho tới bây giờ cũng coi là nước Cộng hòa cây còn lại quả to mấy vị một trong.
mà lão nhân gia nhân năm mới dưới gối không thân nhân, kiến quốc sau mới lục tục nhận nuôi một nam một nữ, kế thừa kỳ y bát. Vì vậy giữa bọn họ niên kỳ thực kém có điểm đại. Con lớn nhất năm nay ước 50 xuất đầu, năm mới gian cũng như lão nhân gia vậy trong ngực có nhiệt huyết, tòng quân nhập ngũ, đền đáp tổ quốc. Hôm nay quan tới kinh thành quân khu phó tham mưu trưởng chức, tiền đồ vô lượng. Đến mức một vị khác tiểu nữ mà tắc hôm nay đang ở bộ vệ sinh nhậm chức, đứng hàng tư cục cấp. Mà như vậy chức cấp, xưng hô, nếu là ở trong mắt người bình thường có thể đã rất đáng sợ, nhưng đối với kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Hứa gia mà nói, còn chưa đủ. Căn bản không đủ để đem khởi động đến. Thủ trưởng, ta liền nói thẳng, lấy ta mấy ngày này quan sát, người bây giờ tình huống này hẳn là căn bản cũng không bệnh, mà là, trung trùng. Tuân luôn theo chậm rãi nói. Trung trùng, lão nhân gia nghe vậy thần sắc mạnh biến đổi, từ nghĩ đến từ hắn ông bạn già trong miệng, cư nhiên sẽ phun ra cái này hai chữ. Đến mức trung niên nhân kia Hứa Tế nghe vậy lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái gì? Trung trùng, làm từ nhỏ tiếp thu phương Tây tiên tiến giáo dục tẩy lễ lớn lên hắn, tuy rằng nghe qua loại này thần A, quỷ A từ ngữ, nhưng lại không thể tin kỳ thật tồn tại. Nhưng bây giờ, loại này mê tín thuyết pháp lại cư nhiên từ tuần lão trong miệng tự mình nói ra, hơn nữa ra ra hắn còn một bộ trịnh trọng như vậy, hiển nhiên hiểu rõ dáng dấp. Điều này làm cho hắn cảm giác mình nhận thức, chính gặp trước nay chưa có trùng kích. Lẽ nào quốc gia của ta thời cổ đại này mê tín, tai nạn và rắc rối thuyết pháp, có chút, lại là chân thật tồn tại. Lão Tuân, người có đúng hay không xem xóa? Ta đây đều nhanh 30 năm không đi ra khỏi kinh thành, Nam Cương này lão độc vật cũng không dám đến kinh thành nháo sự. Nhưng lúc này lão nhân gia đã nhíu mở miệng nói, nhận vì chuyện này mà có chút khả năng không lớn. Hắn chí ít đều đã có nhanh 30 năm chưa đạp ra kinh thành nửa bước, Nam Cương này lão độc vật mặc dù lá gan lớn hơn nữa, cũng tuyệt không dám tới kinh thành nháo sự. Rồi hãy nói cái này đều niên đại gì, mọi người đã sớm bắt tay giảng hòa, đương nhiên những chuyện hư hỏng kia cũng theo đó tiêu tan thành mây khói, vì vậy, cũng chân thực không cần thiết này a. Có thể ngươi lão năm đó ở Nam Cương thời gian ni. Thế mà tuần lão nghe vậy lại lắc đầu cảm thán. Nam Cương. Vân vân chờ đã, ngươi là nói năm đó chúng chiêu mà lần kia. Có thể ngươi khi đó không phải là đã ta thay ta giải quyết rồi sao? Thế nào bây giờ còn? Lão nhân gia nghe vậy thần sắc cổ quái. Cái này đều cái gì năm xưa nát vụn kê chuyện mà, cũng không biết quá đã bao lâu, làm sao sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Hơn nữa muốn thật bởi vì vài thập niên trước lần kia, đối phương lão gia hỏa kia cũng không biết chôn trong đất đã bao lâu, chẳng lẽ còn có thể đem kỳ bào đi ra nói rõ lý lẽ? Đúng vậy, bắt đầu ta cũng không nghĩ tới, nhưng trải qua ta nhiều. Thế này thiên quan sát xuống tới, hình như quả thực như vậy. Đương sơ đồ chơi kia mà được giải quyết sau, phải có cực kỳ bé nhỏ một điểm độc tàn giữ lại, theo quanh năm suốt tháng thời gian trôi qua, không ngừng lắng làm sâu sắc, hiện nay sấm đến rồi thủ trưởng ngươi cái này hai chân trong. Tuần lão nói, cũng chính là di chứng. Trung niên nhân kia Hứa Tế nghe vậy nhìn không được cau mày nói. Mọi người đều biết. Di chứng thế nhưng phiền toái nhất, bởi vì rất khó xử lý, biến số nhiều lắm. Không sai, chính là di chứng. Hơn nữa loại tình huống này nếu không nhanh chóng xử lý nói, rất có thể hậu quả sẽ thập phần phiền phức, thập phần nghiêm trọng. Tuần lão gật đầu. Cái gì, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Trung niên nhân Hứa Tế nghe vậy biến sắc, theo sát mà nhìn không được kéo tuần lão ống tay áo rung giọng nói, vẻ mặt đều là khẩn trương, cấp bách vẻ tuần lão. Người nhất định có biện pháp cứu ra ra đúng hay không? Ngài nhất định có biện pháp cứu ra ra đúng hay không? Lão Tuân, tình huống thật có nghiêm trọng như vậy. Ngược lại thì lão nhân gia không có bị hù dọa, chỉ là khẽ cau mày nói. Mặc dù nói đối phương nói quả thực rất khủng bố, có thể tình huống thực sự rất nghiêm trọng, nhưng, lão nhân gia ông ta là ai? Minh mông hoa hạ khai quốc đại tướng, cái gì chưa thấy qua? Cái gì lại không trải qua? Muốn cho hắn sợ. Chỉ bằng chính là loại sự tình này mà, rất hiển nhiên tuyệt không khả năng. Thủ trưởng, tình huống là có chút nghiêm trọng, hơn nữa đối với giải độc phương diện này ta cũng không am hiểu, chớ nói chi là cái này trung trùng độc, còn cùng phổ thông độc tố không lớn vậy. Vì vậy đến nay mới thôi ta còn không nghĩ đến cái gì có thể biện pháp giải quyết vấn đề, manh mối hoàn toàn không có. Tuần lão nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Trên thực tế liên hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới. Đều nhiều năm như vậy trước năm xưa nát vụn kê chuyện mà,
cư nhiên có thể ảnh hưởng đến ngày hôm nay, thực sự là, rất làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa cái này trung trùng độc còn quả thực rất vướng tay chân, bằng không lấy thân phận địa vị của hắn, y thuật đẳng cấp, cũng không đến mức nói ra cái loại này bảo. Liên lão nhân gia ngài đều thúc thủ vô sách, đây chẳng phải là. Trung niên nhân Hứa Tế sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác độc thoại, vẻ mặt hốt hoảng. Ai, tiểu tam nhi đừng như vậy, gia gia người ta còn chưa có chết nhi. Rồi hãy nói, sinh lão bệnh tử, các hữu thiên mệnh, lão nhân ta cũng đủ chân sống hơn trăm tuổi, cũng nên thỏa mãn. Đến mức các ngươi, luôn không khả năng muốn dựa vào ta cả đời đi. Thấy tình cảnh này, lão nhân gia trái lại đưa tay vỗ vỗ cháu mình an ủi. Gia gia, ta sẽ không ý đó. Nếu lão nhân gia ngươi an tường rời đi, mặc dù chúng ta sẽ làm bị thương tâm, nhưng cũng có thể tiếp thu, có thể đây cũng là chúng độc. Trung niên nhân Hứa Tế mười ngón run nắm lão nhân gia bàn tay, có chút nói không nên lời nói. Ai, thì dã mệnh dã, đây hết thảy bất quá là thiên nhiên quy luật mà thôi. Lão nhân gia đương nhiên cũng minh bạch bản thân tôn nhi ý tứ, nhịn không được lắc đầu, thở dài nói. Thủ trưởng, ta nói đều còn chưa nói hết ni. Tuy rằng ta bên này thúc thủ vô sách, nhưng chuyện này, lại còn có một đường sinh cơ. Ngươi còn nhớ rõ ta trước với ngươi nhắc tới vị trẻ tuổi kia sao? Có thể nhưng vào lúc này, tuần lão chợt mở miệng nói. Ngươi là nói chữa cho tốt lão đồng người trẻ tuổi kia mà. Bắc Sơn vị kia. Lão nhân gia đương nhiên còn nhớ rõ tuần lão những ngày gần đây thường xuyên nhắc tới vị trẻ tuổi kia, chị năm đó từng đã cứu tính mạng hắn lão đồng phản phệ bệnh nan y. Nhưng lại có thể có được hắn tán thưởng, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phải biết rằng mặc dù là ở thuở thiếu thời kỳ, đã bị trong ngoài nước chứa nhiều chuyên gia y học dự vi kỳ tài hắn tôn tử Hứa Tế, đều chẳng bao giờ đã bị quá đối phương như vậy tán dương, nhiều lắm cũng liền tùy tiện qua loa vài câu. Nhưng bây giờ, lấy thân phận địa vị của hắn, y thuật tạo nghệ, lại cư nhiên đối với đối phương chính là một vị trẻ tuổi như vậy để bụng, sở hữu không phải do hắn không coi trọng a. Lẽ nào, tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị vị trẻ tuổi kia, thật có năng lực giải quyết hắn hôm nay trong cơ thể phiền phức? Không sai, đúng là hắn. Tuần lão nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó có chút cảm thán vậy tiếp tục nói mặc dù có chút không dám tin tưởng, hơn nữa ta còn chưa cùng vị trẻ tuổi kia đã gặp mặt, thế nhưng, từ trước cùng hắn hai lần đó nói chuyện với nhau đến xem. Ta cho rằng vị trẻ tuổi kia y thuật rất có thể kiêu ngạo ở ta. Làm sao có thể? Tuần lão ngài thế nhưng ta Hoa Hạ y thánh đường đường chủ, hoàn toàn có tư cách xưng là thế giới y học giới trung y phương diện ngôi sao sáng, vô luận là cái gì thanh niên nhân, lại có thể cùng ngươi đánh đồng. Thế mà nói đến đây hắn chợt bị giọng nói có chút kích động trung niên nhân cắt đứt, không tin nói. Phải biết rằng nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn Hứa Tế làm quốc nội y học giới học sinh mới đại, tự nhiên cũng được cho trẻ tuổi xuất chúng cấp bậc nhân vật dẫn đầu. Nhưng bây giờ... Đường đường Hoa Hạ y thánh đường đường chủ tuần lão, lại còn nói có một vị trẻ tuổi y thuật rất có thể kiêu ngạo cho hắn, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này nếu là chuyện này là thật, đây chẳng phải là bạn cùng lứa tuổi trong lại có người y thuật so với hắn Hứa Tế càng mạnh. Mặc dù Trung Tây y khác biệt, nhưng cái này cũng làm hắn có chút không cách nào tiếp thu, cho rằng đây là chuyện không thể nào. Tiểu Tam Nhi, có thể nhưng vào lúc này, lão nhân gia chợt thần tình nghiêm túc quát một tiếng. Cả người trước cái loại này hiền lành khuôn mặt hoàn toàn không ở, giành lấy là một loại nghiêm khắc, là một loại uy nghiêm. Ta nhớ kỹ, đã từng ta hình như dặn dò qua ngươi, nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này tám chữ, lẽ nào hiện tại, ngươi đã quên? Lão nhân gia nhìn tôn tử chậm rãi nói. Đúng, xin lỗi, gia gia, ta chưa. Hứa Tế nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình, cúi thấp đầu nói xin lỗi nói. Làm Hứa gia tử tôn. Hắn đương nhiên minh bạch loại thời điểm này không có thể như vậy đùa giỡn, mà là lão nhân gia hắn thực sự có chút tức giận, cái này khiến trong lòng của hắn có chút thấp thỏm lo âu hơn, cũng không nhịn được chân chính chăm chú đang suy nghĩ. Lẽ nào, trên thế giới này thật có ta vị trẻ tuổi có thể lợi hại như vậy, kỳ y thuật có thể cùng sống hơn trăm năm tuần lão tương đương, cái này thật sự có khả năng sao? Tiểu Tam Nhi, khiêm tốn, mới có thể khiến người tiến bộ. Đây là lão tổ tông lưu cho chúng ta lời lẽ chí lý, có thể không nên quên. Hơn nữa, trong mắt ngươi, có thể y thuật của ta đã chân thật lợi hại, thậm chí đương sơ ta cũng cho là như vậy, thế mà, hiện thực lại nói cho ta biết đó bất quá là tự cao tự đại mà thôi.
Tuần lão tay khô héo chỉ nhẹ nhàng ở tiểu cái hòm thuốc trên vuốt ve, chợt khàn khàn mâu quang hơi lóe lên, rơi vào hồi ức, nói ngươi có thể tin tưởng hơn 10 năm trước, ta từng cùng 5 người đúng độ y thuật, kết quả, liên chiến liên bại, 5 chàng tất cả phụ. Hơn nữa đối phương niên kỷ đều so với ta tuổi còn trẻ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Hứa Tế nhịn không được sợ ngây người, miệng trong nháy mắt lớn lên thật lâu hợp không được. Tuần lão cùng người đúng độ y thuật, cư nhiên sẽ liên chiến liên bại, liên phụ 5 chàng, liên phụ 5 người. Điều này sao có thể? Lại còn giống như cái này bí tân. Lão Tuần người cũng là, đây đều là cái gì cổ xưa chuyện cũ. Hôm nay y thuật của ngươi, có thể không cần thiết còn có thể thua nữa bọn họ. Lão nhân gia hiển nhiên rất rõ ràng chuyện này, mở miệng cười nói rằng, bỗng nhiên lại theo thoại phong nhất chuyển bất quá lão Tuần, ngươi thật có nắm chắc người trẻ tuổi kia có thể xử lý trong cơ thể ta cái này phiền phức. Đem không nắm chặt, ta bây giờ còn khó mà nói. Nhưng ta bây giờ có thể đủ bảo chứng, vị trẻ tuổi kia y thuật kiêu ngạo ở ta, thậm chí ở có chút nghi nan tạp chứng phương hướng, còn so với ta càng mạnh. Tuần lão lần này thẳng thắn trực tiếp dùng tới giọng khẳng định. Phải biết rằng cái đó và không có thể như vậy nói lung tung, dù sao đi ngoại nhân xem chàng diệt, đi vợ trông cửa nói, vô luận là trước đồng lão ra từ cảnh giới phản phệ. Hoặc giả sau lại lĩnh nam ba tỉnh ngành đặc biệt phi báo tiểu lôi huấn luyện viên độc trong người làm, đều là hắn tuân lôn bất lực, lại bị đối phương từng bước giải quyết. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn người như thế trong mắt, sự thực nhanh hơn cái khác càng có sức thuyết phục, chớ nói chi là hắn còn từng cùng đối phương trong điện thoại có 2 lần thâm nhập giao lưu. Y đạo uyên bác như biển, biển vô tận, cho nên đối phương uyên bác y thuật học thức có thể không giả được, là hắn chính tai nghe được. Nghe thế Hứa Tế trực tiếp trầm mặc, bởi vì hắn nghe được, đối phương Tuần lão là tới thực sự. Ở trong mắt hắn, đối phương vị trẻ tuổi kia, là thật cho hắn một cấp bậc, thậm chí còn có khả năng so với hắn lợi hại hơn. Cái này, đây quả thực. Ha ha, lão Tuần, ngươi có thể không thành thật à? Xem trước khi tới ngươi kiến nghị Trác gia tiểu tử kia trao quyền cho cấp dưới đến Bắc Sơn đi, là có mục đích à? Đúng lúc này lão nhân gia bỗng nhiên nở nụ cười. Trước hắn còn buồn bực, rõ ràng đối phương dĩ vãng đối với loại này chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, có thể đoạn thời gian trước chợt có chút khác thường đưa ra kiến nghị, nhượng Trác gia tiểu tử kia trao quyền cho cấp dưới tới chỗ, mặc cho Bắc Sơn thị tân nhậm thị uy bí thư. Làm nửa ngày nguyên lai là có như thế một tay a. Kinh thành Trác gia, chính là hoa hạ có danh tiếng màu đỏ gia tộc, mặc dù so ra kém Hứa gia loại này đứng trên đỉnh phong tồn tại, nhưng ít nhất cũng có thể coi là cái nhị lưu. Cần gia tộc lão gia tử năm đó cũng là từ ta phó quốc cấp vị trí ẩn lui, hôm nay thân thể cốt coi như thân thể cường tráng, vì vậy lực ảnh hưởng không nhỏ. Mà trừ lần đó ra, lão nhân gia tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi, kỳ trưởng phu chính là Trác gia lão thái gia tứ nhi tử. Vì vậy Hứa, Trác hai nhà nhưng thật ra là thân gia. Đến mức lão nhân gia trong miệng Trác gia tiểu tử kia, còn lại là Hứa Quốc Anh trưởng phu tam ca, Trác gia lão thái gia con trai thứ ba Trác Quần. Người này năm nay vừa vặn 48 tuổi, nguyên ở quốc thổ tư nguyên bộ nhậm chức cục trường, chính trực nhiệm kỳ mới tuyển cử điều động, nếu là có thể đạt được Hứa Trác hai nhà phía sau trợ lực. Nhiều không dám nói, dù thế nào ta bộ phó bộ trưởng tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí đi lên nữa, đều có thể đủ nỗ lực tranh thủ một chút. Có thể đoạn thời gian trước cũng bởi vì Tuần lão một câu như vậy, người này cư nhiên không chút do dự tựu từ kinh thành đi tỉnh Giang Nam Bắc Sơn. Ngoài sáng thoạt nhìn, như là ở bình điều, bởi vì vô luận là địa cấp thành phố thị uy bí thư, hay là ta bộ cục trường, đều là tránh thính cấp, nhưng bởi vì người trước kỳ tính đặc thù, đính thiên cũng không tính miễn cưỡng cao điệu. Nhưng đến tột cùng cụ thể tình huống gì, phỏng chừng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lúc đầu lúc đó ta quả thực trong lòng tồn điểm tâm tư, có thể sau lại phát hiện dư thừa. Bất quá nếu công việc đem thành, coi như là tiểu bối vận khí đi. Tự nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không nắm chặt. Tuần lão nghe vậy cảm thán một tiếng nói. Người này cũng thực sự là, bất quá người nói, chúng ta lúc nào đi Bắc Sơn nhìn. Ta đầy bệnh, cũng nghiêm chỉnh làm cho đối phương thiên lý xa xôi tự mình đến kinh thành đi. Lão nhân bỗng nhiên híp mắt cười nói. Nếu còn có một tuyến hy vọng, tâm tình của hắn dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Dù sao có sợ không là một chuyện mà, có nguyện ý hay không thụ khổ. Lại là một chuyện khác mà. Lão nhân gia ông ta cũng không phải ngốc, không đáng tự ngược. Thủ trưởng, là có thể đi xem.
ngài thật đúng là đừng nói, đúng người trẻ tuổi kia ta còn thật tò mò, cũng không biết ngay mặt cùng hắn thảo luận y thuật, sẽ là như thế nào một loại cảm thụ ni. Thực sự là chờ mong a. Tuần lão nghe vậy gật đầu cười nói. Cũng ngược lại không phải là hắn cho rằng, lấy lão nhân ra thân phận địa vị, không có tư cách làm cho đối phương vị trẻ tuổi kia thiên lý xa xôi tới rồi kinh thành, vi kỳ xem bệnh. Chỉ là dù sao hôm nay tình huống có chút đặc thù, là quan hệ đến lão nhân gia tính mệnh, sự quan trọng đại, vì vậy cường đến, chọc cho người trẻ tuổi kia trong lòng không hài lòng, rất nhiều chuyện cũng liền trở nên phiền phức khó mà nói. Vì vậy tốt nhất vẫn có thể đủ tự mình quá qua bên kia một chuyến, tương đối khá. Cứ như vậy có thể biểu thị thành ý, tỏ vẻ tôn kính, thứ hai nha, quyền đương lão nhân gia đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. A, ra ra. Các người muốn đi Giang Nam, cái này không được, cái này không được. Thế mà Hứa Tế nghe vậy không khỏi lại càng hoảng sợ, vô ý thức lắc đầu, cấp vội vàng khuyên nhủ. Nói đùa, ra ra hắn hạng thân phận địa vị, hôm nay càng trọng bệnh thời kỳ mấu chốt, lại có thể nơi đi loạn. Hơn nữa coi như là đi xem bệnh, đối phương cũng liền chính là một vị trẻ tuổi mà thôi, gọi hắn đến kinh thành không phải tốt sao? Lẽ nào lấy bọn họ Hứa ra thanh uy, danh vọng? Còn đủ để đối phương chính là một người trẻ tuổi, tự mình chạy chuyến này. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Câm miệng, ra ra người hiện tại ta là đi cầu người, không có thể như vậy người khác tới cầu ta. Tiểu Tam A, đừng trách ra ra nói ngươi, ngươi ý tưởng này thật cần sửa lại, bằng không, không chừng gặp nhiều thua thiệt. Lão nhân gia sống lâu như vậy, đã sớm là người tinh, còn không biết cháu mình đang suy nghĩ gì, nhịn không được khiển trách. Thế nhưng, ra ra, nếu không theo ta ba, tiểu cô bọn họ thương lượng một chút. Muốn là bọn hắn không đồng ý. Hứa Tế nghe vậy nhìn không được cười khổ tiếp tục khuyên nhủ. Không đồng ý, ngươi để cho bọn họ lưỡng ở trước mặt ta lời nói không đồng ý thử xem. Lão nhân gia nghe vậy nhất thời nhìn không được nghiêm sắc mặt, thổi râu mép trợn mắt nói. Cái này xòe ra ý tứ hắn lão nhân nói còn không dễ xài. Không phải là. Ra ra ta không phải là ý tứ này. Ai, ta, ra ra, các người muốn đi tỉnh Giang Nam tìm vị thầy thuốc kia, nhưng phải mang ta cùng đi, nếu không, coi như ngài đánh ta, mắng ta, ta cũng phải đem chuyện này nói cho ta biết ba, còn có tiểu cô. Dù sao ta cũng không dám cầm ra ra thân thể của ngươi nói đùa a. Hứa Tế nghe vậy đầu tiên là sắc mặt hoảng hốt, nhưng theo còn là hung hăng cắn răng nói. Xem ra ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này muốn lật trời. Lão nhân gia lại tức giận. Thủ trưởng, Tiểu Tam Nhi nói không sai, cũng quả thực không có khả năng cầm lão nhân gia ngươi thân thể nói đùa. Nhưng hắn cùng nhau theo đi thôi, nói không chừng còn có thể phương tiện một ít. Thế mà tuần lão nghe vậy lại ở một bên khuyên nhủ. Được rồi, lần này nếu không có ngươi tuần gia gia ở bên cạnh khuyên, xem ta như thế nào thu thập ngươi hỗn tiểu tử này, còn dám uy hát yêu ta, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này thực sự là muốn lật trời. Lão nhân gia như trước tức giận nói, thế mà lại theo thuận can hạ. Kỳ khàn khàn đôi mắt hơi xẹt qua một tia tình cảm ấm áp. Hắn đương nhiên có thể cảm thụ được nhà mình tôn tử trong giọng nói quan tâm, là thật vì tốt cho hắn, bằng không cũng không đến mức dám như thế cùng hắn tranh luận. Làm Trần Phi làm xong hổ báo đường phòng thí nghiệm dưới đất sự kiện kia mà sau, cả người tự không thể tránh né trở nên thanh nhàn lên, bị vây thất nghiệp trạng thái, nhưng hắn nắm lấy phải không thì phải tìm giờ chuyện gì làm. Để ngừa cùng xã hội tách rời, vậy coi như thật to không ổn. Dù sao nói cho cùng hắn hiện nay cũng liền hơn 20 tuổi, đang đứng ở tốt tuổi thanh xuân thời kỳ, lại có thể cùng cái lão nhân tựa như, ngăn cách bế quan tu luyện, vậy không nín chết mới là lạ. Vì vậy đang do dự suy nghĩ sau một lúc, Trần Phi không chút do dự bắt đầu trọng thao cựu nghiệp, đầu lý lịch sơ lược, tìm làm việc. Theo lý thuyết lấy hắn bằng cấp cùng với công tác kinh lịch, lại cùng với y thuật của hắn thủ đoạn. Cũng không có một. Không, chứng minh hắn hẳn là tiếp tục làm phương diện này chức nghiệp hoặc công tác. Ít nhất, cũng phải dính dáng. Dù sao chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng hắn có thể tìm được tương đối khá công tác, hơn nữa cũng không đến mức tìm quá lao lực mà. Bằng không, lấy hắn tam lưu trường đại học văn bằng, giảng đạo lý quả thực sẽ thật có quá. Lại đi bệnh viện làm, vậy còn không như mình mở cái chỗ khám bệnh quên đi. Thế mà Trần Phi cân nhắc đến cái này, lại nhịn không được ý nghĩ trong lòng, ý niệm trong đầu đã qua bên này phiêu. Đúng vậy, nếu thật còn tiếp tục làm phương diện này nghề nghiệp nói,
vậy còn không như mình mở cái chỗ khám bệnh quên đi. Thứ nhất giản đơn bất việc mà, vô cầu vô thúc, thứ hai còn có thể thu thân dưỡng tính, rất tốt dung nhập xã hội cái này đại nhiễm hang trong, cớ sao mà không làm. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi trong lòng loại ý niệm này không khỏi mọc rễ nảy mầm lên. Bởi vì quả thật có không nhỏ được không tính. Phi ca, Phi ca, ở nơi này một ngày, Trần Phi đang ở California Hoa Viên Đại Tửu Điếm lầu 3 quán cà phê thất thần, trong lòng suy nghĩ phải như thế nào đem mở phòng khám bệnh chuyện này phó ở hành động lúc, đột nhiên đã có người tới tìm hắn. Hoàng Phong. Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện lại là Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu đang từ quán cà phê nhập khẩu tiến đến. Không chỉ có như vậy, trừ hắn ra, ở bên cạnh hắn còn theo một vị 24, 5 tuổi nữ tử, thoạt nhìn tú ngoại tuệ trong, tao nhã, rất có tiểu thư khuê các khí chất. Ngươi thế nào lúc rảnh rỗi chạy ta tới bên này? Không phải là nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đều bề bộn nhiều việc sao? Nhìn đối phương tiến lên đây, Trần Phi cười hỏi. Gần nhất Hoàng Đào Hoàng thị trưởng vừa ngồi vững vàng cái vị trí kia, chính khí thế ngất trời đầu nhập trong công việc. Bởi vậy Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu cũng không ngoại lệ, trở thành Bắc Sơn thị thế hệ trẻ chú mục chính là tiêu điểm, xã hội thượng lưu sủng nhi, khắp nơi các mặt đều muốn cùng hắn đặt lên soát lại cho đúng rồi bàn giao tình. Vì vậy người này gần nhất hẳn là rất bận rộn mới đúng, thế nào lúc rảnh rỗi tới tìm hắn. Phi ca, ngươi lời nói này. Coi như bận rộn nữa cũng không có thể đem ngài đã quên a. Ngày hôm nay ta là riêng tìm đến ngài, đây là thiệp mời, xin Phi ca ngài nhận lấy. Hoàng Phong nghe vậy tất cung tất kính nói, từ trong lòng lấy ra một chương thiệp mời giao cho đối phương. Thiệp mời, chẳng lẽ người muốn kết hôn rồi, còn không giới thiệu một chút vị này chính là, lớn lên xinh đẹp như vậy, Phong thiếu người có phúc không cạn a. Trần Phi tiếp nhận thiệp mời trêu ghẹo nói. Phi ca ngươi lại đang chê cười ta. Màu lăng đến, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Phi, Phi ca. Phi ca, vị này chính là bạn gái của ta, Dương Màu Linh. Hoàng Phong nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ nói, có chút ngượng ngùng nói. Trần, Phi ca, xin chào, ta gọi là Dương Màu Linh, các bằng hữu vậy đều trực tiếp gọi ta Màu Lăng, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Màu Linh lúc đầu muốn trực tiếp xưng hô Trần Phi tên, lại phát hiện mình nam bằng hữu. Đường đường thị trưởng con lại cư nhiên ở mạnh cho nàng nháy mắt ra dấu, chợt ngay tức khắc đổi giọng, nhiệt tình nói rằng. Cùng lúc đó, hắn còn đang len lén quan sát trước mắt nam tử kia. Phải biết rằng, coi như dứt bỏ bạn trai hắn bản thị trưởng thành phố con hiển hách thân phận, coi như hắn Dương Màu Linh bản thân, cũng là vốn là thị tổ chức bộ bộ trưởng thiên kim, thân phận không kém, không nghĩ tới bây giờ lại bị Hoàng Phong điên cuồng ý bảo tôn kính đối phương, xưng hô đối phương phi ca. Phải biết rằng tại bọn hắn cái vòng này nội, ca cái chữ này đại biểu ý tứ đã có thể bất đồng. Ý nghĩa thấp đối phương một đầu, thậm chí còn khả năng không chỉ một đầu. Nhưng vấn đề là lấy hắn nam thân phận bằng hữu, vốn là thị trưởng con, làm sao sẽ? Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi là Trần Phi. Trần Phi cười cùng với nắm tay. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phong lập tức lại mở miệng cười nói, Phi ca, là như vậy. Ba ta đây không phải là vừa thăng chức nha, lại thêm ngày hôm nay đúng lúc là hắn 45 tuổi sinh nhật, ngày tửu điếm làm một bàn, đêm nay ở Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tửu điếm. Hoàng thúc sinh nhật, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt mở thiệp mời phát hiện chính là Hoàng Đào thân thủ viết thư mời, mời hắn Trần Phi đêm nay đi Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tửu điếm ăn. Phong thiếu, ngươi nói đêm nay bữa cơm này, ta hợp đi không? Sẽ không đều là cái này Bắc Sơn đại quan tiểu quan đi. Nếu hình dạng, ta đi không phải là rất lúng túng. Thế mà theo hắn lại trần chờ một chút nói. Tuy rằng lấy hắn cùng đối phương giao tình, đối phương 45 tuổi thọ yến, tự mình rót quả thực hẳn là đi qua chúc mừng chúc mừng. Có thể vấn đề cái này nếu cái loại này quan lão ra bữa tiệc, nói thật, hắn vẫn cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác mình chạy đi hình như có chút không lớn hợp. Cái này... Mà Dương Màu Linh nghe vậy tự nhiên mạnh sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên từ đối đáp trong có thể nói ra những lời này đến. Phải biết rằng, hiện tại đây chính là đường đường thị trưởng con tự mình đến cho hắn đưa thiệp mời, mời hắn đêm nay đi tham gia tín nhiệm Hoàng thị trưởng Thọ Yến, có thể không nghĩ tới đối phương cư nhiên trần trở không nói, còn nghe khẩu khí kia lại vẫn muốn cự tuyệt. Trời ạ, phải biết rằng trường hợp này, có thể là cả Bắc Sơn thị thanh niên một đời cũng không có so với khát vọng. Gọt nhọn đầu vô luận dùng ý tưởng gì đều thầm nghĩ góp đi vào.
Nhưng bây giờ, cái này rõ ràng cùng bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm lớn Trần Phi, rõ ràng đều đã chiếm được như vậy làm người ta hâm mộ cơ hội, làm người ta hâm mộ khẳng định, lại còn do dự dự, muốn đi không muốn đi. Đây quả thực khiến hắn trăm triệu thật không ngờ, cũng vô pháp nghĩ đến. Lẽ nào hắn thật có cái gì kinh thiên lai lịch phải không? Phi ca ngươi yên tâm, bởi vì là tư nhân bữa tiệc, hơn nữa ba ta hắn cũng không muốn quá trương dương, vì vậy đêm nay mời tới đều là người quen, tỉ như Cao Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc chờ. Hoàng Phong ngay tức khắc giải thích. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ là thật sợ không làm được nhiệm vụ. Phải biết rằng trước khi tới ba hắn có thể trực tiếp cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nếu không ai không thể kháng cự nhân tố, phải đem Trần Phi Phi ca mời tới, bằng không, từ hắn Hoàng Phong dễ chịu. Dĩ nhiên, tuy rằng nói như vậy cũng chỉ là khoa trương, nhưng hắn Hoàng Phong lại rành mạch từng câu bản thân cha là nghĩ như thế nào. Phải biết rằng ngay cả cha hắn hôm nay mới ngồi trên vị trí này, có người nói đều cùng Phi ca có quan hệ, như vậy một cái siêu cấp lớn boss SS, không cùng hắn làm tốt quan hệ, lại đi theo ai làm tốt quan hệ. Ba hắn lại không ngốc, tự nhiên không gì sánh được rõ ràng minh bạch phải nên làm như thế nào. Vậy được rồi, đêm nay Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tửu điếm đúng không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng giờ tới. Nga, được rồi, cũng nhiều cảm ơn ngươi tự mình chạy như thế một chuyến. Trần Phi nghe vậy cười nói. Phi ca ngươi cái này quá khách khí. Nếu không phải vì sợ cho ngươi phiền phức, ba ta đều muốn tự mình chạy chuyến này nhi. Hoàng Phong nghe vậy có chút kích động nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể tiếp thu bọn họ Hoàng gia mời, đêm nay tự mình đi Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tửu điếm cho phụ thân hắn chúc thọ. Cái này vô luận là đối với hắn mà nói, hay là đối với hắn phụ thân mà nói, đều là giá trị phải cao hứng chuyện tình. T. Hoàng thị trưởng vốn còn muốn tự mình chạy chuyến này. Mà Dương Mầu Linh nghe vậy lại nhìn không được âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh, tú khí khuôn mặt hiện ra vẻ gây ết yêu ta sợ. Cái này, đùa giỡn đi, Hoàng thị trưởng hạng thân phận địa vị, làm sao có thể để mời một vị trẻ tuổi tới tham gia mình thọ yến, mà nguyện ý tự mình đứng ra tống xuất thư mời, phải biết rằng ý vị như thế nào, hắn cái này thì tổ chức bộ trưởng nhi tử, nhất định là lại không rõ lắm. Lẽ nào người trẻ tuổi này thật có cái gì thông thiên lai lịch, liên Hoàng thị trưởng đều chính trọng như vậy mà đợi, vì vậy bạn trai nàng Hoàng Phong mới có thể tự thủy chí trung thái độ đều khách khí như vậy, thậm chí đều có chút xưng là khách khí hơi quá. Đây quả thực, làm cho quá khó có thể tin. Đã như vậy, Phi ca ta tự không quấy rầy ngươi, ta cùng Mầu Linh tự đi trước. Buổi tối chúng ta lại hoa mẫu đơn đại tửu điếm, xin đợi đại giá ngươi. Đúng lúc này, Hoàng Phong lại một lần nữa mở miệng, dứt lời liền lôi kéo hắn cười ly khai. Thẳng đến từ California hoa viên đại tửu điếm lầu 3 quán cà phê đi tới, hắn Dương Mầu Linh mới có hơi kinh ngạc hoàn hồn, sau đó chân thực nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Hoàng Phong, vị này Phi ca hắn, đến tột cùng. Ta hôm nay là cố ý mang ngươi tới gặp hắn, để ngừa về sau ngươi ở đây không biết chuyện tình huống dưới, trêu chọc đến trên đầu hắn. Hoàng Phong nói rằng, Dương Mầu Linh nghe vậy ngẩn ra, nhịn không được xen lời hắn Hoàng Phong, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Mau nói cho ta biết hắn đến tột cùng lai lịch gì, chẳng lẽ là kinh thành một vị đại thiếu? Được rồi, đừng đoán bậy, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết Phi ca cụ thể lai lịch gì, bởi vì ta cũng chỉ biết là một góc băng sơn. Bất quá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là chỉ cần Phi ca một câu nói, mặc kệ đối phương là ai, ba ta đều biết không chút do dự đem hết toàn lực chống đỡ hắn. Lời này là hắn tự mình ngay trước mặt ta mà nói. Hoàng Phong do dự một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu không phải là bởi vì Dương Mầu Linh bây giờ là bạn gái của hắn, như vậy cơ mật chuyện tình, hắn không có khả năng nói ra. T. Dù là Dương Mầu Linh tại đây Bắc Sơn Thị Nha nội vòng coi như là một vị nữ sừng mà, nhưng hắn nghe được Hoàng Phong lời này cũng vẫn là không nhịn được choáng váng, ngơ ngác cũng hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng từ trước quốc nội quan trường vòng tròn nội nói chuyện đều rất ý tứ, phàm là nói đều là nói phân nửa, lưu hữu chỗ trống. Nhưng bây giờ, đường đường Hoàng thị trưởng lại cư nhiên chính mồm nói ra cái loại này nói, thậm chí ngay cả đem hết toàn lực loại này từ nhi đều dùng đến. Có thể nghĩ, nếu là có người đắc tội Trần Phi, tất nhiên sẽ thừa thụ Hoàng thị trưởng lửa giận. Phải biết rằng đây chính là Hoàng thị trưởng A. Năm ấy 45 tuổi an vị lên địa cấp thành phố vị trí thị trưởng,
hoàn toàn có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung, chớ nói chi là sau lưng của hắn còn là bản tỉnh số 2 lãnh đạo. Như vậy thời gian, bối cảnh cũng không thiếu, trời biết 5 năm 10 năm sau, đối phương có thể đạt tới trình độ nào, chỉ nghĩ muốn liền có thể sợ. Nhưng bây giờ, càng chuyện đáng sợ lại xảy ra, bởi vì Hoàng thị trưởng cư nhiên chính mồm nói ra cái loại này nói. Đắc tội Trần Phi chính là đắc tội hắn. Đây quả thực làm cho khó có thể tin a. Như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng, ngay sau đó đó là buổi tối Hoàng Đào Hoàng thị trưởng 45 tuổi sinh nhật thọ yến. Cứ việc lấy hắn hiện tại hôm nay thân phận cao độ, hoàn toàn bị thụ toàn bộ Bắc Sơn thị cao tầng, thượng lưu vòng tròn quan tâm, nhưng trên thực tế hắn lần này sinh nhật tiệc tối lại cực kỳ điệu thấp, không chỉ có chính phủ đại viện rất nhiều người cũng không biết, chỉ có Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp chờ hiểu rõ mấy thập niên lão bằng hữu, cộng thêm chân chính thân tín cùng tụ một đường, bày một ít rượu đậu coi như. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra còn có một cái ngoại lệ, đó chính là Trần Phi. Sợ rằng vô luận là Chu Thiên Diệp hay là Cao Chí Nam, hay hoặc là Hoàng Đào cũng không có so với chờ mong vị kia đến. Bởi vì không phải không thừa nhận, mặc dù là lấy thân phận của bọn họ, cũng rất rõ ràng Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân ý vị như thế nào, ý nghĩa có thể làm tốt quan hệ, tốt nhất trải qua toàn lực làm tốt quan hệ. Dù thế nào tương lai quyết sẽ không hối hận cũng được. Vì vậy căn cứ vào đã ngoài nguyên do, nếu không phải sợ tự mình đi cửa tiệm rượu chờ quá mức rêu rao, chỉ sợ bọn họ ba đã sớm tâm tư không ở nơi này sinh nhật tiệc tối mặt trên đi. Mặc dù làm đêm nay đại thọ tinh, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng cũng là như vậy. Dù sao hắn thấy, sinh nhật loại vật này một năm tự có một lần. Thế mà Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, thần tiên vậy tồn tại, chỉ sợ hắn đời này cũng chỉ có thể gặp như thế một cái, như vậy thục khinh thục trọng, không phải rất rõ ràng. Mà ở nhìn thấy Hoàng Đào Hoàng thị trưởng, Chu Thiên Diệp Chu Cục hai vị lão lãnh đạo cũng như cái này không yên lòng, lần bàn tiệc rượu trên này hai người thủ hạ chính là dòng chính tuy rằng nghi hoặc không giải thích được, nhưng rất thông minh chưa có bất kỳ biểu hiện ra ngoài, trái lại tận lực biểu hiện vô cùng náo nhiệt, hoan thanh thiếu ngữ, khiến hiện trường cái này mới không còn thoạt nhìn có chút tẻ ngắt. Bất quá bọn hắn những người này tinh tựa hồ cũng nhìn ra, vô luận là Hoàng thị trưởng hay là Chu Cục trưởng, thậm chí vị kia vốn là thủ phủ Cao Chí Nam, hình như đều ở đây chờ một người. Có thể đến tột cùng là người thế nào? Đáng giá bọn họ ba vị trịnh trọng như vậy mà đợi, lẽ nào, chẳng lẽ là mới tới vị kia số một lãnh đạo? Nếu thật là nếu cái này, Hoàng Đào cái này phe quan viên nhìn không được trong nội tâm kích động, vui vẻ vạn phần, bởi vì nếu là vị kia đêm nay thực sự tới nơi này loại lén trường hợp, ý vị như thế nào, quả thực không cần nói cũng biết. Thế mà bọn họ nhưng không biết tự mình nghĩ xóa, Hoàng Đào đám người sở chờ cũng không phải vị kia số một lãnh đạo, mà là một vị tuổi quá trẻ thanh niên nhân. Vì vậy nếu là chờ bọn hắn như thế này biết chân tướng của chuyện, sợ rằng tất nhiên sẽ thất kinh đi. Lão Hoàng, bạn học cũ, đêm nay Trần Tiên Sinh hắn thực sự sẽ đến. Tửu điếm chủ tịch vị Hoàng Đào, Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp ba người một bàn, hơi chút trống ra một nửa vị trí, chỉ thấy bây giờ Cao Chí Nam thấp giọng nói. Thế nào, người còn không tin, buổi trưa ta nhường Tiểu Phong đi đưa mời THIO ta, nếu không phải sợ quá rêu rao, ta đều muốn tự mình đi. Hoàng Đào nhẹ giọng nói. Không phải là không tin, mà là cái này không quá lâu không Trần Tiên Sinh, có chút kích động sao? Cao Chí Nam ngay tức khắc giải thích. Dứt lời, hắn hơi dừng lại một chút, lại nhịn không được lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, nói trước ta không phải là với các ngươi đề cập qua, Hương Cảng hào môn vọng tộc Trần gia, đến chúng ta Bắc Sơn tới. Lúc đầu lúc đó ta còn có chút buồn bực, bọn họ chạy tới chúng ta Bắc Sơn loại này nghèo núi vùng đất hoang làm gì? Kết quả hai ngày trước bọn họ không cẩn thận bị ta mò lấy một tia ý, các ngươi sai, là bởi vì ai? Chẳng lẽ là bởi vì vị kia, Trần Tiên Sinh? Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời nhìn không được cả kinh nói. Hắn lại không phải người ngu, Cao Chí Nam đều nói được như thế minh bạch, hắn há có thể không đoán ra được. Không sai, chính là bởi vì Trần Tiên Sinh. Không nghĩ tới Trần Tiên Sinh đều có thể ảnh hưởng đến Hương Cảng Trần gia cái loại này hào môn vọng tộc. Phải biết rằng mặc dù là ta hiện tại thủ hạ sản nghiệp, cùng đối phương so với, đều là hoàn toàn gặp sư phụ, không có chút nào có thể sánh bằng tính. Cao Chí Nam nghe vậy phải cảm thán. Hắn là thương nhân, vì vậy càng có thể cảm nhận được Hương Cảng Trần gia cái kia đẳng cấp, ý vị như thế nào. Ý nghĩa tối thiểu hùng cứ Hương Cảng quốc tế hóa đại đô thị nội tình cùng thực lực, cùng Bắc Sơn loại này thâm sơn cùng cốc hoàn toàn bất đồng,
có thể nói hoàn toàn không ở một tầng thứ. Trần tiên sinh loại này đô thị kỳ nhân, chính mình lớn hơn nữa lực ảnh hưởng, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Được rồi, lại kiên trì Vân. Vân chờ đã, đi, Trần tiên sinh nếu nói đêm nay sẽ đến, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hoàng Đào híp mắt cười nói. Cùng lúc đó, Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm lầu một phòng khách, Trần Phi lúc đầu chuẩn bị đi làm thang máy, chợt gặp gỡ người quen. Trần Phi, là ngươi. Chỉ nghe được hắn bên tai truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc. Trần Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa tửu điếm khu nghỉ ngơi vực, đang có một vị thoạt nhìn thật cao tráng tráng tuổi nhỏ người chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhất thời ngoài ý muốn nói Trương Long, là ngươi. Đối phương vị kia thật cao tráng tráng tuổi nhỏ người lại là hắn thời trung học bạn học, lúc đó bọn họ chơi được thập phần tốt, bình thường cãi nhau ầm ĩ, nửa đêm lén đi ra ngoài internet lên mạng các loại, đều là rất chân quý hồi ức. Nếu không phải là bởi vì đối phương bọn họ hình như đột nhiên xảy ra vấn đề gì, cấp 3 năm ấy trực tiếp mất tích, bọn hắn bây giờ nhất định sẽ vẫn liên hệ xuống phía dưới, quan hệ cũng sẽ rất tốt. Quả thật là ngươi, ngươi cũng tới cái này ăn. Không nghĩ tới chớp mắt một cái đều đã nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi vẫn không thay đổi, dài không cao, ha ha ha. Gặp quả thật là Trần Phi, Trương Long nhịn không được trêu chọc giọng trong mang theo một tia cảm thán nói. Nhớ năm đó, Trần Phi thế nhưng hắn thời trung học bằng hữu tốt nhất, chỉ là bởi vì sau lại nhà bọn họ xảy ra một ít chuyện, phải ly khai Thành Dương huyện một đoạn thời gian. Cũng tốt muốn chính thức từ đó về sau, giữa bọn họ liên hệ cũng liền chặt đứt. Hắn từng rất nhiều lần trở lại Thành Dương huyện muốn phải tìm, lại phát hiện đối phương cũng ly khai Thành Dương huyện, ảnh tin hoàn toàn không có, cho tới hôm nay. Bản đại thiếu thân cao 1m8, vậy là đủ rồi, rất thỏa mãn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, năm đó không lên tiếng không giận nổi tựu tiêu thất, hiện tại không sao chứ. Trần Phi ngón tay nắm thành quả đấm đánh đối phương vai, cười hỏi. Hắn không ngốc. Minh bạch đối phương toàn ra đột nhiên tiêu thất khẳng định chuyện ra có nguyên nhân. Ừ, không sao. Trương Long nghe vậy hít mũi một cái, đột nhiên cảm thấy mắt có chút đỏ lên. A Long, Di, Trần Phi các ngươi quen nhau. Đúng lúc này, lại có một đạo kinh ngạc giọng nữ truyền đến. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, theo không khỏi thần sắc trở nên có chút cổ quái Triệu Nhạc, các ngươi. Hắn vẻ mặt hiệp xúc đánh giá hai người này, phát hiện mình hình như trong lúc vô tình đã biết cái gì chuyện thú vị. Tiểu Nhạc, đây là ta cao trung bạn học, các ngươi quen nhau. Trương Long cũng là có một ít thần sắc ngây ngốc nói. Không nghĩ tới lão bà mình, cư nhiên hình như cùng Trần Phi nhận thức. Đương nhiên biết, hắn là ta bạn học thời đại học, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đều đang nhận thức a. Triệu Nhạc ăn mặc một thân cực kỳ giỏi giang tây trang phục sức. Có chút ngoài ý muốn cảm thán nói. Không nghĩ tới lão công mình cư nhiên cùng Trần Phi là cao trung bạn học, thế giới này, có đôi khi thật đúng là tiểu A. Đó là, quả thực ngay thẳng vừa vặn, bất quá, hai vị như vậy trai tài gái sắc, có đúng hay không rất nhanh thì có thể uống rượu mừng. Trần Phi tế mi lộng nhãn trêu ghẹo nói, dù thế nào mọi người đều là người quen, có thể giúp đỡ lạc. Rượu mừng, không có ý tứ, ngươi sợ rằng được thất vọng rồi. Bởi vì chúng ta đã bày quá tiệc rượu, kết hôn rồi. Bất quá tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, đoạn thời gian trước muốn liên lạc với ngươi cùng Hoa Chí Nam, lại phát hiện các ngươi đều thần bí mất tích, cũng không biết có phải hay không là cùng nhau ước hẹn. Triệu Nhạc nghe vậy bĩu môi bất mãn nói, trong giọng nói vẫn có theo quan tâm. Ngươi nói ta cùng kẻ dối trá, vậy hẳn là tháng trước đi. Hại chết, mấy ngày nay quả thực đột nhiên đụng với chuyện này, không có ở Bắc Sơn. Thực sự là đáng tiếc. Trần Phi nghe vậy vỗ ót một cái, có chút áo não nói. Đối phương nói không phải là hắn đi Ma Cao mấy ngày nay sao? Được rồi, người không có tới, lễ vật phải cho chúng ta lưỡng bổ túc. Hơn nữa người cùng A Long còn là cao trung bạn học, càng chạy không được. Triệu Nhạc nghe vậy lập tức nói. Không sai, ta và Tiểu Nhạc đời này cứ như vậy một lần kết hôn tiệc rượu, xuống lần nữa lần phải đợi được cháu ngươi ra đời. Lễ vật phải bổ túc, không có khả năng chạy. Trương Long nghe vậy cũng cười trêu ghẹo nói, cảm giác loại cảm giác này thực sự tốt. Hành 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 đi, đừng nói nhất kiện, trở về bản đại thiếu nhận chân chân đi cho các ngươi chuẩn bị 3 món lễ vật, bảo quản các ngươi thỏa mãn, được chưa? Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc giờ cùng con gà con tựa như, ôm bộ ngực nói. Cái này còn không sai biệt lắm.
Trương Long nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn không được hỏi, bất quá tiểu tử ngươi đêm nay đến bên này tới làm gì? Ăn. Phải biết rằng cái này Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm thế nhưng Bắc Sơn thị nổi danh cấp 5 sao đại tửu điếm, món ăn Trung Quốc hiến hội cái gì tặc đắt, hơn nữa hắn nhớ kỹ bản thân người bạn tốt này cao trung thời điểm ra cảnh, cũng không giống như tốt, chẳng lẽ là hiện tại trộn ra mặt. Ừ, là tới ăn cơm, ta có vị thúc thúc ngày hôm nay ở bên cạnh bầy thọ yến. Ngươi không nói ta đều nhanh quên, bất quá hai người các ngươi chạy tới bên này làm gì, cũng là tới ăn cơm. Nhìn ngươi thế nào các lưỡng trước sắc mặt cũng không quá quan tâm tốt, là gặp gỡ chuyện gì? Trần Phi gật đầu, lại hỏi. Trên thực tế, trước hắn tự quan sát được Trương Long, Triệu Nhạc hai người lúc này tuy rằng trên mặt đều cười, nhưng vô luận là trước, hay là hiện tại, kỳ hai người giữa hai lông mày cũng sẽ có không tản ra tích tụ. Vì vậy hắn mới có cái này hỏi, nếu là đối phương hai người thật gặp gỡ vấn đề gì, không nói những thứ khác, chỉ bằng quan hệ giữa bọn họ. Cần hỗ trợ. Khẳng định phải hỗ trợ a. Ai, quả thực gặp gỡ một ít chuyện hư hỏng mà, chỉ là đối phương địa vị có chút. Quên đi, không nói cũng được. Vừa nghe đến Trần Phi nhắc tới cái này cha, Trương Long nhất thời nhìn không được mặt lộ vẻ phức tạp, sau đó lắc đầu thở dài nói. Tuy rằng Trần Phi thoạt nhìn hôm nay tựa hồ lẫn vào không tệ, nhưng trong mắt hắn, vậy cũng tự chuyện như vậy mà bây giờ tìm hắn phiền toái tên kia lại địa vị không bình thường, có thể 5 lần 7 lượt nói động cục vệ sinh. Phòng cháy chữa cháy đại đội đến bọn họ thuốc thiện tiệm tìm phiền toái, hơn nữa hôm nay ăn tướng còn khó coi như vậy. Cái gì không nói cũng được, người cũng chớ xem thường ngươi vị này cao trung bạn học, nói không chừng, bọn họ thật có biện pháp có thể giúp chúng ta. Thế mà Triệu Nhạc nghe vậy lại ngay tức khắc lớn tiếng nói. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ trước đó vài ngày học chuyện xe, minh bạch Trần Phi cũng không phải người thường, trong tay năng lượng rất lớn. Nói không thấp là có thể bang trợ vợ chồng bọn họ đi ra lần này khốn cảnh, cho nên hắn dĩ nhiên muốn thường thử một chút, chí ít, dù sao cũng phải hỏi một chút rồi hãy nói. Tiểu Nhạc, người xác định Trần Phi hắn có thể giúp bọn ta. Triệu Long nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới vợ mình cư nhiên sẽ nói ra những lời này. Phải biết rằng, vợ hắn cũng có thể rất rõ ràng đối phương địa vị, có thể làm cho khu cục vệ sinh, khu phòng cháy chữa cháy đại đội cũng như cái này nể tình. Đối phương sợ rằng chí ít đều là khu thậm chí bên trong thành phố cái cấp bậc đó. Mà Trần Phi hôm nay tuy nói hình như lẫn vào không sai, nhưng cùng loại cấp bậc đó so với. Chỉ sợ cũng không có gì có thể sánh bằng tính. Đồng thời đương sơ hắn cùng Trần Phi quan hệ tốt, vì vậy nếu không phải nắm chặt 10 phần, hắn thật không muốn đối phương xen vào đến cái này tranh vũng nước đục trong. Không muốn đối phương bởi vì hắn chọc đại phiền toái. Cái này, ta... Triệu Nhạc nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, lúc này mới hồi tưởng lại trước lão công mình đối với đối phương người kia phán đoán. Phải biết rằng vậy cũng chỉ ít có thể ở khu cấp bậc có mặt mũi đại nhân vật, tuy nói ở hắn khái niệm trong Trần Phi cũng không phải người bình thường, chính mình rất lớn năng lượng. Nhưng cái này năng lượng ghê gớm thật tới trình độ nào, hắn kỳ thực cũng không biết, càng không dễ nói. Hơn nữa hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng quả thực cũng đúng, Trần Phi hiện nay mặc dù có nửa mặt mũi, lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so qua khu phía trên đại nhân vật đi. Nhất niệm đến nước này, hắn không khỏi thần sắc có chút hốt hoảng nói vậy nếu không đừng nói là. Quên đi, Trần Phi việc này chuyện không liên quan tới ngươi mà, ngươi cũng đừng theo mù xen vào, đến lúc đó cho ngươi gây phiền toái sẽ không tốt. Này, ta nói các ngươi lưỡng cũng quá nhìn không thấy ta đi. Cái gì gọi là ta cũng đừng theo mù xen vào, Triệu ủy viên văn nghệ, lời này cũng chính là ngươi nói. Bằng không đổi thành cái khác những tên kia, ta khẳng định quay đầu bước đi, cũng không mang do dự. Trần Phi nghe vậy tức giận nói. Ai nha, người biết ta không phải là ý đó. Bất quá chuyện này thực sự rất phiền toái, quên đi, người thật muốn biết ta đây sẽ nói cho người biết đi. Triệu Nhạc nghe vậy có chút hốt hoảng khoát tay áo, sau đó như là muốn biểu đạt mấy ngày này trong lòng ủy khuất vậy, thẳng thắn toàn bộ thác suất nói A Long trong nhà kinh doanh một nhà thuốc thiện tiệm. Bởi vì là tổ truyền tay nghề, gần đây lại phong thủy thay phiên chuyển vận khí không tệ, đại buôn bán lời không ít tiền, cũng chuẩn bị nếu mở chi nhánh, nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng bị người theo dõi. Theo dõi, ngươi là nói có người đánh A Long nhà thuốc thiện tiệm chú ý. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày. Không sai, trước có người tới tìm ta, nhường ta hoặc là 100 vạn đem thuốc thiện tiệm còn có phương thuốc tất cả đều bán cho bọn hắn, hoặc là cho ta 30 vạn, nhập cổ 70%.
đây quả thực là minh cướp, vì vậy ta cự tuyệt, kết quả từ đó về sau khu cục vệ sinh, phòng cháy chữa cháy đại đội luôn luôn sẽ tiệm chúng ta tìm phiền toái, khiến cho hiện tại sinh ý đều không pháp làm, thực sự là đáng ghét. Trương Long gặp thê tử đều đã toàn bộ thác suất, cũng hiểu được không có gì hay ẩn núp, tức giận mở miệng nói. Thực sự là buồn cười. Vậy các ngươi hôm nay tới nếu? Trần Phi nghe vậy cũng là tức giận nói. Chúng ta hôm nay tới. Triệu Nhạc cùng với Trương Long hai người đối diện một phen, người sau chậm rãi nói bên kia đã cho chúng ta tối hậu thư, nhượng chúng ta làm ra tuyển trạch. Vì vậy chúng ta ngày hôm nay tại đây xiêm áo một bàn, xem có thể hay không bàn lại đàm. Nói chuyện, quả thực hẳn là nói chuyện, A Long, Triệu ủy viên văn nghệ các ngươi yên tâm đi. Như thế này các ngươi cứ yên tâm lớn mật theo chân bọn họ đàm, chỉ cần bọn họ dám làm ẩu, hoặc là đàm băng, gọi điện thoại cho ta, để ta giải quyết. Trần Phi nghe vậy trực tiếp giọng nói trịnh trọng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn từ không hy vọng cầm trong tay mình năng lực đi trái pháp luật phạm húy, nhưng nếu là người khác lấy cái này tới tìm hắn bằng hữu phiền phức, hắn tự nhiên sẽ không nhẫn, cũng không cần nhẫn. Trần Phi, người xác định, Triệu Nhạc nghe vậy thần sắc vui mừng nói. Nếu Trần Phi thật không có theo chân bọn họ đùa giỡn nói, vậy thật sự là quá tốt. Viết, Cao Bồi, chúng ta đi lên trước, đợi nếu là có sự tình. Gọi điện thoại cho ngươi. Rất hiển nhiên, nghe giọng nói kia Trương Long còn chưa phải là có chút không tin Trần Phi. Dù sao hắn thấy, đối phương thế nhưng chỉ ít chính mình khu cấp bậc lực ảnh hưởng, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện tự có thể giải quyết. Vì vậy hắn không muốn để cho bản thân cao trung thời kỳ hảo bằng hữu. Bởi vì mình, mà mạnh mẽ đi gây phiền toái. Thực sự không cần thiết. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng tự nhiên nhưng mà đã biết vị thời trung học hảo bằng hữu trong lòng là thế nào dạng nghĩ, không khỏi lặng lẽ cho Triệu Nhạc đánh một cái nhan sắc. Người sau nhất thời tỉnh ngộ lại, chớp nháy mắt, ý bảo mình biết rồi. Không thể không nói, tướng tương đối hắn còn là càng muốn tin tưởng Trần Phi. Bởi vì đã nhiều năm như vậy cởi xuống. Đối phương hình như thật không vậy cái loại này nói mạnh miệng người. Đã như vậy, ta cũng đi lên trước, nhớ kỹ có việc nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Trần Phi theo ngồi vào thang máy. Hoa mẫu đơn cao tầng ta đại hình phòng nội, Hoàng Phong cùng với Dương Mầu Linh chính ở ngoài cửa yên lặng chờ. Rất hiển nhiên, mặc dù đã từ Hoàng Phong nơi ấy biết được Trần Phi lợi hại, nhưng ở nhìn thấy đêm nay trọng yếu như vậy trường hợp, đối phương lại còn dám tùy tùy tiện tiện muộn. Cái này để cho nàng không thể không bội phục. Quả nhiên có thể bị bạn trai nàng xưng là ca người, quả thực không giống bình thường. Làm người ta líu lưỡi. Phi ca ngươi đã đến rồi. Đột nhiên đứng ở hắn bên cạnh Hoàng Phong vẻ mặt nhiệt tình nụ cười nghênh hướng thang máy, chính là Trần Phi cuối cùng đã tới. Các ngươi thế nào tại đây? Xin lỗi, bắt đầu ở phía dưới gặp gỡ hai vị bạn học cũ, không chú ý tự trì hoãn một hồi. Trần Phi nhìn thấy Hoàng Phong cùng với Dương Mầu Linh cư nhiên canh giữ ở phòng ngoại chờ hắn, nhất thời có chút ngượng ngùng cười nói. Vươn tay về phía trước, theo chân bọn họ cầm. Đâu, Phi ca đêm nay ngươi có thể tới, ba ta hắn đêm nay khẳng định tựu cao hứng nguy. Hoàng Phong tuy rằng đắc thị trưởng con, nhưng ở Trần Phi trước mặt nhưng cũng đàng hoàng quá phận, cung kính nói. Thấy tình cảnh này, Dương Mầu Linh nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã. Cảm giác mình bạn trai này có đúng hay không có chút quá mức, chợt con ngươi đảo một vòng nói Hoàng Phong, ngươi xem nếu không trước hết mời Phi ca đi vào. Tại đây cửa giống như nói cái gì? Đúng, ngươi nhìn ta đây khẩn trương. Phi ca, đến, mời đến. Hoàng Phong vỗ vỗ trán của mình, vội vã đẩy ra phòng cửa làm ra một cái tư thế mời. Thấy tình cảnh này, phòng nội mọi người tự nhiên trong nháy mắt có phát hiện, đều đứng dậy. Trong lòng dự đoán theo chắc là vốn là mới tới vị kia số một lãnh đạo tới. Bằng không, đêm nay trọng yếu như vậy trường hợp, tại đây Bắc Sơn Thị, hữu khởi có những người khác dám muộn. Có thể tiếp, làm một vị thập phần gương mặt trẻ tuổi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, làm bọn hắn hầu như tất cả mọi người trên mặt thần sắc ngây ngẩn cả người. Cái này vãi xòe ra tình huống. Không phải là Trác bí thư muốn tới sao? Thế nào? Đi như thế nào tiến đến một thanh niên nhân? Nhất thời ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên thập phần cổ quái, thậm chí ngay cả lúc này mọi người đứng dậy, bưng ly rượu, vốn là muốn hỏi hậu vốn là số một lãnh đạo một màn kia, cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Bất quá hôm nay có thể đi tới, cũng đều là người thông minh, rất có biện pháp,
trong nháy mắt lại ngay tức khắc không để lại dấu vết nhiệt tình nói chuyện với nhau, làm bộ đứng dậy kính cái khác bàn rượu cái gì, tránh cho xấu hổ. Nhưng ngay khi tiếp, lại khiến mọi người tại đây sợ ngây người một màn xảy ra. Bởi vì, khi nhìn rõ Sở vị trẻ tuổi kia khuôn mặt sau, Hoàng Đào, Cao Chí Nam, Chu Thiên Diệp cái này ba vị cư nhiên kích động đứng dậy, ba người nhất tề đi nhanh hướng về đang ở cửa Trần Phi đi đến. Tốc độ tương đương nhanh. Trần tiên sinh người khỏe, ta là Chu Thiên Diệp, biệt lai vô dạng. Chỉ thấy ba người đi tới Trần Phi trước mặt, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đầu tiên vươn tay ở Trần Phi cầm, sau đó cấp tốc thu hồi, theo sát mà Cao Chí Nam cũng đưa tay ra cùng Trần Phi cầm, cười nói Trần tiên sinh, đã lâu không gặp. Người khỏe. Thấy tình cảnh này, cả căn phòng nhỏ bên trong đại sảnh nhất thời rơi vào quỷ dị vắng vẻ. Hầu như tất cả mọi người dùng một loại thấy quỷ dường như thần sắc mãnh chành theo Trần Phi xem. Ta, ông trời của ta, phải biết rằng đây chính là cục trưởng thị công an cục Chu cục, cùng với vốn là không thể nghi ngờ đệ nhất thủ phủ Cao Chí Nam. Có thể bọn họ hiện tại lại cư nhiên dùng loại giọng nói này, loại này thái độ cung kính, cùng một vị trẻ tuổi nói. Có vài người nhìn không được hung hăng nhéo nhéo mặt mình, tê, không phải là đang nằm mơ. Các ngươi khỏe. Thế mà càng làm những người đó kinh điệu cầm chính là, Trần Phi nghe vậy cư nhiên, cũng chỉ là nhạt cười cười, thì xong rồi, thì xong rồi. Ta vãi tiểu tử này cho là hắn là ai? Lại dám dùng như vậy giọng nói, thái độ cùng vốn là thủ phủ, cùng với hệ thống công an một tay như vậy chào hỏi, óc bị lừa đá. Hoàng thúc, chân thực không có ý tứ. Vừa rồi tại hạ mặt gặp gỡ hai vị bạn học cũ, nhịn không được nhiều hàn huyên một hồi, tựu đến muộn. Tại đây ta trước chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, phúc thọ an khang, con đường làm quan thuận lợi. Nhưng ngay khi tiếp, Trần Phi trực tiếp chuyển hướng Hoàng thị trưởng ngượng ngùng cười cười. Mà một màn này, trực tiếp lại để cho mọi người tại đây sợ ngây người. Phải biết rằng, nghiêm ngặt lại nói tiếp, đêm nay đang ngồi đều là Hoàng Đào dòng chính, vòng tròn nội quan. Nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi lại dám dùng như vậy tùy ý giọng nói, thậm chí hoàn toàn bình đẳng tư thái theo chân bọn họ đỉnh đầu bo SS nói như thế, cái này để cho bọn họ há có thể không ngốc, há có thể lưu lại. Thế nhưng kinh người hơn còn ở phía sau, gặp Trần Phi chủ động muốn bản thân chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Hoàng Đào nhịn không được thần sắc vô cùng kích động, vội vàng vươn hai tay cầm thật chặt Trần Phi tay, thái độ phá lệ khiêm tốn, nhiệt tình nói rằng Trần tiên sinh ngươi lời nói này. Ngài trăm việc trong đêm nay còn có thể đến, cũng đã là ta Hoàng Đào vinh hạnh. Phi thường cảm tạ, vô cùng cảm kích. Loảng xoảng làm. Cũng không biết là ai không cẩn thận nâng cốc bôi hoặc là cái gì kim loại khí cụ đổ, nhưng bây giờ đi xong toàn bộ không người để ý cái này. Ta, ông trời của ta, bọn họ giờ này khắc này gặp được cái gì? Gặp được bọn họ ở đây tất cả mọi người đỉnh đầu đại bo SS, cái này Bắc Sơn thị hai thủ lĩnh truyền. Cư nhiên ở một vị trước mặt người tuổi trẻ như vậy, khiêm tốn nhiệt tình đến loại trình độ này. Còn cái gì vinh hạnh tất cả đi ra? Hiện tại ở đây mọi người, nhất là Hoàng Đào Hoàng thị trưởng dòng chính cũng không nhịn được cả người đang run, mâu quang rơi vào trương tuổi còn trẻ trên khuôn mặt, liều mạng đem nhớ kỹ. Nói đùa, bọn họ hiện tại mặc dù là dùng đầu ngón chân muốn, đối phương vị trẻ tuổi kia tuyệt đối lai lịch thông thiên, dù thế nào không là bọn hắn loại tầng thứ này có thể tưởng tượng. Chỉ cầu về sau đừng mặc danh kỳ diệu trêu chọc đến đối phương được rồi, không, là tuyệt đối không có khả năng trêu chọc người như thế, tuyệt đối. Ta, ông trời của ta. Hiển nhiên mọi người tại đây tối có điều cảm thán, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phong nữ bằng hữu Dương Mầu Linh. Bản trước khi tới hắn còn vẫn cho rằng, mặc dù đối phương lai lịch không nhỏ, có thể người đường đường địa cấp thành phố thị trưởng công tử thân phận, cũng không đến mức như vậy a. Hắn cảm giác quá mức, nhưng bây giờ hắn mới biết được, không phải là bạn trai nàng đối với đối phương quá tôn kính, mà là cái này phải là chuyện đương nhiên sự tình. Phải biết rằng Chu cục trưởng, Cao tổng, thậm chí Hoàng thị trưởng đó là hạng thân phận địa vị, tại đây Bắc Sơn nói là có thể nói một không hai, hồ phong hoán vũ đều không quá đáng. Mà bây giờ bọn họ lại toàn bộ đều đúng một vị trẻ tuổi như vậy tôn kính, như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Không ít người đều cổ họng chật vật nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới hôm nay vốn là vội tới lãnh đạo chúc thọ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy loại này tràng cảnh. Quả thực chấn động. Ba, người xem chúng ta đứng ở nơi này cửa cũng không phải chuyện này, có đúng hay không cần nhượng phi ca tiến nhập ăn cái gì? Hoàng Phong cười chen miệng nói. Không sai, không sai.
Hoàng Đào chừng con trai mình liếc mắt, nhưng vẫn là ngay tức khắc cười mời Trần Phi ghế trên Trần tiên sinh, đến, xin theo ta đi chủ tịch vị ngồi đi. Theo ta cùng lão Cao, còn có lão Chu ba người, chúng ta đều chờ ngươi ghế trên đi. Ngạch! Nghe nói như thế, ở đây mọi người lại nhìn không được biến sắc, miệng há thật lớn, căn bản hợp không hơn. Nhất là Dương Mầu Linh, đến bây giờ hắn rốt cục có thể lý giải, trước bạn trai hắn Hoàng Phong nói với hắn câu nói kia, kỳ hàm nghĩa sâu đậm khắc lại. Chỉ cần phi ca một câu nói, mặc kệ đối phương là ai, ba ta đều biết không chút do dự đem hết toàn lực chống đỡ hắn. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở Trần Phi trước mặt, Hoàng thị trưởng hình như là thật đem mình làm là thuộc hạ nhìn, mà Hoàng Đào là ai? Đây chính là vốn là thị trưởng, đường đường chánh thính cấp cán bộ. Vốn là không thể nghi ngờ số 2 lãnh đạo. Ghế trên, đừng, ta cùng Phong thiếu tùy tiện tìm cái vị trí ngồi bên cạnh được rồi. Nếu không ngươi những tên kia nhãn thần đều nhanh đem ta đốt sạch sẽ, ta có thể không làm được. Phong thiếu, Mầu Linh, đi, chúng ta đi ngồi bên kia. Trần Phi nói xong trực tiếp lôi kéo người đi, không để cho Hoàng Đào có cơ hội phản ứng. Thấy tình cảnh này, hiện đang lúc mọi người lần thứ hai không nói gì. Không nghĩ tới ghế trên cái loại này tôn quý vị trí cũng không muốn ngồi, trái lại chạy đến bên cạnh tùy tiện chạy đến một tòa ít người ngồi xuống, quả thực tùy hứng. Ngạch, vậy được rồi. Thấy tình cảnh này Hoàng Đào tuy rằng sửng sốt, nhưng sau đó thản nhiên tiếp nhận rồi. Hiển nhiên hắn biết Trần Phi cũng đúng là tính tình này, đây là không cùng hắn khách khí ni, tự nhiên không cần lại cố ý miễn cưỡng đối phương cái gì. Dù sao trong mắt hắn, Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân. Sống thần tiên cấp bậc tồn tại có thể đêm nay nguyện ý đến, đã coi như là cũng đủ cho hắn Hoàng Đào mặt mũi. Như vậy, chưa còn cần có cái gì chưa đủ. Như vậy, lúc đầu chủ chỗ ngồi vài cái vị trí, là cho Trần Phi cùng với con của hắn Hoàng Đào chuẩn bị, nếu hiện tại Trần Phi không ngồi, vậy dĩ nhiên cần thoáng điều chỉnh một chút, sau đó có 2-3 vị chánh sự cấp Hoàng Đào dòng chính được mời lên chủ bàn. Thế mà cái này giờ này khắc này. Mọi người tại đây chú mục tiêu điểm cũng không cái này, mà là đang bên cạnh thanh niên nhân nhiều một bàn. Phong thiếu, Mầu Linh tỷ, vị này ca, người khỏe. Làm Trần Phi dẫn Hoàng Phong còn có Dương Mầu Linh đến bên cạnh bàn kia sau khi ngồi xuống, nhất thời cần trên bàn sở hữu thanh niên nhân đều cả người giật mình đứng dậy, cung kính nói. Đến mức Trần Phi, bọn họ cũng không biết tên, thậm chí họ, chỉ có thể lấy như xưng hô này đến tôn xưng. Dù thế nào không dám có chút không tôn kính. Dù sao không có biện pháp a, phải biết rằng vị này ra tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ, thậm chí đính thiên cũng liền theo chân bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm đại, có thể vấn đề bây giờ là không chịu nổi thân phận đối phương, bối cảnh khả năng đều như bức a. Dù sao coi như là bọn họ mấy cái này đêm nay có tư cách đi tới nơi này, đã coi như là rất như bức, tối thiểu trực hệ trưởng bối trong đều là phó sư cấp bậc, bất quá đây cũng chỉ là ỷ vào trưởng bối lợi hại. Vì vậy bọn họ mới có thể nghiêu bức a. Nhưng bây giờ Trần Phi Ni, cũng liên đường đường thị trưởng đều phải cung kính có thừa đối đãi người, hai người chênh lệch hữu khởi khả đồng nhật mà nói. Tất cả ngồi xuống, Phi ca không thích như vậy, đều để xuống dễ dàng một chút, để xuống dễ dàng. Đều nghe cho kỹ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Phi, Phi ca. Hoàng Đào quả thực ngay tức khắc phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Bởi vì hắn biết, Trần Phi cũng không thích bầu không khí câu nệ như vậy. Không sai, tất cả mọi người để xuống dễ dàng một điểm, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Phi, nghề nghiệp nói, trước kia là cái bác sĩ, hiện tại tạm thời không nghề nghiệp. Trần Phi thấy thế cười ngồi xuống nói. Phi ca tốt, nhất thời một bàn này vang lên cực kỳ to rõ xưng hô thanh, sau đó các bắt đầu nhiệt tình tự giới thiệu, cùng Trần Phi mời rượu lên. Không thể không nói, thanh niên nhân nha, tổng hay là muốn so với thế hệ trước thả mở một ít, nhất là bởi vì Trần Phi vốn là theo chân bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm đại, hơn nữa nhìn lên cũng thật dễ nói chuyện, mọi người hòa hòa khí khí, tự nhiên bầu không khí cũng liền theo khá hơn. Đến mức Trần Phi trong miệng nói chuyện không đâu tự giới thiệu, cái gì tạm thời không nghề nghiệp tất cả đi ra, cái này tự nhiên bị bọn họ tự động triệt để quên. Nói đùa, loại này cấp bậc đại nhân vật. Có hay không chức nghiệp có quan hệ gì? Như vậy rượu quá 3 tuần sau, Trần Phi đột nhiên hiệp xúc bưng ly rượu lên hướng Hoàng Phong, Dương Mầu Linh hai người nói Phong thiếu, Mầu Linh, giảng đạo lý, ta giác được các ngươi còn là rất xứng, hơn nữa vừa rồi ta còn nghe nói,
Mầu Linh Ba hắn còn là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng. Chẳng phải là môn đương hộ đối. Không sai, Mầu Linh Ba hắn đúng là vốn là tổ chức bộ trưởng, theo ta ba quan hệ thật không tệ, chính là không đúng dịp đêm nay hắn ở tỉnh Lý Mặt, cũng đã quên sớm thông chi. Tự nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nhịn không được đột nhiên cười nói bất quá Dương Thúc Thúc hình như đối với ta còn thật hài lòng, vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua ít ngày nữa, nên ta cho Phi Ca ngươi phát thiệp mời đi, xin Phi Ca đến lúc đó có rãnh rỗi, nể mặt đến xem. Phi, nói nhăng gì đấy? Ai đối với ngươi thật hài lòng? Dương Mầu Linh nghe vậy nhịn không được ngượng ngùng phản bác, vươn tay ở Hoàng Phong bên hông hung hăng ngắt một chút, đau người sau cũng hút lương khí. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười hắc hắc lên, thập phần sảng khoái mở miệng nói Phong thiếu tự mình mời ta, đương nhiên được nể tình lạc. Đến lúc đó trực tiếp liên hệ ta là được. Đa tạ Phi ca, nghe nói như thế Hoàng Đào nhịn không được kích động nở nụ cười, hướng về Trần Phi nói cảm tạ. Nói đùa, nếu Phi ca nguyện ý đến hắn đính hôn yến hoặc là kết hôn yến, đây tuyệt đối là cực độ tăng thể diện, dài mặt mũi. Như vậy hắn đương nhiên nhịn không được kích động. Mà ở thấy tình cảnh này, Dương Mầu Linh mặc dù có chút xấu hổ không nói chuyện, nhưng khi hắn nghe được Trần Phi hứa hẹn, cũng vẫn là không nhịn được giữa hai lông mày hiện ra sắc mặt vui mừng. Cảm tạ cái gì, các ngươi ăn trước, ta đi qua kính hoàng thúc một chén rượu. Trần Phi khoát tay áo, bưng ly rượu lên lập bàn. Hoàng thúc, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi lão phúc thọ an khang, tiền đồ rộng lớn. Trần Phi theo đi tới chủ bàn hướng Hoàng Đào mời rượu nói. Đa tạ Trần tiên sinh, đa tạ Trần tiên sinh. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên chủ động đến cùng hắn mời rượu, dù là Hoàng Đào coi như là một nhân vật, hôm nay cũng có chút kích động khó có thể tự ức, đủ rót đầy một bát lớn, cùng Trần Phi đúng đụng một cái sau, uống một hơi cạn sạch nói ngày hôm nay có ngươi Trần tiên sinh nể mặt quang lâm, thực sự là vinh hạnh a, vinh hạnh. Thấy tình cảnh này, đang ngồi mấy vị kia mới đi lên Hoàng Đào dòng chính đều nhãn thần đổ vào. Câu đều xem được rồi đối phương trong con ngươi nồng nặc chấn động, cùng với thật sâu giật mình. Được rồi, Hoàng thúc ngươi nếu khách khí như vậy nữa, ta nên xoay người được rồi a. Chu cục, Cao tổng, chúng ta cũng uống một chén đi, chúc hai vị thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Trần Phi làm bộ mất hứng nói, lại bưng ly rượu lên kính kính Chu Thiên Diệp, Cao Chí Nam hai người. Thấy thế hai người tự nhiên vô cùng kích động. Đồng dạng cũng cùng Hoàng Đào vậy uống một hơi cạn sạch một bát lớn. Lại sau đó là mấy vị kia Hoàng Đào thủ hạ chính là dòng chính. Bất quá bọn hắn cũng không dám nhượng Trần Phi kính bọn họ, đều đứng dậy cho Trần Phi mời rượu, thập phần nhiệt tình. Như vậy, Trần Phi miễn cưỡng xem như là mời rượu một vòng sau, cười bưng ly rượu trở lại bên cạnh bàn ăn nấy ăn để lên. Vừa vặn đêm nay hắn có chút đói bụng, cũng lười xen vào nữa cái khác, trước ăn rồi hãy nói. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị một số lãnh đạo bên trong xe. Trác Quân, kinh thành Trác gia đời thứ hai, cũng là lão gia tử con trai thứ ba, nguyên lai vốn là ở kinh thành quốc thổ tư nguyên bộ nhậm chức, sau bởi vì tuần lão một câu nói, đi tới Bắc Sơn, thành Bắc Sơn thị hiện giữ thị uy bí thư. Trần Phi, thì ra là thế, trách không được đương sơ tuần lão ý bảo để cho ta tới Bắc Sơn, quả nhiên là có thâm ý. Giờ này khắc này, hắn vừa tiếp xong một chiếc điện thoại, lại đã không nhịn được vẻ mặt động dung cùng cảm thán nói. Hứa ra lão thái gia muốn đích thân đến Bắc Sơn xem bệnh, đây tuyệt đối là một đại sự tình, cũng là hắn Trác Quân cho tới nay, đợi cơ hội. Rất hiển nhiên nếu hắn có thể đem chuyện này làm tốt, tất nhiên có thể có được hứa ra, thậm chí hứa lão thái gia thưởng thức. Đến lúc đó còn sợ không ai nhớ kỹ hắn Trác Quân hy sinh cùng công lao. Xin nhờ. Lão nhân gia trong lòng đều cùng gương sáng tựa như, làm sao có thể sẽ quên. Không thể không nói, hắn lần này là thực sự thành công a. Ha 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 hắc. Không được, được ngay tức khắc nhanh lên hành động. Tuần lão hắn vừa rồi hình như nói vị kia họ Trần tuổi nhỏ người, hiện tại đang ở Hoàng Đào sinh nhật tiệc tối bên kia. Hắn như vậy nỉ non, chợt lấy điện thoại di động ra, tự mình bấm đối phương Hoàng Đào điện thoại. Giảng đạo lý. Lấy hắn Trác Quân dĩ vãng thân phận địa vị, nhậm chức kinh lịch, còn không sẽ đem tầm thường một vị địa cấp thành phố thị trưởng để vào mắt. Nhưng bây giờ, tình huống lại không giống nhau, cái này Hoàng Đào hình như cùng vị kia họ Trần tuổi nhỏ người có một chút quan hệ. Phải coi trọng một chút. Đây là, Trác Bí Thư. Nghe điện thoại chính là Hoàng Đào Bí Thư, Tiền Hướng Vinh.
Hắn vừa thấy được điện báo biểu hiện, nhất thời thiếu chút nữa không dọa cho giật mình. Lại là vị này ông cháu gọi điện thoại tới, chợt hắn không chút do dự, ngay tức khắc chạy chậm đến Hoàng Đào bên cạnh, nhỏ giọng nói Hoàng thị trưởng, Trác bí thư gọi điện thoại tới. Trác bí thư, Hoàng Đào nghe vậy lúc đầu có chút phi huân, nhưng cũng ngay tức khắc rượu toàn bộ tỉnh, có chút ngoài ý muốn nói. Quái, từ kinh thành vô ích hạ xuống tên, không phải là vẫn luôn mơ hồ có chút coi thường hắn cái chỗ này quan sao? Thế nào hiện tại đột nhiên gọi điện thoại cho mình, lẽ nào, là hắn biết chuyện tối nay? Có thể cũng không đúng a, coi như đối phương biết bản thân đêm nay sinh nhật, lấy bọn họ giao tình, cũng không cần thiết a. Trác bí thư xin chào, ta là Hoàng Đào, xin hỏi có dặn dò gì sao? Có thể mặc dù trong lòng chứa nhiều nói thầm, bởi vì uống rượu, nhưng hắn vẫn ngay sau đó chuyển được điện thoại, cất cao giọng nói. Có một số việc mà một là một, hai là hai, cũng không thể bởi vì uống rượu tự rối loạn. Một là một, hai là hai. Vì vậy mặc dù Hoàng Đào hôm nay đều đã ngồi trên thị trưởng vị, ở đối phương vốn là số một trước mặt lãnh đạo cũng hay là không dám làm càn, chớ nói chi là đối phương hay là từ kinh thành chỗ kia tới, cái loại này địa giới mà, có thể đơn giản sao? Ta nói lão Hoàng A, người cái này đã có thể không hậu đạo, tuy nói đôi ta mới nhận thức không lâu sau, nhưng dầu gì cũng là tương lai mấy năm muốn kể vai chiến đấu đồng bạn đi. Người 45 tuổi sinh nhiều, chuyện lớn như vậy mà đều không nói cho ta, lão Hoàng ngươi nói, ta có nên hay không phê bình ngươi? Thế mà theo làm mất đi bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm như vậy, nghe được Hoàng Đào một ngây người. Giảng đạo lý, hắn là thật không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Nếu không trước hắn mơ hồ cảm giác được đối phương không tốt tiếp xúc, cũng coi thường bọn họ loại địa phương này quan, bằng không mặc dù là lễ tiết tính, hắn cũng sẽ báo cho biết đối phương, hơi chút thông báo một chút. Đương nhiên tới hay không tự nhiên là đối phương chuyện này. Thế mà trước hắn sở dĩ chưa nói, cũng là bởi vì cảm giác được nói cũng vô ích, thậm chí còn có khả năng sẽ tự tìm mất mặt, cho nên mới chưa nói, đi không nghĩ tới bây giờ đã có lớn như vậy cuốn. Đối phương đường đường kinh thành hàng không tới đại nhân vật, cư nhiên tự mình cho hắn Hoàng Đào gọi điện thoại đến, phê bình, hỏi đến hắn sinh nhật sự tình, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa dù thế nào không biết bởi vì nguyên nhân gì, đối phương hình như đúng thái độ của hắn đã hoàn toàn có thay đổi. Phải biết rằng bọn họ loại vị trí này người trên, vô luận là cảm giác hay là phán đoán năng lực, đều là rất mẫn cảm, rất lợi hại. Đường đường vốn là số một lãnh đạo có thể đối với hắn Hoàng Đào thái độ có thay đổi, hướng về thân cận phương diện phát triển, cái này không thể nghi ngờ làm hắn vừa mừng vừa sợ. Nhất niệm đến nước này, hắn ngay tức khắc ngượng ngùng nói bí thư nói đúng, cần phê bình, cần phê bình, lúc đầu ta là không muốn bởi vì mình việc tư mà, ảnh hưởng đến bí thư ngươi công tác. Bất quá chuyện này đúng là ta không đúng, ta cho ngươi bồi cái không phải là. Trác Quần nghe vậy cười nói đừng, lão Hoàng A, đêm nay ngươi thế nhưng thọ tinh. Thọ tinh công làm sao có thể nói những lời này ni. Các ngươi hiện tại ở chỗ nào, không ngại ta Trác Quần không mời mà tới, tới chúc mừng đi. Cái gì, Trác bí thư ngươi muốn đích thân đến. Hoàng Đào nghe vậy ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương ở trong điện thoại chúc mừng hắn còn chưa đủ, còn muốn đích thân trình diện đến. Cái gì, Trác bí thư muốn đích thân vội tới Hoàng thị trưởng Khánh Sinh. Mọi người tại đây nghe được tin tức này, nhất thời vô cùng kích động. Phải biết rằng, ở đây tuyệt đại đa số đều là trên chính đàn người, đương nhiên giải độc tin tức phương thức đều là lấy không phải bình thường quan trường mắt người quang. Trác bí thư, Hoàng thị trưởng phân loại vốn là một, số hai lãnh đạo vị, theo lý thuyết mặc dù không đến mức một núi không thể chứa hai cọp, nhưng là rất khó chung đụng cực kỳ hòa hợp. Nhưng bây giờ, số một lãnh đạo lại nguyện ý tự mình đến vì Hoàng thị trưởng Khánh Sinh, cái này ý vị như thế nào? Tối thiểu cũng là so với giác phương diện tốt, mà người được lợi, tự nhiên sẽ là bọn hắn loại này ỷ vào Hoàng thị trưởng dòng chính. Thế nào, lão Hoàng, người đây là không muốn ta đến à? Microphone nội lại truyền tới Trác Quần thanh âm. Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trác bí thư ngươi có thể tự mình đến, là để mắt ta Hoàng Đào, vạn phần cảm tạ. Hoàng Đào nhịn không được thở một hơi thật dài, có chút kích động mở miệng nói. Làm từ cơ sở chạy đại biểu một trong, hắn Hoàng Đào có thể đã bị từ kinh thành mà đến Trác Quần coi trọng như vậy, coi như là rất dài mặt, khó tránh khỏi kích động như thế. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, ta hiện tại cứ tới đây.
Bên đầu điện thoại kia Trác Quần mở miệng cười nói, sau đó lại cùng Hoàng Đào hàn huyên vài câu, hỏi cụ thể dùng cơm địa chỉ, lúc này mới cúp điện thoại, phân phó bí thư dựa theo địa chỉ đến. Lão Hoàng, Trác bí thư muốn đi qua, gặp Hoàng Đào cúp điện thoại, Chu Thiên Diệp nhìn không được hạ thấp giọng hỏi. Ừ, hắn nói hắn tự ở phụ cận đây, lập tức là có thể đến. Hoàng Đào gật đầu, thoạt nhìn còn hơi có chút hoảng hốt. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời cả kinh, nhịn không được vỗ vỗ bản thân lão bằng hữu bả vai nói lão Hoàng, không sai a. Trác bí thư tự mình gọi điện thoại, còn nguyện ý tự mình đến, đây chính là một cái tín hiệu, xem ra vị này mới tới số một lãnh đạo cũng không phải như vậy không tốt tiếp xúc. Cao Chí Nam nghe vậy cũng có chút vui vẻ, bất quá hắn cũng không phải trong quan trường người, tự nhiên không tốt xen mồm. Đến mức trên bàn cái khác này dòng chính, còn lại là thân phận thiếu, bất tiện xen mồm. Nhưng dù vậy, bọn họ một đám cũng là vừa cao hứng, lại là kích động, bội cảm trên mặt có vinh quang. Nhất là Hoàng Đào thủ hạ có ngắm tấn thăng lão đồng chí, nếu là Trác bí thư có ý định cùng Hoàng thị trưởng giao hảo, chắc chắn sẽ không keo kiệt phía dưới một ít lấy hay bỏ, như vậy, còn sợ không bán bọn họ mặt mũi sao. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, Trác bí thư hôm nay tới chính là vì Khánh Sinh, Khánh Sinh. Hoàng thị trưởng sử một cái ánh mắt cho Chu Cục. Loại sự tình này mà, không sau cùng xác định trước tốt nhất chớ nói lung tung, bằng không phía dưới người sai lầm lý giải, rất dễ sẽ xuất hiện chuyện phiền toái mà. Chu Thiên Diệp gặp cái này ánh mắt, cái này mới tỉnh ngộ mình nói sai, lúng túng vỗ vỗ đầu mình nói ta. Rượu vừa quát tự yêu nói bậy, ta đây tật xấu được sửa đổi một chút, phải sửa đổi một chút. Phi ca, người nghe được không, chúng ta Bắc Sơn mới tới vị kia Trác bí thư hình như muốn tới. Bất quá ta ba hình như cùng hắn không có gì giao tình, hắn thế nào đột nhiên sẽ. Sang bên bàn kia trên, nghe được tiệc rượu gian lưu ngôn phỉ ngữ, Hoàng Phong con ngươi đảo một vòng cười hì hì nói. Ba, thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp cầm chiếc đũa, khi hắn trên trán tới một lần, tức giận nói có chuyện liền trực tiếp nói. Ta có thể với các ngươi cái này nha nội vòng tròn không phải là một cái từng đạo, quanh co nghe được Hoàng. Hoàng Phong không duyên cớ vô cớ đã trúng một chiếc đũa, may là Trần Phi cũng không dùng lực, bất quá hắn đương nhiên cũng không dám lại tiếp tục quanh co lòng vòng lên, nắm cái chán xấu hổ cười nói ta đây không phải là nghĩ Trác bí thư đột nhiên cải biến thái độ, tự mình chạy chuyến này, có chút kỳ quái sao. Đêm nay tựa hồ cũng chỉ có Phi ca ngươi, có khả năng ảnh hưởng đến. À, Hoàng Phong, ngươi là nói, Trác bí thư là bởi vì Phi ca, mới tới được. Dương Mầu Linh nghe vậy người không biết ngơ ngác nói, muốn thực sự là như vậy, vị này Phi ca địa vị đến tột cùng nhiều lắm khủng bố a. Đến mức trên bàn mấy vị khác nha nội, nhìn thấy như vậy đáng sợ tràng cảnh, đường đường thị trưởng con, bị đánh một chiếc đũa cư nhiên thí cầu oán hận, ủy khuất cũng không có, ngược lại nói ra như vậy kinh thế hãi tục một phen nói, không khỏi trong lòng rồi hướng Trần Phi kính nể thêm được mấy phần. Nói, vị này ca đến tột cùng mạnh biết bao a. Còn có thể hay không để cho bọn họ chậm rãi khí. Ta nói ngươi cũng đừng lại đã qua trên mặt ta yêu ta vàng. Dù thế nào chuyện này hẳn là không quan hệ với ta, mới tới vị lãnh đạo kia ta đều không, chớ nói chi là biết. Bất quá Trần Phi lại phủ nhận, bởi vì hắn quả thực không biết đối phương, thậm chí ngay cả mặt mà hình như cũng còn chưa thấy qua. Đang nói, phòng cửa bị người từ bên ngoài gõ. Trác bí thư tới. Mọi người gặp một vị gần đây khuôn mặt quen thuộc bước đi nhập phòng, nhất thời toàn bộ hiện trường một trận gây rối, đều đứng dậy. Hoàng Đào đám người càng đã cướp trước một bước trên đi nghênh đón. Trác bí thư, cảm tạ ngươi trăm việc trong còn có thể cố ý đến. Không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Hoàng Đào nhiệt tình nắm tay của đối phương, kích động nói. Phải, đêm nay thế nhưng Hoàng thị trưởng ngươi 45 tuổi sinh nhiều. Ta nếu là không tự mình tới chúc mừng một chút, chẳng phải là thật không có thành ý. Thế mà không chỉ là Hoàng Đào Hoàng thị trưởng khách khí, ngay cả vị này Trác Quần Trác bí thư cũng tương đương khách khí, coi như là cho đủ mặt mũi. Cũng để cho Hoàng Đào dòng chính mỗi người mặt mang vinh quang, tâm hoa nộ phóng. Phải biết rằng tuy nói thị uy bí thư, thị trưởng đại đa số thời gian đều là cùng cấp, nhưng giống như loại này ở như vậy tránh nhi bát kinh khánh sinh trường hợp như vậy, nể tình xưng hô Hoàng Đào thị trưởng. Cái này rõ ràng mang theo thân thiết, hoặc là tôn kính ý. Mà nay chậm có tư cách tới bên này, không ai là người ngu, tương phản bọn chúng đều là nhân tinh,
lại làm sao không nhìn ra cái này mới tới Trác bí thư là đang cố ý giao hảo Hoàng thị trưởng. Trác bí thư thực sự là quá khách khí, đến, xin mời ngồi. Hoàng Đào nghe vậy tự nhiên cũng là vừa mừng vừa sợ, muốn mời Hoàng Đào ghế trên. Bọn họ hôm nay hẹn định cái quán rượu này phòng, bàn rượu vị trí đều rất rộng tùng, một bàn xuống tới cũng liền bày đặt 8, 9 cái vị trí, thế mà nhưng có thể dung nạp dưới 11, 12 cái. Cho nên khi hắn ở biết được Trác bí thư nói muốn hôn tự đến sau, ngay tức khắc đưa bọn họ cái bàn vị trí điều điều, lại bỏ thêm một cái ghế. Dù sao Đường Đường vốn là số một lãnh đạo đến đây, tự nhiên có tư cách ngồi thủ tịch thượng vị. Dĩ nhiên, Trần Phi là một ngoại lệ, hắn không muốn ngồi, cũng may là hắn không muốn ngồi, bằng không thì phiền toái. Bởi vì luôn không khả năng ở Trác bí thư tự mình tới được dưới tình huống, còn nhượng Trần Phi ngồi trên tọa đi. Mặc dù Hoàng Đào nguyện ý, nhưng cái này cũng đắc tội với người. Vì vậy nói chung, may là. Có thể nhưng vào lúc này, Trác bí thư nghe vậy lại khoát tay nói trước không vội. Lão Hoàng A, xin hỏi ngày hôm nay có thể có vị họ Trần tuổi nhỏ ở. Xin hỏi, vị nào là Trần tiên sinh? Họ Trần tuổi nhỏ người. Xin hỏi, Trần tiên sinh là vị kia? Loảng xoảng đương. Lại không biết là ai bởi vì quá chấn động. Không cẩn thận nâng cốc bôi hay hoặc là kim loại khí cụ đổ. Mà đang ở cái này trong sát na, hầu như ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về phòng khách bên cạnh ta trên bàn nhìn lại. Hoàng Phong càng nhìn không được ngơ ngác dùng giò đụng một cái chính đang vùi đầu ăn nhiều Trần Phi, nhỏ giọng nói này, Phi ca, hắn hình như thật là tới tìm ngươi. Thực sự là tới tìm ta. Trần Phi nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, sắc mặt tương đương cổ quái, nghi hoặc không giải thích được. Giảng đạo lý, hắn hình như thật không biết đối phương là ai. Lẽ nào, là tới tìm hắn phiền toái? Mà ở nhìn thấy mọi người như vậy không hẹn mà cùng một màn, Trác Quân mặc dù trễ nải nữa, cũng tự nhiên ngay tức khắc tự rõ ràng, bản thân đêm nay người muốn tìm, đến tột cùng là ai. Chợt chỉ thấy hắn thở một hơi thật dài, sau đó trên mặt hiện ra dáng tươi cười, không cần suy nghĩ, liền hướng về Trần Phi bên kia bước đi đi. Trần tiên sinh xin chào. Ta là Trác Quần, đến từ Kinh Thành. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chỉ thấy kỳ đi tới Trần Phi trước mặt, không chút do dự, nhất thời khom người giọng nói cung kính tự giới thiệu mình. Mà ở nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, mọi người tại đây mặc dù trong lòng đã có sở chống lại tính, cũng còn là câu cũng không nhịn được cả người hung hăng run rẩy. Lần này, không nghĩ tới ngay cả Đường Đường Trác Quần Trác bí thư, mới từ Kinh Thành hàng không tới đại nhân vật kia. Đều cư nhiên sẽ đối với phương người trẻ tuổi kia như vậy tôn kính. Vân vân chờ đã. Lẽ nào Trác bí thư đêm nay, là chuyên môn để hắn, mới tới. Ừng ực, mọi người gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Xin chào, Trác bí thư. Trần Phi thấy thế kinh ngạc đứng dậy, vô ý thức vươn tay cùng đối phương cầm. Hắn lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên thực sự là tới tìm hắn, thế nhưng, quái, hắn hình như thật sự không biết ha. Mà ở thấy tình cảnh này, ở đây mọi người bao quát Hoàng Đào hầu như đều có một loại chấn động, sai lầm vẻ. Bởi vì hiện tại tình huống này rõ ràng chính là Trần Phi căn bản không nhận thức hắn, có thể vị kia số một lãnh đạo lại chuyên môn gọi điện thoại tìm lý do, chuyên đến bái phỏng hắn, đây quả thực làm cho khó có thể tin. Phải biết rằng Trác Quần Đường Đường tránh thính cấp địa cấp thành phố Thị Uy bí thư, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, thậm chí toàn quốc, đều cũng có một ít phân lượng, năng lực. Chớ nói chi là hắn vẫn đến từ Kinh Thành cái loại này địa giới mà, là từ phía trên vô ích hạ xuống. Như vậy, thật đến mức đúng chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân như vậy tôn kính sao? Sợ rằng ở đây cũng chỉ có Hoàng Đào, Cao Chí Nam hai người có thể lý giải, những người khác hết thảy đều lý giải không dưới đến. Đây mới là đô thị kỳ nhân. Trần tiên sinh ngươi không cần lo ngại, chúng ta đêm nay đúng là lần đầu tiên gặp, bất quá, ta là bị một vị trưởng bối ủy thác. Mới cố ý chạy tới. Như là nhìn thấu Trần Phi nghi hoặc, Trác Quần Trác bí thư thấp giọng nói. Trưởng bối, Trần Phi nghe vậy lại càng kỳ quái, trưởng bối, cái gì trưởng bối? Không sai. Trác Quần Trác bí thư gật đầu, ngay sau đó lại thấp giọng nói Trần tiên sinh, chẳng biết có được không mượn một bước nói. Dĩ nhiên, Trác bí thư thỉnh, Trần Phi nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất thời đứng lên nói. Dù sao lấy đối phương vốn là số một lãnh đạo thân phận tôn quý, địa vị, cũng như cái này cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ không lung tung đùa giỡn đại biển hiệu.
Hơn nữa hắn là thật có chút ngạc nhiên, đối phương trong miệng trưởng bối, đến tột cùng là ai, hắn nhận thức. Đa tạ Trần tiên sinh lý giải. Trác bí thư nghe vậy trong lòng hơi thở dài một hơi, ám đạo người trẻ tuổi này tựa hồ còn rất dễ nói chuyện, cũng không trước trong điện thoại tuần lão nghiêm túc dặn dò nghiêm trọng như vậy. Như vậy xem ra, chữa bệnh sự tình, sẽ không có nhiều vấn đề lớn mới đúng. Trong lòng như vậy nghĩ như vậy, hai người đã đơn độc tiến nhập tửu điếm ta nhà một gian nội. Tiến nhập trong đó sau, Trần Phi Lập và không nhẫn nại được nghi hoặc hiếu kỳ nói Trác bí thư, không biết trong miệng ngươi vị trưởng bối kia đến tột cùng là. Ta cũng không giống như nhận thức Trác họ trưởng bối, lẽ nào, là bí thư ngươi nhận lầm người. Trần tiên sinh nói đùa, nhận lầm người đương nhiên sẽ không. Không biết ngươi có thể hay không nhớ kỹ tuần lão. Trác bí thư cười hỏi ngược lại. Tuần lão, vân vân chờ đã, ngươi là nói, tuần lôn bác sĩ. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên linh quang lóe lên hiện lên trong đầu ra lau một cái thân ảnh. Không sai, chính là tuần lão tiên sinh. Trác quần gặp Trần Phi lại dám gọi thẳng tuần lão tiên sinh tính danh, nhất thời trong con ngươi không khỏi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, chậm rãi thậm chí có chút khẩn trương nói là như vậy, tuần lão trong tay có một vị thập phần vướng tay chân bệnh nhân, thậm chí ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không có nhiều nắm chặt. Vì vậy hắn nghĩ đến xin giúp đỡ một chút Trần tiên sinh ngươi, hôm nay hắn đã từ kinh thành xuất phát, chính đã qua Bắc Sơn bên này đến. Đang nói những lời này thời gian, giảng đạo lý, hắn chính mình cũng không biết mình là nói như thế nào đi ra. Phải biết rằng tuần lão hạng thân phận, địa vị, hạng kỹ càng quỷ thần khó lường y thuật, quý vị hôm nay hoa hạ y thánh đường đường chủ, hiện tại lại muốn đi cầu trợ một vị chính là hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Nếu không phải lời nói này là tuần lão tự mình yêu cầu phải nói như vậy, trước hắn lại luyện tập rất nhiều lần, giảng đạo lý, lấy trong lòng hắn đúng vị kia hiểu rõ cùng kính nể, là thật nói không nên lời. Không nói đùa. Đồng thời dù là lấy hắn Trác quần lòng dạ, cũng không cấm ở trong lòng thầm nhũ, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì, người nào. Thật đáng giá tuần lão làm được loại trình độ này. Vướng tay chân bệnh nhân. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Bất quá đối phương vị kia họ tuần lão bác sĩ y thuật có thể không bình thường, lời nói thật, tuyệt đối là trước mắt hắn biết lợi hại nhất, đương nhiên là trừ hắn ra bên ngoài. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác là vướng tay chân bệnh nhân, vậy khẳng định tình huống là thật rất phiền phức, rất không xong. Trác bí thư biết là bệnh gì sao? Hắn mâu quang lóe lên nói. Rất hiển nhiên, tuy nói như thế, nhưng hắn cũng rất hăng hái bừng bừng hình dạng. Là độc, Trác quần nghe vậy chậm rãi nói. Hắn do dự nửa ngày vẫn là không có nói quá thấu triệt. Độc, Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh thần sắc còn là bình tĩnh lại. Cười nói ta đã biết, Trác bí thư, làm phiền đêm nay ngươi tự mình chạy như thế một chuyến. Chờ tuần lão bác sĩ đến Bắc Sơn thời gian, đến lúc đó trực tiếp thông chi ta đi, ta trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ ở bên này. Thật sự là quá tốt. Trác quần nghe vậy nhìn không được hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng, nhưng theo sát mà hoặc như là nhìn không được tựa như, thấp giọng nói bất quá Trần tiên sinh, người bệnh nhân kia thân phận không quá vậy, vì vậy không biết người bên này có thể có nắm chắc. Trác bí thư, ở trong mắt ta bệnh nhân chính là bệnh nhân, không thân phận gì một không nhất thiết. Hơn nữa ta hiện tại cũng không phải còn không phát hiện người sao. Vì vậy nắm chặt cái gì, hiện tại ngươi nhượng ta nói ta còn thật khó mà nói. Trước chờ ta gặp được bệnh nhân thời gian nhìn nữa đi. Trần Phi trực tiếp cắt đứt lời của hắn nói. Bệnh nhân thân phận không bình thường. Loại sự tình này mà dùng cái mông sai đều có thể đoán được, bằng không đối phương hà tất thiên lý xa xôi tự mình đến Bắc Sơn tìm hắn, còn nhượng như thế một vị thị uy bí thư xung phong. Bất quá đây đối với hắn mà nói nhưng cũng không là cần suy tính chuyện này, bởi vì hắn chỉ là hiếu kỳ đến tột cùng là bệnh gì chứng, cái gì độc, cư nhiên có thể để cho vị kia lão bác sĩ đều cảm thấy vướng tay chân, thậm chí thúc thủ vô sách. Đây mới là hắn giờ này khắc này trong lòng chân chính nghĩ, cái khác đều không có vấn đề. Ngạch, xin lỗi, là ta lỡ lời. Trác quần nghe vậy nhìn không được lúng túng cười cười. Hắn biết mình quả thực nói sai, vội vàng có lệ đi qua. Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh bầu không khí mặc dù nhìn như vô cùng náo nhiệt, nhưng rõ ràng ai cũng cảm giác được vô hình chung đầu trên đỉnh nhiều hơn lau một cái áp lực. Bản trước khi tới ban đầu, bọn họ còn đang suy nghĩ,
đêm nay vị kia mới tới số một lãnh đạo sẽ tới hay không, có thể vấn đề hiện tại đến đã tới, cũng không phải là bởi vì bọn họ đại lãnh đạo Hoàng thị trưởng tới, mà là vì chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất là vô luận là bọn họ đại lãnh đạo Hoàng thị trưởng, hay là Trác bí thư, đều cư nhiên đúng vị trẻ tuổi kia tất cung tất kính, khom lưng loan quá phận. Phải biết rằng hai vị này thế nhưng vốn là hôm nay tối không thể nghi ngờ một. Hai, số lãnh đạo, đối phương cũng vị trẻ tuổi. Mặc dù là tỉnh bên trong lãnh đạo tới, cũng không về phần bọn hắn làm được loại trình độ này đi. Nhất niệm đến nước này, hầu như tất cả mọi người không yên lòng, thường thường len lén liếc Trần Phi, Trác bí thư hai người đơn độc tiến căn phòng. Hoa mẫu đơn đại tử điếm, ta cao tầng đơn độc phòng nội. Một vị thần sắc kiêu căng hơn 20 tuổi thanh niên nhân, đội mũ, cà lơ phất phơ nhuộm tóc vàng, một bộ lỗ mũi hướng lên trời, chỉ cao khí ngang dáng dấp, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẩy, nhãn thần mắt lé theo Trương Long, Triệu Nhạc hai phu thê, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc miệt thị nói ta nói, hai người các ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dù sao cũng đều nhiều ngày như vậy, nên biết tin tưởng các ngươi đều nên biết. Tiện thể cầm một câu. Nếu như các ngươi lại ma ma thẳng thẳng nói, ta bên này không có vấn đề, có thể Dương Thiếu bên kia đã có thể không tốt như vậy kiên nhẫn. Dương Thiếu, Trương Long biến sắc, hắn rốt cục lần đầu tiên nghe được đối phương người sau lưng, trong lòng đã từ từ hiện ra lau một cái bất tường cảm giác. Tại đây Bắc Sơn, có tư cách được xưng là Dương Thiếu, đây chẳng phải là... Ba một tiếng, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân trưởng trưởng miệng mình, vẻ mặt cười lạnh nói ai, ngươi xem ta đây phá miệng. Hình như lại nói sai. Bất quá ta ngày hôm nay đúng là thay Dương Thiếu đến nói chuyện làm ăn, đệ nhất, 50 vạn, giao ra cửa tiệm cùng thuốc thiện phối phương, đệ nhị, 10 vạn, thu mua các người thành trúc thuốc thiện phần trăm 70 công ty cổ phần, hai chọn một. Ngươi, các ngươi là không phải là ăn tướng hơi quá đáng. Quang là nhà của chúng ta cửa tiệm tự chí ít giá trị 500 vạn, chớ nói chi là chân quý nhất thuốc thiện phối phương, các ngươi đây quả thực là minh cướp. Triệu Nhạc nghe vậy tức giận đến cả người thẳng run run, nhịn không được tức giận nói. Đối phương đây quả thực hơi quá đáng, hoàn toàn muốn từ trên người bọn họ đem thịt cùng đầu khớp xương toàn bộ dịch đi. Quả thực khinh người quá đáng. Quá phận. Thế mà thần sắc kiêu căng thanh niên nhân nghe vậy cũng không tiết cười lạnh cười, nghiêng đầu mâu quang miệt thị vậy nhìn Triệu Nhạc, phun ra một vòng khói nói gọi các ngươi trước như vậy ma ma thẳng thẳng, khiến Dương Thiếu không nhịn được. Nói. Bây giờ có thể đủ cho các ngươi tiền mua, đều đã bị cho là rất tốt, bằng không cục vệ sinh, phòng cháy chữa cháy đại đội mỗi ngày đến tra, ngươi cảm thấy ngươi các còn có thể tiếp tục an ổn mở tiệm việc buôn bán. Ghê gớm chúng ta giữ cửa tiệm bán, ly khai Bắc Sơn, đi địa phương khác mở tiệm. Ta không tin các ngươi tay còn có thể thân dài như vậy. Thế mà nghe vậy lúc này Trương Long cũng không nhịn được tức giận nói. Hắn tuy rằng sớm biết rằng là đối phương dở trò quỷ. Nhưng trước lại vẫn luôn là suy đoán. Mà bây giờ, đối phương như vậy không chút kiêng kỵ thừa nhận không nói, còn lấy cái này đến uy hát yêu ta chúng ta, há có thể không giận. Giữ cửa tiệm bán, ly khai Bắc Sơn. Thần sắc kiêu căng nam tử nghe vậy chen làm ra một bộ vẻ kinh ngạc, chợt càng khinh thường nói trừ phi người nguyện ý trực tiếp ly khai tỉnh Giang Nam. Bằng không lấy Dương Thiếu thân phận, tỉnh Giang Nam nha nội vòng, ai sẽ không để cho hắn mấy phần mặt mũi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, chẳng đáng ý càng sâu nói rồi hãy nói người nghĩ có Dương Thiếu ở, cửa tiệm là các người muốn bán là có thể bán. Hắn bất tùng khẩu, ai dám cho các ngươi làm thủ tục, ai dám mua các ngươi cửa tiệm. Hắn lời nói này đương nhiên, hoàn toàn là đang khi dễ không có bối cảnh người. Ngươi, các ngươi không muốn hơi quá đáng, thật muốn xé rách mặt, không chừng ai cá chết lưới rách. Triệu Nhạc nghe vậy chân thực không nhịn được. Chỉ vào đối phương mũi mắng to. Phải biết rằng nhà bọn họ thanh trúc thuốc thiện chỉ là cửa tiệm tự chí ít giá trị 500 vạn, chớ nói chi là những ngày gần đây sinh ý vô cùng tốt, mỗi ngày khách quý chật nhà, tọa không ứng cầu, bao nhiêu người hoa số tiền lớn muốn chia một chén súp đều không có cơ hội, bây giờ đối với phương lại như vậy quá phận, thẳng thắn không sai biệt lắm trực tiếp minh đoạt. Cái này ăn tướng quả thực không phải quá khó coi. Thối lẳng lơ, có đúng hay không ta hảo hảo nói với các ngươi. Các người tựu đều nghĩ ta cầu thả cường rất dễ nói chuyện. Người tin hay không Dương Thiếu câu nói đầu tiên có thể cho các người phá cửa hàng ngay tức khắc đóng cửa.
thần sắc kiêu căng thanh niên nhân rốt cục nhịn không được giận dữ nói. Cho rằng đối phương quả thực quá không tán thưởng, không tự lượng sức. Cá chết lưới rách, chỉ bằng các ngươi. Ngươi nói cái gì? Triệu Nhạc nghe vậy mặt cười tức giận đến run, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế quá phận, ăn tướng quá khó coi, cường cướp không nói, còn muốn mắng chửi người. Bất quá hắn lời còn chưa nói ra đã bị chồng mình Trương Long vươn tay ngăn cản, sau đó gặp Kỳ sắc mặt không gì sánh được âm trầm, chậm rãi nói cầu thả ít, ta biết ba ngươi là chúng ta Hải Giang khu vệ sinh phân cục cục trưởng, có bối cảnh, cũng có năng lực, nhưng ngươi bây giờ cũng ở thay một vị khác đứng ra đi. Ta muốn biết vị kia đến tột cùng là ai, lai lịch gì, đến tột cùng là ai coi trọng chúng ta Thanh Trúc Thuốc Thiện. Ngươi muốn biết? Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường cười nhạt, há mồm phun ra một vòng khói, làm bộ như là rất cao thâm khó lường nói cũng được, đều đến bây giờ, lừa gạt nữa theo hai ngươi cũng không nhiều lắm ý nghĩa, dù thế nào ta vừa rồi cũng nói lỡ miệng. Nói như thế, Dương Viễn Trình Dương Thiếu biết chưa, ta Bắc Sơn thị tổ chức bộ bộ trưởng công tử. T. Thì tổ chức bộ bộ trưởng công tử, Dương Viễn Trình Dương Thiếu. Nghe vậy Triệu Nhạc, Trương Long hai người nhìn không được bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc sợ hãi. Bởi vì bọn họ lưỡng trước tuy rằng cũng biết, đối phương địa vị có thể rất đáng sợ, lại không nghĩ rằng lại là như vậy ra thế hiển hách tồn tại. Đường đường thị uy thường ủy thị tổ chức bộ bộ trưởng công tử, đây chính là trưởng quản nón quan bộ môn, cái này, đây quả thực làm cho thất kinh, không cách nào tưởng tượng. Trách không được trước đối phương khẩu khí lớn như vậy, không kiêng nể gì cả nói không ai dám cho bọn hắn làm thủ tục, cũng không ai dám mua bọn họ cửa tiệm. Thậm chí ngay cả cục vệ sinh, phòng cháy chữa cháy đại đội cũng như cái này nể tình, nguyên lai, thì ra là thế, trách không được a. Hiện tại đã biết, hài lòng. Mà ở nhìn thấy Trương Long, Triệu Nhạc hai trên mặt người chấn động, thần sắc kiêu căng nam tử cầu thả cường bất tiết nhất cố cười cười. Ném ra hai phân hợp đồng nói hiện tại nếu đã biết, hai phân hợp đồng đều ở đây, nhanh lên chọn một phần, các ngươi hẳn là rõ ràng sự kiên nhẫn của ta đã không đủ. Muốn cởi đi, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Trương Long nghe vậy cả người run lên bần bật, như là đột nhiên tuyệt vọng vậy, chuẩn bị cúi đầu, ngay tại lúc này Triệu Nhạc chợt ngăn cản hắn mở miệng nói có thể hay không lại cho chúng ta nửa tiếng đồng hồ suy tính thời gian. Nửa tiếng đồng hồ cân nhắc thời gian. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Nhạc, trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi nói xem ra ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút các còn có thể có cái gì dựa, có thể cùng Dương Thiếu chống lại. Nửa tiếng đồng hồ, ta cuối cùng cho các ngươi thêm nửa tiếng đồng hồ, nếu là nửa giờ sau cái này hai phân hợp đồng các ngươi còn không tuyển trạch thứ nhất ký, hậu quả, tự phụ. Hắn lời này như là hung hăng đánh ở Triệu Nhạc, Trương Long hai người ngực. Hoàn toàn không kiêng nể gì cả, làm bọn hắn người không ở đổi sắc mặt. Tiểu Nhạc, Trương Long lôi kéo đang chuẩn bị đứng dậy Triệu Nhạc muốn nói lại thôi. Đối phương địa vị chân thực quá khủng bố, đường đường thì tổ chức bộ đi bộ trưởng công tử, loại thân phận này, nhượng hắn chân thực không sanh được bất kỳ kháng cự nào tâm, không muốn lại tiếp tục rước lấy phiền phức. Bằng không tiếp tục nữa kết quả có thể sẽ bết bát hơn. Đi theo ta. Thế mà hắn lại mạnh mẽ đem Trương Long kéo lên. Kéo ra khỏi phòng, cầm ra điện thoại mình bấm ta cái số điện thoại nói đừng vội, đừng quên trước Trần Phi nói. Có thể, nhưng này biên dù sao cũng là vốn là thị tổ chức bộ công tử. Trương Long nghe vậy ngẩn ra, mặc dù hồi tưởng lại trước Trần Phi theo như lời nói, nhưng vấn đề là hắn bây giờ còn là vẫn như cũ đúng Trần Phi không có chút nào lòng tin, hoặc là nói, đánh từ vừa mới bắt đầu cũng không có. Dù sao hắn thủy chung cho rằng cao trung thời kỳ bản thân đúng Trần Phi hiểu rõ. Biết ra cảnh hắn kỳ thực cũng không tốt, vì vậy hôm nay mặc dù nhìn như trộn ra mặt, cũng tuyệt không khả năng có thể so với được với đường đường thị tổ chức bộ công tử A. Phải biết rằng cái loại này tồn tại, hoàn toàn là vốn là cao cấp nhất cầm ghế gập một trong, mặc dù là kỳ nhi tử cũng vậy là đủ rồi, bọn họ loại này thăng đấu tiểu dân không thể trêu vào. Nói chuyện điện thoại xong rồi hãy nói, dù thế nào còn có nửa giờ. Thế mà Triệu Nhạc lại trực tiếp đem lo lắng ép xuống. Mặc dù hắn cũng không có nhiều lòng tin, thế nhưng, tổng cần thử một lần đi. Này, Triệu ủy viên văn nghệ, không đàm thỏa. Cùng lúc đó, Trần Phi nhận được Triệu Nhạc điện thoại, cũng nghe đến đối phương lo lắng giọng nói, nhướng mày nói.